Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 111: Tạo thế. Sự việc phát triển đối với Vương Lục Thuận thật sự giống như lật thuyền trong mương, giống như từ trên lầu cao vạn trượng rơi xuống đất, thấy thế nào cũng giống như thất bại. Trong lòng hắn chợt bùng lên cảm giác đau đớn, hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng. Nhưng Vương Lục Thuận không cam lòng thì có thể như thế nào? Cũng không thể tìm Vương Tử Quân để lý luận được trước mắt điều hắn có thể làm chỉ có thể là đến tìm chủ tịch triệu để kể khổ vương lục thuận cố gắng đứng thẳng lưng làm cho mình có vẻ cao lớn và uy thế hơn một chút hắn khẽ gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch triệu hắn phát hiện vẻ mặt của chủ tịch triệu cũng không dễ nhìn hắn thầm nghĩ lần này thật sự là như vậy rồi thế là trong lòng uất ức gọi một tiếng chủ tịch triệu à đến rồi sao ngồi đi triệu liên sinh khẽ nhìn thoáng qua vương lục thuận sau đó thản nhiên nói Tất nhiên hắn biết rõ đối phương đến đây vì mục đích gì. "Chủ tịch Triệu, ngài nói xem Vương Tử Quân như vậy có phải là khinh người quá đáng không? Theo tôi thấy thì hắn không phải đang hướng về phía chúng ta, rõ ràng là hắn hướng về phía anh." Vương Lục Thuận cũng không làm ra vẻ, hắn vừa nói ra khỏi miệng đã chĩa vào người Vương Tử Quân. Vẻ mặt Triệu Liên Sinh vẫn bình thường, giống như căn bản không nghe thấy những lời của Vương Lục Thuận. Khi Vương Lục Thuận chuẩn bị mở miệng thì hắn đã phất tay nói: Chuyện này đã được Đảng ủy xã quyết định, nhưng anh phải biết rằng trên Đảng ủy xã còn có huyện ủy, mà bất kỳ vị lãnh đạo huyện ủy nào cũng có thể truy cứu quyết định của Đảng ủy xã. Một âm thanh nhàn nhạt mang theo đầy đủ tự tin, Vương Lục Thuận vừa nghe thấy chủ tịch Triệu nói như vậy thì dừng lời, trong lòng thầm trong sáng. Hắn biết rõ chủ tịch Triệu nói đến huyện ủy là thứ gì, rõ ràng hơn là lời nói uốn nắn của chủ tịch Triệu rốt cuộc có ý nghĩa thế nào. Vương Lục Thuận có chút vui vẻ, hắn thầm nghĩ: mình xem ra cũng không hiểu chủ tịch Triệu rồi, xem ra chủ tịch Triệu đang vận dụng những quan hệ sau lưng để cho Vương Tử Quân kia té đau. Triệu Liên Sinh nhìn gương mặt vui mừng của Vương Lục Thuận, trên mặt tuy không có chút biểu hiện nào khác nhưng trong lòng bùng sóng. Hắn đã kinh doanh nhiều năm ở xã Tây Hà Tử, mạng lưới quan hệ cực rộng, không ngờ Vương Tử Quân mới đến 2 tháng đã ra tay làm cho mình khó thể khống chế được cục diện, cũng hồn nhiên phát giác ra có nhiều quyền lực đã chạy vào trong tay Vương Tử Quân audio điện tử võ tấn bền Cái gì là cạnh tranh công bằng, cái gì mà người được lòng dân sẽ tiến lên, không thì lui xuống, Vương Tử Quân anh không phải muốn chơi trò lập dị sao? Tôi không cho anh ăn quả đắng là không được, Triệu Liên Sinh cũng không ngại mình mất đi vài phần thắng, chính là hắn không cam lòng mình cứ mãi ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy. Chủ tịch Triệu, tôi đã chuẩn bị xe cho ngài rồi. Vương Lục Thuận cẩn thận nhìn Triệu Liên Sinh, sau đó khẽ xin chỉ thị. À, chuyện xe của cậu cũng đừng quan tâm, cứ cho tứ dược nói một câu là xong. Bây giờ cậu xuống thôn Sơn Chuân, mua cho tôi vài con chim, để hiếu kính lãnh đạo. Triệu Liên Sinh khẽ vung tay lên với Vương Lục Thuận, nói lời chỉ đạo. Triệu Liên Sinh lên tiếng và Vương Lục Thuận biết rất rõ, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ chỉ cần vị lãnh đạo này lên tiếng, Vương Tử Quân lần này sẽ khó thể nào chống được. Vương Lục Thuận nghe xong lời phân phó của Triệu Liên Sinh thì tỏ ra rất vui sướng, sau đó nhanh chóng bỏ đi. hắn đi ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch, sau đó cầm lấy một chiếc xe chạy xuống thôn Sơn Xuân. Bí thư Vương, anh đang làm gì vậy? Cửu gia Thành đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, chợt phát hiện vị bí thư đảng ủy kia đang múa bút. khi thấy Cửu gia Thành tiến vào thì Vương Tử Quân đặt bút xuống, sau đó khẽ cười. không có gì, chỉ là ghi một bài văn, đã sắp viết xong. gia Thành, anh có chuyện gì sao? Bí thư Vương cạnh tranh công bằng này là rất tốt, nhưng ngài làm như vậy sợ rằng sẽ đánh vỡ quy củ trong huyện, cái này có thể bị huyện ủy nghi vấn không? Cửu gia thành có chút trần trừ, sau đó hắn thẳng thắn nói. Bây giờ trong huyện là bí thư tiền nắm công tác tổ chức, trước kia bí thư tiền từng là bí thư xã Tây Hà Tử, mà chủ tịch triệu chính là do anh ấy để bạt lên. Cửu gia thành nhắc nhở rất rõ ràng, triệu liên sinh có thể chọc sự việc này lên đến huyện ủy, vị bí thư tiền kia là hậu trường của chủ tịch triệu, nhất định sẽ ra mặt. Vương tử quân khẽ gật đầu, tuy chuyện tuyển cử công khai thật sự lưu hành vào kiếp trước, nhưng bây giờ nó vẫn là một thứ rất mới mẻ, khả năng bị những lãnh đạo dụng tâm kín đáo chèn ép rất có thể xảy ra. Vương tử quân nhìn vào đoạn văn mình vừa viết vì tâm tình kích động, hắn chợt lóe lên một ý nghĩ. Sau khi tiến chân cửu ra thành, vương tử quân tràn đầy vui mừng gọi Chu thường hữu đến. Dù lúc này vị trí thư ký đảng ủy xã vẫn chưa được quyết định, nhưng chu thường hữu thấy như vậy còn tốt hơn rất nhiều so với tình huống vương lục thuận trực tiếp tiến lên làm thư ký đảng ủy xã bí thư vương chính là bí thư vương sách lược như vậy cũng có thể nghĩ ra được thế cho nên chu thường hữu càng tỏ ra cung kính và kính sợ đối với vị bí thư trẻ tuổi này bí thư vương anh tìm tôi sao chu thường hữu cung kính đứng trước bàn làm việc của vương tử quân rồi dùng giọng cẩn trọng hỏi ừ thường hữu nhìn anh giống như rất có lòng tin Vương tử quân đưa mắt nhìn Chu Thường Hiếu, sau đó vừa cười vừa nói. Bí thư vương, tôi cũng không dám nói hoàn toàn nắm chắc, nhưng tôi cảm thấy con người của mình dù thế nào cũng mạnh hơn vương lục thuận. Ngài cứ yên tâm, nếu như cạnh tranh công khai, tôi sẽ tuyệt đối không làm cho bí thư vương mất mặt. Chu Thường Hữu nói, sau đó hắn cầm lấy ly trà của vương tử quân, lại châm trà vào đầy ly. Vương tử quân đã quen với những hành động như vậy của Chu Thường Hữu hắn giả vờ như không trông thấy sau vài tháng làm bí thư đảng ủy, hắn cảm nhận sâu nhất chính là khi mình có sĩ diện thì cũng nên hưởng thụ, anh cũng nên cho cấp dưới đến phụ mình những việc lặt vặt, nếu không anh chẳng cho cấp dưới cơ hội hầu hạ, như vậy cấp dưới sẽ khó tập trung tinh thần để công tác. Vương Tử Quân biết rõ tâm tư của Chu Thường Hiếu, hắn cũng không muốn nói nhiều, thế cho nên viết xong bản thảo và đưa cho đối phương, lại nói. Chu Thường Hiếu, anh đánh máy bản thảo này ra cho tôi. Chu Thường Hiếu tiếp nhận bản thảo của Vương Tử Quân, hắn thấy bên trên có ghi. Cơ chế cán bộ tích cực của xã Tây Hà Tử. Chu Thường Hữu nhìn vào tiêu đề bắt mắt này mà lập tức hiểu ý nghĩa của bản thảo của Vương Tử Quân, đó là tạo thế. Bí thư Vương, tôi sẽ làm ngay. Chu Thường Hữu nhận lấy xem qua một lượt, sau đó muốn nói vài lời khích lệ nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách như vậy, hắn là một hạ cấp, không thể nào có tư cách bình phẩm bản thảo của lãnh đạo. À, anh gửi bản thảo này cho báo thanh niên tỉnh Chiết Giang, đây là dãy số phép của bọn họ. Vương Tử Quân khẽ nói với Chu Thường Hiếu. Vương Tử Quân nhìn Chu Thường Hiếu bỏ đi mà thoải mái dựa lưng trên mặt ghé, một vài ý nghĩ chợt chấp động trong lòng. Khi tin tức canh tranh công bằng với hai vị trí cấp phó khoa kia được truyền ra, toàn bộ ủy ban xã Tây Hà Tử giống như một vòng xoáy giữa biển rộng, đám cán bộ không có tư cách còn có thể giữ được bình tĩnh, thế nhưng những cán bộ biết mình có tư cách tham gia thì lại trở nên hưng phấn như gà trọi. Tuy bọn họ biết hy vọng của mình là không lớn nhưng dù sao có vẫn hơn không. Vốn là sự việc đã như ván đóng thuyền với Vương Lục Thuận, bây giờ lại thay đổi đột ngột, không phải bọn họ cũng có cơ hội sao? Hừ, dựa vào cái gì mà vị trí thư ký đảng ủy xã là của Vương Lục Thuận? Đám người chúng ta nếu so với hắn, dù là năng lực công tác hay bản lĩnh chính trị cũng nào có ai kém cỏi. Đúng vậy, tôi cảm thấy nếu nói về năng lực công tác, chúng ta còn mạnh hơn hắn. Này các anh nói chuyện cũng nhỏ miệng thôi, tôi cảm thấy có một điểm tên Vương Lục Thuận kia mạnh hơn chúng ta. Điểm nào? Có người tức giận chất vấn. Người ta có công phu vốt mông ngựa rất cao, anh xem, cả ngày đi theo sau lưng lãnh đạo như cháu nội, là loại da mặt dày có thể gài đít cho lãnh đạo bất cứ khi nào, tôi và anh ai có thể làm được điều này. Đám cán bộ trong xã bắt đầu bận rộn, bọn họ chỉ chờ ủy viên tổ chức Lý Thu Na cho ra phương án thì sẽ cạnh tranh một lần, khi toàn xã Tây Hà Tử đang nóng lên, Triệu Liên Sinh đã thừa cơ hội đêm tối để chạy đến nhà của phó bí thư huyện ủy Tiền Học Bân. Triệu Tứ Dược và Vương Lục Thuận cùng ngồi trên một chiếc xe, trong xe vang lên giọng hát ngọt như mật, cũng không có người nào lên tiếng. Triệu Tứ Dược không muốn nói gì, Vương Lục Thuận thì càng căng thẳng, hắn chỉ sợ vị bí thư kia có đứng cùng mặt trận với lãnh đạo của mình hay không. Đời người nếu giống như lái xe thì quá tốt, có thể bình tĩnh chọn lựa phương hướng, sau đó tùy ý chạy đến mục tiêu như vậy sẽ không phát sinh nhiều chuyện bất đắc dĩ và trầm trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi cuốn băng của Đặng Lệ Quân được phát đi hai lần thì Triệu Liên Sinh mới tươi cười từ trong nhà tiền học bân đi ra. Chủ tịch Triệu, thế nào rồi? Vương Lục Thuận cũng bất chấp tất cả, hắn mở miệng hỏi ngay. Triệu Liên Sinh cũng không nổi giận với hành động lỗ mãng của Vương Lục Thuận, hắn chỉ cười hì hì nói. Bí thư chỉ nói ba chữ làm bừa bãi. Triệu Liên Sinh nói ra như vậy làm cho tâm tình của Vương Lục Thuận cảm thấy rất tốt, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Khoảnh khắc này hắn cảm thấy chủ tịch Triệu thật sự giống như một cao thủ võ lâm trốn trong hang động tu luyện võ học, có bí kíp bên trái, bảo điển bên phải, phong thủy rõ ràng. Mãi đến ngày luận kiếm ở Hoa Sơn thì mới xuất hiện phá nát trời xanh, tài nghệ trấn áp quần hùng. Vương Lục Thuận nín thở phân tích, hắn lúc này đã thấy rõ, trước mắt phương án tuyển cử công khai chưa thể nào rơi vào trạng thái đại cục đã định vẫn còn có một tia hy vọng xoay mình. Lúc này Vương Lục Thuận mình nhất định sẽ thừa thắng sông lên, sẽ ngồi lên vị trí thư ký đảng ủy. Chủ tịch Triệu đã khổ cực rồi, lúc này đã hơn 9 giờ, hay là chúng ta cùng đi ăn khuya nhé. Vương Lục Thuận tâm tình rất tốt, hắn lập tức khôi phục lại vẻ nhanh trí như trước, nhanh chóng hỏi Triệu Liên Sinh. Triệu Liên Sinh giữa chưa ăn cơm mất ngon, trong lòng luôn cảm thấy có thứ gì đó chắn ngang. Nhưng bây giờ thì khác, lãnh đạo đã nói ra ba chữ bày tỏ thái độ, hắn nghe thấy vậy thì thoải mái hơn rất nhiều, bây giờ nghe thấy Vương Lục Thuận lên tiếng hỏi thì bụng đói kêu vang. Tốt, tôi cũng đang đói bụng, tứ dược, chúng ta đến quán thịt dê triệu ra, ăn một bữa cho thoải mái. Vâng, triệu tứ dược đồng ý một tiếng, hắn khẽ vặn chìa khóa, khởi động xe, chạy về phía quán thịt dê triệu ra trong tiếng nhạc ngọt ngào sáng sớm Vương Tử Quân đã nhận được tin tức Phó Bí Thư Tiền Học Bân sẽ đến xã Tây Hà Tử Thị sát công tác. Sau khi nghe được tin tức này thì hắn sinh ra một loại dự cảm, người đến bất thiện. Trong lòng thầm cảm thấy Tiền Học Bân này nhất định đến vì phương án tuyển cử công khai, quan lớn hơn một cấp sẽ đè chết người, Vương Tử Quân cần phải tiếp đãi cho tốt. 9 giờ thì một chiếc xe san tên chợt xuất hiện trong ủy ban xã Tây Hà Tử, đám cán bộ ủy ban dựa theo phân phó của Triệu Liên Sinh, tất cả đều yên tĩnh chờ bí thư tiền đến. Chiếc xe Santana dừng lại, một tên thanh niên nhanh nhạy nhảy xuống xe, sau đó cung kính mở cửa sau của chiếc Santana, tiền học bân với thân hình cao lớn từ trong xe đi ra. Tiền học bân bây giờ đã hơn 50 tuổi, dáng người cao 1m8 để lão nhìn người và sinh ra cảm giác bao quát tất cả. Mái tóc trên đầu đã dần thưa thớt, chính giữa hầu như đã gần trụi lùi, nhưng lão vẫn áp dụng phương án địa phương giúp đỡ trung ương, cố gắng chải mái tóc ở bên hông da chắn ở giữa thế nhưng dù dùng hết sức cũng coi như giấu đầu hở đuôi. Tuy biết mục đích của tiền học bân, thế nhưng vương tử quân vẫn nhiệt tình dẫn thành viên ban ngành xã Tây Hà Tử đi ra nghênh đón. Hắn vươn hai tay nói. Hoan nghênh bí thư tiền rút ra chút thời gian trong thời điểm cấp bách đến thị sát xã Tây Hà Tử chúng tôi, điều này làm cho tất cả cán bộ ủy ban cảm thấy rất kích động. Tiền học bân dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn vương tử quân, căn bản cũng không vươn tay ra, lão chỉ khẽ gật đầu nói một câu. Bí thư tiểu vương, cậu quá khách khí rồi. Nếu như vương tử quân có quan hệ thân thuộc với tiền học bân, một câu tiểu vương nhất định sẽ làm cho người ta nghe vào và cảm thấy rất thân thiết. Nhưng bây giờ là lần đầu tiên hai bên gặp mặt nhau, vương tử quân lại là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử. Tiền học bân gọi hắn là tiểu vương trước mặt đám cán bộ cấp dưới, chỉ nói rõ một vấn đề. Cũng mây vương tử quân dù sao cũng là người trọng sinh, công phu ẩn nhẫn của hắn càng không phải là thứ mà tiền học bân có thể so sánh được hắn thấy tiền học bân căn bản không có ý muốn bắt tay thì cười nhạt một tiếng, cũng rút bàn tay của mình lại với bộ dạng hồn nhiên như không. Chào bí thư, triệu liên sinh thấy tiền học bân áp chế thể diện của vương tử quân như vậy thì trong lòng rất vui sướng, thầm nghĩ vương tử quân ơi là vương tử quân, lần này chú em dán mặt nóng lên mông lạnh, coi như mất hết mặt mũi. Tiền học bân chợt lộ ra nụ cười như mùa xuân đến với triệu liên sinh, sau đó duỗi bàn tay ra bắt chặt tay của đối phương rồi nói. Liên sinh, đã vài ngày không gặp cậu, nghe nói công tác của cậu cũng chẳng phải khởi sắc như thường. Tôi luôn chú ý, vì vậy lần này đặc biệt đến xã Tây Hà Tử xem cậu thế nào rồi. Vương Lục Thuận đứng ở đằng sau đám lãnh đạo xã, sau khi nghe thấy lời nói của Phó Bí Thư Tiền Học Bân thì thầm nghĩ. Lãnh đạo không hỗ danh là lãnh đạo, rõ ràng hôm qua vừa đến nhà, bây giờ lại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đã lâu không gặp. Xem ra cảnh giới như vậy cũng khó ai so sánh được. Tiền học bân bây giờ nhiệt tình bắt tay các thành viên ban ngành xã Tây Hà Tử. Dù là Vương Lục Thuận đứng sau lưng Tề Á Bân cũng có may mắn được bắt tay lãnh đạo, hắn cảm thấy rất ấm áp. Hơn nữa lãnh đạo còn vỗ vỗ vai của Vương Lục Thuận, lại nói một câu Tiểu Vương rất tốt. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy như bay lên chín tầng trời. Đám cán bộ xã đều là loại người mắt sáng như tuyết, sự thật ở chỗ này đã quá rõ ràng. Bí thư Vương không được phó bí thư Tiền kia chào đón, ngay cả bắt tay cũng không thèm nể mặt. Như vậy khó đảm bảo sau này người ta sẽ thường xuyên cho ăn quả đắng. Vương Tử Quân giống như căn bản không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, hắn vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái, đứng sau lưng của Tiền Học Bân với biểu hiện cực kỳ bình thường, cực kỳ xứng đáng với chức danh bí thư đảng ủy xã. Trước khi đi vào phòng họp của ủy ban xã, Tiền Học Bân dừng bước nhìn cửa phòng hội nghị, sau đó đột nhiên cười nói: "Liên Sinh, căn nhà phòng họp này được xây dựng vào năm tôi làm bí thư ở xã Tây Hà Tử phải không?" Đúng vậy, bí thư, phòng hội nghị này được xây vào năm anh được thăng chức lên huyện, tiền nhân trồng cây thì hậu nhân được hưởng, anh xem, có phòng họp này mà các thành viên ban ngành được thuận tiện hơn rất nhiều. Triệu Liên Sinh thật sự rất biết cách tâm bốc, dù biết rõ đó là lời nịnh nọt nhưng Tiền Học Bân nghe vào trong tai vẫn cảm thấy rất hưởng thụ. Ha ha ha, Liên Sinh, những như này cậu cũng trưởng thành hơn rất nhiều, đặc biệt là phương diện miệng lưỡi, càng ngày càng khó lường. Tiền Học Bân chỉ vào Triệu Liên Sinh rồi cười ha hả nói. Những biểu hiện của Bí thư Tiền làm cho địa vị của Triệu Liên Sinh trong mắt đám cán bộ xã chợt biến đổi lớn, dù biết cây đại thụ sau lưng Triệu Liên Sinh là Tiền Học Bân, thế nhưng bây giờ Tiền Học Bân tự mình đến giúp đỡ, chắc chắn sẽ không giống bình thường. Tiền Học Bân được đám cán bộ vây quanh đi vào phòng họp giống như sao sáng quanh trăng, lúc này bánh trái đã được bày sẵn bên trong, Tiền Học Bân đến ngồi xuống chiếc ghế của mình năm xưa. Tiểu Vương nếu như tôi nhớ không sai thì cậu đã đến xã Tây Hà Tử được hơn 2 tháng rồi phải không?" Tiền Học Bân nở nụ cười nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, giống như một vị trưởng bối quan tâm đến vãn bối vậy. Vương Tử Quân thầm cảm thấy chán ghét như ăn phải ruồi, ngoài miệng lại khách khí đáp. "Bí thư Tiền, trí nhớ của ngài thật sự rất tốt, tôi đã đến xã Tây Hà Tử được hơn 2 tháng rồi." "Tốt, bây giờ sự phát triển của xã cần những vị cán bộ trẻ tuổi như cậu." Tiền học bân khẽ gật đầu, sau đó nói. Cậu còn trẻ, có bốc đồng, đây là chuyện tốt, nhưng công tác ở xã chính là công tác nơi cơ sở, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với đủ mọi hạng người, làm việc chú ý một chữ ổn. Nếu không đổ mồ hôi dưới cơ sở thì sẽ làm cho trời rung đất chuyển, Chủ tịch Triệu ở phương diện này làm rất tốt, cậu sau này cần phải học hỏi cậu ấy nhiều hơn. Dù vương tử quân biết tiền học bân đến chủ yếu để gây một ngạt cho mình, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ đối phương lại nói ra những lời như vậy. Thế là hắn thầm mắng tiền học bân một phen, đồng thời cũng thản nhiên nói. Bí thư Tiền nói rất đúng, những ngày qua tôi đã không ít lần xin lãnh giáo chủ tịch Triệu. Huyện ủy và chính quyền huyện tín nhiệm cho tôi làm bí thư Đảng ủy xã Tây Hà Tử, tôi nghĩ mình làm bí thư một xã thì cũng cần tạo phúc cho muôn dân, cũng muốn làm được vài việc hiện thực, vài chuyện tốt, dẫn đầu đám cán bộ trong xã cố gắng công tác, cùng nhau phát triển, coi như làm thỏa mãn đề thi của huyện ủy và chính quyền huyện giao phó. Vương Tử Quân nói là trong mềm có cứng, Tiền Học Bân ông không phải làm chỗ dựa cho Triệu Liên Sinh sao? Được, tôi đưa tất cả thành viên ban ngành của xã ra nhắc nhở anh. Tôi là một bí thư đảng ủy xã được huyện ủy và chính quyền bổ nhiệm. Dù anh có miêu tả Triệu Liên Sinh làm đóa hoa hồng bừng sáng rực rỡ thì cũng phải công tác dưới tay tôi mà thôi. Vương Tử Quân nói ra những lời kia không kiêu ngạo không xu nịnh, rõ ràng là một bước chặn hỏng Tiền Học Bân, đánh những lời không khách khí của đối phương vừa rồi quay về vị trí cũ cựu gia thành biết rõ tiền học bân đến thì cũng lo lắng vương tử quân không ứng phó được người này lúc này hắn nghe được những lời của vương tử quân thì không khỏi thở dài một hơi hắn thấy thân trong quan trường thì không nên đắc tội với lãnh đạo nhưng nếu ở vào thế xung đột khó thể vãn hồi như vậy dù anh có khúm núm thế nào cũng chỉ làm cho người ta xem thường mà thôi tả vận xương ngồi kia mà không thèm quan tâm lão không nói một lời giống như một pho tượng phật nhưng nụ cười trên khóe miệng chứng tỏ đã thấy tất cả những gì đang xảy ra Lý Thu Na và Tề Á Bân thì nhìn bằng mắt và thở bằng mũi, bộ dạng chăm chú nghe lời lãnh đạo. Bọn họ không giống như tả vận Sương, bọn họ là cán bộ trẻ tuổi, bọn họ không thể nào đắc tội được tiền học bân, cũng không muốn đắc tội với vương tử quân, dưới tình huống khó xử thì bọn họ dứt quyết giả ngu cho xong. Một khi đã làm quan đến cấp bậc phó bí thư huyện ủy thì đầu óc chính trị cũng không phải là người thường có thể so sánh được, vương tử quân nói ra những lời vừa rồi thì tiền học bân tất nhiên sẽ hiểu. Lão thầm cười lạnh một tiếng, trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Bí thư tiểu vương có quyết tâm như vậy thì tôi cũng yên lòng, tôi tin đảng ủy chính quyền xã dưới sự dẫn dắt của cậu nhất định sẽ hoàn thành viên mãn tất cả những nhiệm vụ công tác mà huyện ủy và chính quyền huyện đã giao phó. Sau đó tiền học bân giả vừa hỏi về vài hạng mục công tác, cuối cùng di chuyển chủ đề. Tiểu vương, hai vị trí cấp phó khoa của xã Tây Hà Tử đã có kết quả chưa? Phòng tổ chức huyện đang hối thúc rất rát đấy. Vương Tử Quân đã sớm ngờ đối phương sẽ hỏi như vậy, trong lòng cũng đã sớm có chuẩn bị, lúc này hắn cười nhạt một tiếng. "Chúng tôi đã thảo luận chuyện này ngày hôm qua, Thu Na, cô đem tinh thần hội nghị báo cáo cho bí thư tiền đi." Lý Thu Na thấy Vương Tử Quân điểm danh thì hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, nàng cũng không muốn tham gia vào thế cờ của hai vị lãnh đạo, nhưng vì chức trách, nàng cũng không thể không đứng lên, thế là khẽ nói. "Bí thư Tiền, từ sau khi nhận được tinh thần chỉ thị của huyện ủy, đảng ủy chính quyền xã chúng tôi rất coi trọng chuyện đề bạt lần này. Ngay ngày hôm qua chúng tôi đã thông qua hội nghị ban ngành, Bí Thư Vương đã đề nghị, ban ngành đã nhất trí thông qua. Đó chính là lần này sẽ quyết định thông qua tuyển cử công khai, chọn ra hai người thích hợp nhất trong số 12 cán bộ đủ điều kiện. Chọn lựa công khai, có ý gì, danh từ này là lần đầu tiên tôi được nghe thấy. Nụ cười trên mặt tiền học bân càng thêm sáng lạn. Đó chính là phương án tuyển cử dân chủ, chọn lựa công khai, chính là căn cứ vào lá phiếu của nhân dân trong xã để quyết định ai là người thắng, vì vậy. Lý Thu Na là một ủy viên tổ chức, nàng tất nhiên hiểu tính tình của vị phó bí thư nắm công tác tổ chức của huyện Hồng Bắc, càng nói thì nàng càng thêm bực bội. Lúc đầu nàng còn có thể biểu hiện vẻ bình thản, bây giờ âm thanh của nàng đã bắt đầu run rẩy. Bốp, Tiền Học Bân vỗ tay lên mặt bàn, trên mặt xuất hiện vẻ tức giận. Lão dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Thu Na rồi trầm giọng quát: "Làm bừa bãi, thật sự là làm bừa, cô là một ủy viên tổ chức, sao có thể coi công tác tổ chức là trò đùa? Các người làm như vậy, ý đồ của huyện ủy sao có thể chứng thực được?" Trong tiếng quát của Tiền Học Bân, cơ thể Lý Thu Na chợt run rẩy, nàng biết rõ nếu phó bí thư Tiền đã nổi giận, sau này công tác của mình sao có thể khởi sắc cho được. "Bí thư Tiền, chuyện này cũng không thể trách đồng chí Thu Na, đó là quyết nghị của tôi." là tôi nói ra ủy viên thu na chỉ là một thành viên ban ngành tham gia biểu quyết mà thôi nếu bí thư tiền có bất kỳ ý kiến không đồng tình nào có thể nói rõ với tôi vương tử quân cũng không đợi tiền học bân nói xong hắn trực tiếp ngắt lời đối phương tiền học bân nói ra những lời này cũng vì muốn chờ vương tử quân mở miệng như vậy lão thầm cười tiểu vương kinh nghiệm chưa đủ thế là dùng giọng lạnh lùng nói cậu không nói thì tôi cũng đã quên trách nhiệm của cậu Ngày mai trong huyện sẽ mở hội nghị công tác tổ chức, tham gia chính là những bí thư đảng ủy xã và ủy viên tổ chức, đến lúc đó cậu tự mình làm kiểm điểm trên hội nghị cho tôi." Tiền học Bân nói xong thì đứng lên quay đầu đi ra ngoài cửa phòng họp. Triệu Liên Sinh nhìn bộ dạng phất tay áo bỏ đi của lãnh đạo, thầm nghĩ lãnh đạo rất cao minh, làm như vậy thì hắn xem Vương Tử Quân sau này sao có thể ngẩng đầu lên ở xã Tây Hà Tử. Triệu Liên Sinh thầm đắc ý, nhưng hắn lại nhanh chóng bước theo sau và dùng giọng thêm dầu vào lửa nói. Bí thư, xin ngài đừng tức giận, bí thư vương còn trẻ, công tác có quá mới mẻ thì có thể sửa chữa, lúc này đã đến giữa trưa, ngài ở lại ăn bữa cơm rau dưa rồi về. Triệu liên sinh chạy theo tiền học bân thì vương tử quân cũng rời khỏi vị trí của mình, hắn cũng đuổi theo tiền học bân. Tất nhiên hắn cũng không phải chạy theo để nói lời kiểm điểm xin lỗi, chẳng qua hắn là lãnh đạo xã, Đi phu thế nào cũng phải mời lãnh đạo huyện ở lại dùng một bữa cơm, dù biết đối phương sẽ không chịu nể mặt, thế nhưng phương diện này cũng không thể chậm trễ. Chiếc xe Santana chạy đi thổi ra một làm khói đen, chỉ sau chốt lát đã rời khỏi ủy ban xã Tây Hà Tử. Triệu liên sinh nhìn chiếc xe Santana chạy đi như bay mà khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, những ngày qua hắn thật sự là mọi việc không thuật, uống nước cũng nắc cục. Lúc này lãnh đạo xuống một lần xem như mây đen đầy trời đã tản ra triệu liên sinh nhìn vẻ mặt điềm nhiên như không của vương tử quân ở bên cạnh mà không khỏi cười thầm thầm nghĩ anh còn đứng đây giả vờ bình tĩnh làm gì nhưng ngoài miệng lại dùng giọng đồng tình nói bí thư vương cũng không phải chuyện gì lớn lãnh đạo nổi giận rồi thôi cũng không có vấn đề gì những gì nên tới rồi sẽ tới vương tử quân nhìn triệu liên sinh đang nhếch miệng nở nụ cười mà dùng giọng thản nhiên nói hai người nói vài câu như nước chảy mây trôi Giống như một cặp cán bộ lãnh đạo đang đồng tâm hiệp lực hỗ trợ lẫn nhau công tác. Tin tức Bí thư Vương bị Phó Bí thư huyện ủy phê bình đã nhanh chóng truyền ra ngoài, tin tức này truyền khắp ủy ban xã, làm cho đám cán bộ đang kích động bị dội một gáo nước lạnh lên đầu. Bọn họ chỉ thấy mình giống như một mảnh đất khô hạn, khó khăn lắm mới có mây đen đi qua, không ngờ lại chẳng có giọt mưa nào được chút xuống, mây lại bay đi mất. Đến giữa trưa, ánh mặt trời ỉu xìu, áng mây khô vàng, lá vàng rơi đầy đất những ngọn gió mang theo hơi lạnh thổi qua làm cho người ta cảm thấy giống như càng lúc càng lạnh. Tôi đã nói rồi, sự việc này là bí thư vương lên tiếng thiếu suy xét, súng bắn chim đầu đàn. Một đám cán bộ thân cận với triệu liên sinh khẽ nghị luận, dần dần âm thanh càng cao hơn. Vương Lục Thuận thì khẽ hát một bài, bộ dạng giống như tất cả vẫn nằm trong tầm tay của mình. Bí thư vương, anh thật sự làm kiểm điểm sao? Trong phòng làm việc của vương tử quân, Chu thường hữu dùng giọng lo lắng hỏi, trong lòng hắn biết rõ, bí thư vương làm như vậy là vì mình. Làm kiểm điểm, anh thấy thế nào? Vương tử quân khẽ cười, sau đó hắn nâng ly trà lên chậm rãi nói. Chu thường hiểu nhìn bộ dạng tự đắc của vương tử quân, trong lòng chợt bùng lên một ý nghĩ, hắn nghĩ đến những sự tích làm cho người ta kinh sợ của bí thư, thế là trong lòng trầm xuống, hắn vội vàng khuyên ngủ. Bí thư vương, tôi thấy làm kiểm điểm cũng là một kế thích ứng tạm thời. Chu Thường Hữu còn chưa nói xong thì Vương Tử Quân đã hiểu ý của đối phương, hắn biết rõ Chu Thường Hữu cũng muốn tốt cho mình. Hắn khẽ phất tay, tỏ ý không cần nói thêm điều gì nữa. Chu Thường Hữu nhìn vẻ mặt kiên quyết của Vương Tử Quân, cuối cùng hắn cũng ngậm miệng, hắn nhìn vẻ mặt bình thản của Bí thư Vương rồi cười lớn nói: "Bí thư Vương, sắp đến giờ cơm, chúng ta hay là ra ngoài dùng cơm cho vui?" "Đi ra ngoài dùng cơm làm gì? Chúng ta đi đến nhà ăn là được." Vương tử quân nói rồi đứng lên nhanh chóng đi về phía nhà ăn. Bí thư vương, Chu thường Hữu lúng túng không biết nên nói gì cho phải, vương tử quân thấy gương mặt lo lắng của đối phương thì lại cười nhạt lên tiếng. Yên tâm đi, không có gì. Trong nhà ăn vốn có rất nhiều cán bộ đang nghị luận, nhưng bọn họ vừa thấy vương tử quân vào dùng cơm thì ngậm chặt miệng, giống như chỉ cần bí thư vương còn tại vị, sẽ không ai dám tạo ra thiêu thân vào lúc này. Lúc này trên một chiếc bàn tròn đã ngồi đầy cán bộ, bọn họ thấy vương tử quân đi đến thì không biết ai cầm đầu lên tiếng bí thư vương một câu nói kia làm cho đám cán bộ đang ngồi dùng cơm cũng phải đứng lên chào hỏi cặp mắt phức tạp nhìn về phía vương tử quân à mọi người ngồi đi ăn cơm thì đứng lên làm gì vương tử quân tùy ý phất tay sau đó nói với trương thuận hôm nay cho tôi một phần cơm gà trương thuận nghe được lời phân phó của vương tử quân thì không dám chậm trễ hắn nhanh chóng đưa thức ăn đến Chu Thường Hữu đi theo sau Vương Tử Quân cũng không biết tìm đâu được một chiếc ghế, khi Trương Thuận đặt phần cơm xuống trước mặt Vương Tử Quân, hắn đã ngồi sau lưng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ăn uống thật sự giống như chưa từng có việc gì phát sinh, hắn vẫn trò chuyện vui vẻ như ngày thường, thấy bí thư như vậy thì đám cán bộ chung quanh cũng thả lỏng hơn. Sau khi dùng cơm xong quay về phòng làm việc, Vương Tử Quân để cho Chu Thường Hữu đi nghỉ, lúc này máy nhắn tin của hắn chợt vang lên. Vương Tử Quân nhìn vào số máy điện thoại mà tâm tình bình tĩnh cũng có hơi run, tuy hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho tờ kiểm điểm vào ngày mai, thế nhưng đột nhiên thấy một con đường khác làm cho hắn kích động. Alo, chủ biên triệu, tôi là Vương Tử Quân. Tử Quân à, bây giờ cậu thật sự phát triển rất tốt, trước kia tôi chỉ biết cậu là cán bút tốt nhất của thành phố, không ngờ bây giờ cậu có thể làm ra bản thảo hay như thế. Tôi nghĩ bản thảo này không những được đăng ở Nhật Báo Thanh Niên, tôi còn đề cử nó lên Nhật Báo Chiết Giang, chuẩn bị đăng trên trang đầu. Hội đường hưng hồng trang trọng nghiêm túc, chính giữa cửa lớn có trạm quốc huy, bùng sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hai bên cổng là hàng dãy xe con của các vị lãnh đạo giống như một đội danh dự, tạo nên vài cánh quân thẳng tắp, thật sự rất đồ sộ. Nhiệt liệt chào mừng các cán bộ đến tham dự hội nghị công tác toàn huyện. 16 chữ đỏ tươi treo trên hội trường hưng hồng, gió nhẹ thổi qua càng làm cho bầu không khí hội nghị thêm nghiêm túc hội nghị còn tra bắt đầu thì đám cán bộ đến tham gia đã top 5 bốp 3 đứng hút thuốc buôn chuyện, coi như liên lạc cảm tình. Xoẹt! Một chiếc xe jeep dừng lại vững vàng, vương tử quân bước xuống xe với tinh thần sảng khoái, trên mặt là nụ cười vui vẻ như ẩn như hiện. Lý Thu Na theo sát vương tử quân xuống xe, lúc này nàng lại đầy bụng nghi hoặc, nàng không rõ vì sao đến lúc này bí thư vẫn tỏ ra bình thản như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết hội nghị lần này mình sẽ phải làm kiểm điểm, sẽ mất mặt trước toàn thể cán bộ trong huyện. Lý Thu Na nghĩ rằng sự kiện này sẽ không có khả năng bị hủy bỏ, trong ấn tượng của nàng thì phó bí thư tiền nắm công tác chính trị, mà quan trọng nhất chính là nhân sự. Vì vậy gần đây tiền học bân rất cường thế, trên nhiều vấn đề, chỉ cần lão bày tỏ ý kiến, dù là bí thư huyện ủy cũng phải nể mặt vài phần. Lý Thu Na nhìn Vương Tử Quân đang xoải bước về phía trước mà cảm thấy có chút an tâm khó hiểu, nàng bắt đầu có ý nghĩ dựa vào vị bí thư thâm sâu khó lường này. Chương 112: Gặt hái thấy chưa, đó là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, có lẽ lần này chúng ta sẽ được nghe anh ấy lên tiếng. Một tên cán bộ mập mạp hơn 40 tuổi khi thấy Vương Tử Quân xoải bước đi vào thì khẽ nói với đồng bạn, đồng thời trên mặt còn treo nụ cười hả hê. Huyện Hồng Bắc là một địa phương khá lớn, hễ có bất kỳ chuyện gì cũng sẽ được truyền ra xôn xao. Chó má, không phải làm kiểm điểm trước hội nghị công tác toàn huyện sao? Khi hi, người này quá thích náo động. Có lẽ còn không biết câu nói bắn chim đầu đàn. Vương Tử Quân còn chưa quá quen thuộc đám cán bộ lãnh đạo xã thị trấn trong huyện Hồng Bắc, hơn nữa khoảng thời gian trước hắn vì khoản tiền phát cho giáo viên mà làm cho những xã thị trấn khác cũng phải làm theo, hầu như làm cho nhiều người tức giận, thế là không có ai tiến lên chào hỏi. "Chào anh, anh là bí thư Vương của xã Tây Hà Tử có phải không?" Một vị cán bộ thanh niên đeo kính thấy Vương Tử Quân tiến vào trong hội trường thì tranh thủ thời gian tiến lên chào đón tiểu tử này hơn 20 tuổi, bộ dạng hào hoa phong nhã và khá vui vẻ hòa đồng, vương tử quân thấy như vậy thì khẽ gật đầu cười nói. Đúng vậy, tôi là vương tử quân. Chào bí thư vương, tôi là cán bộ tiểu tả thuộc khoa cán bộ của phòng tổ chức huyện ủy, bí thư tiền đặc biệt căn dặn tôi chờ anh ở chỗ này, anh ấy nói hôm nay anh có thể ngồi trên đài chủ tịch. Tên cán bộ tiểu tạ nói chuyện rất khách khí nhưng trong lòng thầm hiểu có chuyện gì xảy ra, thế là khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Dù nghe nói bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử còn rất trẻ nhưng tiểu tả vừa thấy mặt vương tử quân thì đã lắp bắp kinh hãi, hắn không ngờ một vị cán bộ mạnh tay có tiếng lại có bộ dạng thế này, có lẽ là cùng tuổi với mình, vậy là trong lòng không hiểu vì sao chợt sinh ra cảm giác chán ghét. Vương tử quân nghe xong lời của tiểu tả thì thầm hiểu rõ ràng, xem ra lão tiền học bên kia quyết định chơi mạnh tay, có lẽ không muốn bêu dếu vào làm cho mình mất mặt trước tất cả mọi người trong huyện sẽ không chịu bỏ qua, Vương tử quân thầm mắng lão già tiền học bân nhưng vẫn gật đầu cất bước đi về phía đài chủ tịch. Đám người phía dưới đang mở miệng bàn tán xôn xao, đột nhiên bọn họ thấy vương tử quân đi về phía đài chủ tịch, thế là không khỏi ngậm miệng lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Trên đài chủ tịch tổng cộng có 5 chiếc bàn, có hai chiếc micro sáng bóng, 6 ly trà xếp thành một hàng. Bí thư vương, anh ngồi ở chỗ này. Tiểu tả chỉ vào một chỗ trống không có ký danh, sau đó dùng giọng ngạo nghễ nói. Ừ, Vương tử quân khẽ gật đầu, hắn ngồi xuống vị trí tiểu tả chỉ với gương mặt điềm nhiên như không. Tiền học bân sắp xếp như vậy làm cho ý chí chiến đấu trong lòng vương tử quân bùng lên thêm vài phần. Phía dưới vang lên những tiếng cười càn quấy và bêu dếu, vương tử quân tất nhiên biết tiếng cười kia hướng về phía mình, nhưng hắn cũng không quan tâm đến đám người chung quanh, trên mặt vẫn treo một nụ cười không chút sợ hãi. Mỗi lần có đại sự xảy ra thì cần phải ổn định bàn chân không được rối loạn, hơn nữa còn phải có định lực và dũng khí, đó chính là những gì vương tử quân yêu cầu chính mình. Công phu ẩn nhẫn vào kiếp trước càng có tác dụng vào lúc này, có rất nhiều ý nghĩ chợt do so ràng trong đầu hắn. Hội nghị bắt đầu, Phó Bí Thư huyện ủy Tiền Học Bân, trưởng phòng tổ chức huyện ủy Phương Trấn Đào, Phó phòng tổ chức huyện ủy Lâm Giang Hà đi vào hội trường theo thứ tự. Tiền Học Bân cao lớn đi tận đằng trước, khi thấy Vương Tử Quân đang ngồi trên đài chủ tịch thì trong cặp mắt nhỏ lộ ra cái nhìn trào phúng tiểu tử người không phải kẻ thích sửa cũ thành mới, nói cái gì là cần đổi mới công tác sao? Còn dám ra vẻ với cả ông đây, lần này ông cho mày chết, cũng cho mày biết rõ trời cao bao nhiêu. Đời người là một vở kịch, nhân vật gì nên diễn vở kịch gì phải rõ ràng, ông cho mày vinh váo tự đắc một lúc, nếu không đưa mày lên cao rồi thả xuống cho chết ngất thì khó thể hả giả. Tiền học bân thẩm oán hận vương tử quân, lão tất nhiên sẽ không bộc lộ những suy nghĩ trong lòng lên vẻ mặt mà gật đầu với vương tử quân rất phong độ, sau đó đi đến vị trí có ghi rõ tên của mình và ngồi xuống. Trưởng phòng tổ chức huyện ủy Phương Chấn Đào là một kẻ mập mạp ục ịch, trên gương mặt hình cầu luôn treo nụ cười vui vẻ. Hắn biết rất rõ vì sao hôm nay Vương Tử Quân kia lại ngồi trên đài chủ tịch, thế là không khỏi thầm mắng tiền học bân ra tay âm độc, đồng thời lại có vài phần đồng tình với Vương Tử Quân. Nhưng Phương Trấn Đào có đồng tình cũng sẽ không muốn chen vào trong vòng xoáy, thân trong quan trường thì khó thể nào mềm lòng được. Các đồng chí Bây giờ tôi tuyên bố đại hội bắt đầu, hội nghị lần này có 4 chương trình, lúc này sẽ tiến hành chương trình thứ nhất. Mời đồng chí thường ủy huyện ủy, trưởng phòng tổ chức Phương trấn Đào lên phát biểu vài lời. Lâm Giang Hà là người chủ trì hội nghị lần này, hắn nói năng rất có khí phách, cực kỳ có lực. Lâm Giang Hà cũng thầm có chút hưng phấn, cũng không phải vì hắn được chủ trì hội nghị hôm nay, chủ yếu là vì Vương Tử Quân đang ngồi trên đài. Vương Tử Quân vì sao phải ngồi nơi đó thì hắn hiểu rất rõ hắn nhìn có chút hả hê, đồng thời cũng muốn xem kết cục của tên kẻ thù kia là thế nào. Vương tử quân ngồi trên đài rất bình tĩnh và chấn định, hắn dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống bên dưới, tuy hắn đã sớm có chuẩn bị nhưng hội nghị lần này xem ra mình cần phải đánh trận ác liệt. Tiền học bân sắp xếp vị trí cho mình như vậy, mình sẽ dứt khoát phát huy tác dụng của vị trí này. Một ý chí chiến đấu bùng lên kích động vương tử quân, hắn tỉnh táo nghe phương chấn đảo đọc văn kiện nhưng trong lòng lại đang cân nhắc những gì mình sắp sửa phải nói. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Phương Trấn Đào máy móc kết thúc lời phát biểu của mình. Thật ra trong toàn hội trường cũng không có mấy vị cán bộ nghe rõ ràng những lời phát biểu của Phương Trấn Đào, thân là người trong quan trường, mọi người đã có thói quen nghe những bài phát biểu máy móc khách sáo. Hội nghị không quan trọng thì lời nói sẽ không quan trọng, lãnh đạo không coi trọng thì tiến triển không thuận lợi, hoàn thành không viên mãn, thành công nhưng không lớn, công tác không vững chắc, hiệu suất không cao, đây là câu nói mà mọi người thường nghe đến mức tai mọc kén, tâm tư của tất cả cán bộ đều đặt lên bài phát biểu của bí thư tiền học bân. Mọi người đều thầm hiểu những lời nói QA tiền học bân mới thật sự là chính, những lời của Phương Trấn Đào chỉ là cho có phép mà thôi, chỉ là tổng kết lại những công tác trước đó, nói ra những vấn đề còn tồn tại, sau đó nói ra phương hướng cần cố gắng, cuối cùng sẽ là tiếng vỗ tay nhiệt. Lúc này mời bí thư tiền phát biểu. Trong hội đường chợt vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, âm thanh như sấm dậy, giống như thủy triều kéo dài hoài không thôi các đồng chí, hội nghị hôm nay phòng tổ chức đã chuẩn bị cho tôi một phần bản thảo, hơn nữa bản thảo này viết rất tốt, chỉ ra không ít vấn đề, cũng viết dựa theo đề cương của tôi đưa ra. Vì quá dài nên tôi cũng không muốn máy móc, sau hội nghị có thể in và phát hành, để cho các đồng chí nghiên cứu cho tốt. Tiền học bân là một vị cán bộ xã đi từng bước lên đến chức vụ phó bí thư huyện ủy, lão coi như là người bám rể sâu ở xã Tây Hà Tử khi nói chuyện thì đám cán bộ ở dưới đài càng ngồi nghiêm chỉnh hơn, giống như đang nghe Tổng thống phát biểu vậy. Tiền học bân gần đây rất kiêu ngạo về khả năng khống chế bầu không khí của mình, phải nói rằng lão rất có tài ăn nói, lão nói chuyện xưa nay không dùng bản thảo. Bây giờ lão lại dựa theo lệ cũ mà phân phó bảo thảo của mình xuống cho các cán bộ bên dưới, đợi đến khi phòng tổ chức hao tổn hết tâm tư thì lão chỉ xem qua, sau đó đến lúc phát biểu thì tự mình phát huy nghe nói có người đã từng tổng kết lại những lời của bí thư tiền nói chung là có ba đặc điểm có độ khoa trương khống chế toàn cục tổng kết rõ ràng dù tổng kết khó tránh khỏi những lời nịnh bợ nhưng cũng không mất đi tính hiện thực vì thế dù lão chỉ là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong huyện thế nhưng những lúc lão lên tiếng thì không có bất kỳ kẻ nào đứng ra làm thiêu thân tiền học bân nhìn đám cán bộ tập trung tinh thần bên dưới mà trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên những năm gần đây huyện Hồng Bắc chúng ta nắm công tác tổ chức rất tốt, có thành tích rõ ràng, đặc biệt là từ khi trưởng phòng Phương nhận chức đến bây giờ, công tác tổ chức của chúng ta đã vài lần được phòng tổ chức thị ủy cho ra thông báo khen ngợi, điều này là rất tốt. Lời dạo đầu của Tiền Học Bân làm cho Phương Chấn Đào ngồi bên cạnh nghe vào tai và cảm thấy không thoải mái, gương mặt có chút không được vui sướng. Tiền Học Bân anh dù là phó bí thư, nhưng Phương Chấn Đào tôi cũng là thường ủy huyện ủy tuy anh nắm công tác đoàn thể nhưng bây giờ giọng điệu lại giống như phương chấn đào tôi là cấp dưới thấp kém vậy. Trong tiếng vỗ tay ồn ào, tiền học bân tiếp tục nói. Thành tích là thứ mà chúng ta muốn khẳng định, nhưng như vậy là không đủ, chúng ta cũng không thể che giấu. Hôm nay chúng ta tổ chức họp, tôi có gì nói đó, mọi người thấy có thì sửa, không có thì miễn. Công tác tổ chức là một công tác nghiêm cẩn nhất, nó liên quan đến sự thành bại của sự nghiệp chúng ta, ổn định đại cục. Vì thế chúng ta cần nghiêm khắc dựa theo nguyên tắc của tổ chức, thực hiện và hoàn thành những công tác theo đúng trạng thái tốt nhất. Bây giờ có những đồng chí trẻ tuổi, tác phong táo bạo, chính mình không biết gì về công tác tổ chức, còn dám ngang ngược can thiệp, đề xuất cái gì gọi là tuyển cử dân chủ, không phải làm bừa sao?" Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiền Học Bân, dù là Tiền Học Bân đang ngồi nói bằng miệng lưỡi lưu loát trên đài hay là đám nhân viên đến tham gia hội nghị ở bên dưới. Tất cả mọi người đều biết rõ người được tiền học bân nhắc đến là ai. Tổ chức sắp xếp anh lên vị trí này, chính là tổ chức tín nhiệm anh, công tác cần phải đổi mới, như vậy là rất đúng, nhưng điều kiện tiên quyết chính là kết hợp với thực tế địa phương. Biết đâu xuất phát điểm của anh là tốt nhưng sẽ làm ra những cử động lập dị, có thể ảnh hưởng đến công tác hay không? Có thể ảnh hưởng đến ý đồ của tổ chức hay không? Cái này khó mà nói cho rõ, vì thế tôi nhắc nhở những đồng chí như vậy nếu như phương hướng đã sai thì dừng lại đừng tiếp tục đi về phía trước. Chủ tịch Mao từng dạy bảo chúng ta, không điều tra thì không có quyền lên tiếng, anh sửa cũ thành mới thì phải biết kết hợp với thực tế, nếu không thì chẳng phải cứ chuột làm bẩn nồi canh sao. Phía dưới chợt vang lên những tiếng cười khá lớn, Lâm Giang Hà lại cảm thấy thần kinh căng thẳng, hắn hết sức chăm chú nghe lời phát biểu của tiền học bân, trong lòng thật sự rất thoải mái. Dương Vân bình ảm đạm xuống đài, Lâm Giang Hà luôn cảm thấy cảm kích và thua thiệt với Dương Vân Binh, hắn thậm chí nghĩ nếu có cơ hội sẽ dùng trăm phương ngàn kế để kéo Vương Tử Quân vào chỗ chết. Nhưng người kia quá tinh danh, dù Lâm Giang Hà có nghĩ đau đầu cũng không tìm ra cơ hội để ra tay. Đối đãi với loại người tâm cơ sâu sắc chỉ là tàn nhẫn và tàn nhẫn mà thôi, nếu như không có 10 phần nắm chắc thì hắn sẽ không dám đơn giản ra tay, nếu không sẽ là nhấc đá đập chân mình. Bây giờ nghe bí thư tiền nói chuyện, trên mặt Lâm Giang Hà chợt bùng lên cảm giác sinh động nó không nên lời, đồng thời cũng tràn đầy sung sướng. Hắn chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân mở ra, chỉ có thể nói là một chữ sướng. Đúng là một lãnh đạo tốt, lại là một người giỏi dùng từ, nói đến nguyên tắc tổ chức cực kỳ đúng chỗ và thấu đáo, còn nữa, lại lấy hình tượng cứt chuột làm bẩn nồi canh, đúng là quá giống. Lâm Giang Hà chăm chú nghe tiền học bân nói chuyện, hắn thỉnh thoảng lại cúi đầu hí hoáy, ngẫu nhiên nhìn về phía bí thư tiền, càng cảm thấy bí thư rất cao, rất hiên ngang, ngay cả tư thế phát biểu cũng cực kỳ có phái đoàn. Vẻ mặt tiền học bân chợt trở nên ngưng trọng, lão áp tay xuống rồi dùng giọng thành khẩn nói. Các đồng chí, hôm nay có lẽ lời của tôi có hơi thô, nhưng tôi nói như vậy cũng là lời đề tỉnh cho một số ít đồng chí, đó là nên nghiêm khắc triển khai và mở rộng công tác theo đúng nguyên tắc của tổ chức, nếu như có làm tốt thì nên làm cho xong, đừng gây chuyện, nếu không làm cho người ta lúc nào cũng bực bội chỉ nghĩ đến chuyện kêu oan, còn tâm tư đâu mà công tác. Các đồng chí, chúng ta đang ở nơi cơ sở nhất của chính quyền, nếu không đổ sức nơi cơ sở thì trời dung đất chuyển. Khi tiền học bân nói ra những lời thấm thía thì tiểu tạ phụ trách hội nghị khẽ chạy lên đài chủ tịch, hắn khẽ nói vài câu với tiền học bân. Tiền học bân nghe được lời của tiểu tả thì nụ cười trên mặt càng sáng lạn, lão đi xuống rồi phất phất tay nói. Các đồng chí, tôi chậm chế mọi người thời gian vài phút, Lời tôi còn chưa nói xong thì có điện thoại của đồng chí trưởng phòng lưu của phòng tổ chức thị ủy, tôi phải ra đón tiếp, mọi người cứ nghỉ ngơi một chút, chờ tôi quay lại sẽ tiếp tục hội nghị. Khi nói đến trưởng phòng lưu của phòng tổ chức thị ủy thì Tiền Học Bân càng cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như lão và vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy kia có quan hệ thân thiết còn hơn cả anh em. Vào lúc bình thường thì Tiền Học Bân sẽ thích đi lại thư thái, lão cảm thấy như vậy không phải nói học là được, còn cần phải đạt đến một cảnh giới nhất định mới xong nhưng bây giờ có lẽ lão đã quên bộ dạng bình tĩnh của mình cả đoạn đường liên tục chạy chậm vội vàng lao xuống đài lão chạy đến trước điện thoại không kịp thở sau đó cung kính cầm lấy điện thoại rồi cười nói trưởng phòng lưu chào ngài đã để ngài phải chờ lâu tôi là tiền học bân à bí thư tiền đang học sao âm thanh vang dội của trưởng phòng lưu từ trong điện thoại truyền ra tiền học bân vốn đã quen thuộc với cách nói chuyện của trưởng phòng lưu Lúc này nghe thấy giọng điệu của Lưu viên Triều thì không khỏi cảm thấy vui vẻ. Lão biết rõ Trưởng phòng Lưu là người ngay thẳng, bây giờ nói với giọng điệu thế này thì chắc chắn tâm tình rất tốt. Tất nhiên làm một viên cán bộ cấp dưới thì thích nhất chính là nói chuyện với lãnh đạo vào lúc lãnh đạo vui vẻ. Vâng, Trưởng phòng Lưu, huyện Hồng Bắc chúng tôi đang họp để quán triệt tinh thần văn kiện chỉ đạo của phòng tổ chức thị ủy, chúng tôi đang tổ chức đại hội công tác tổ chức toàn huyện. Tiền học Bân nói những lời này thì biểu đạt cực kỳ có kỹ xảo ý nghĩ rất rõ ràng, biểu đạt lòng trung thành của mình với vị trưởng phòng tổ chức thị ủy này. Rất tốt, các anh có thể nhanh chóng chứng thực tinh thần hội nghị của thị ủy, thái độ công tác là rất đáng khẳng định, nhưng họp không phải là mục đích, điều quan trọng chính là nắm tốt công tác chứng thực. Trưởng phòng Lưu quả nhiên nói lời rất đẹp với tiền học bân, giọng điệu càng thêm vui vẻ. Bí thư tiền, anh đang họp thì tôi cũng không quấy dày, tôi chỉ nói với anh một việc, trong huyện của anh có phải có một vị cán bộ tên là Vương Tử Quân? Vâng, trưởng phòng Lưu. Tiền Học Bân cảm thấy trong lòng lột bộp, thầm nghĩ chẳng lẽ hậu trường của đối phương là trưởng phòng Lưu. Nếu thật sự là như vậy thì mình bắt gà không được còn mất nắm gạo. Tiểu tử này là rất tốt, anh đã đọc nhật báo chiết Giang chưa? Bài viết bầu cử dân chủ của cậu ấy viết rất tốt, vốn tôi còn không biết, nhưng trưởng phòng Tôn của phòng tổ chức tỉnh ủy gọi điện thoại đến, tôi mới đọc và biết được. Điều này rất tốt, tiểu tử kia làm cho thành phố Giang thị chúng ta nở mày nở mặt. Nghe giọng điệu của trưởng phòng Tôn thì tỉnh đang chọn nơi làm thí điểm, cũng hấp thu được nhiều điều từ bài viết của tiểu tử kia. "Không phải anh đang học sao? Lập tức thông báo cho các đồng chí tuyến dưới, sau đó đề xuất khen ngợi đồng chí Vương Tử Quân cho tôi." "Đề xuất khen ngợi Vương Tử Quân." Tiền học Bân giống như bị sấm sét đánh lên đầu, lão thì thào một câu. Tiền học Bân lặp lại câu nói làm cho trưởng phòng Lưu ở đầu dây bên kia có chút mất hứng, âm thanh nhàn nhạt, nhạt lại truyền đến. "Thế nào?" Khen ngợi đồng chí này có gì gây khó khăn cho anh sao? Tuy chỉ là một câu hỏi nhàn nhạt, nhạt nhưng lại giống như ngàn quân áp đỉnh, điều này làm cho Tiền Học Bân cảm thấy áp lực rất lớn, không còn lời nào để nói. Làm một cán bộ cấp dưới, một khi lãnh đạo lên tiếng thì có khó khăn cũng phải tiến lên, không khó khăn cũng phải sáng tạo ra điều kiện, đây chính là quy tắc quan trường, Tiền Học Bân tất nhiên sẽ hiểu. Bây giờ trưởng phòng Lưu đã mất hứng, nếu như mình nói lời chọc giận lãnh đạo chỉ sợ sau này muốn cứu vãn hình tượng của mình trong mắt trưởng phòng Lưu cũng không phải điều dễ dàng. Trưởng phòng Lưu, không có khó khăn, tại sao lại có khó khăn chứ? Tiền học bân tranh thủ thời gian nở nụ cười nói, nhưng lúc này trong lòng lão thật sự muốn khóc giống lên. Như vậy thì tốt, anh đi làm đi. Đúng rồi, hai ngày sau tôi sẽ bớt chút thời gian xuống thị sát huyện Hồng Bắc, để xem đồng chí viết ra bài văn kia có bộ dạng thế nào. Lưu Viên chiều cười ha hả rồi cúp điện thoại. Những tiếng tút tút liên tục vang lên trong điện thoại, nhưng Tiền Học Bân vẫn còn chưa đặt điện thoại xuống, không phải lão thật sự quá tôn kính Lưu Viên Triều, mà trong lòng lão đã không còn bình tĩnh. Con bà nó, mình rõ ràng là mọc mắt sau gáy, nào biết đâu vừa phê bình tên kia thì trưởng phòng Lưu lại gọi điện thoại đến. Sao có thể nói cho trưởng phòng Lưu biết vừa rồi trên hội nghị mình đã chửi mắng tên kia một lượt rồi. Vừa nghĩ đến chuyện phê bình thì Tiền Học Bân vốn đang cảm thấy có chút khó khăn lại đổ mồ hôi lạnh. Bài viết của Vương Tử Quân được lãnh đạo phòng tổ chức tỉnh ủy khen ngợi, rõ ràng là cầu hiền như khát nước, nhưng chính mình lại đổ ập xuống phê bình đối phương, đây chẳng phải mình đang đứng ở phương diện đối lập với lãnh đạo sao? Trong thể chế điều quan trọng nhất chính là lập trường chính trị, muốn đổi kịp và nhất trí cao độ với các cấp lãnh đạo, chính mình không những không bảo trì hành động nhất quán, hơn nữa còn tạo ra tình huống chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Điều này, đây không phải là không trưởng thành chính trị sao? Tiền học bân nghĩ như vậy mà mặt mũi chợt quấn vào nhau. Lúc này điều bức thiết tiền học bân cần làm chính là nắm chặt thời gian vã hồi lực ảnh hưởng, đó chính là làm cho vương tử quân giảm bớt cam giận. Nếu không trưởng phòng lưu đến đây, vương tử quân chỉ cần lộ ra chút tình huống mình bị phê bình, hoặc thêm mắm dặm muối vào sự việc, như vậy tính mạng chính trị của mình sợ rằng sẽ chấm hết. Tiền học bân đi ra mà toàn thân đầy mồ hôi lạnh, lão cũng bất chấp phong độ của mình, vứt điện thoại ra thì nhanh chóng chạy về phía phòng họp. Tiền học bân muốn nhanh chóng cải biến sự kiện, tránh không phạm vào sai lầm thứ cấp này. Trong hội trường, các nhân viên tham gia hội nghị vẫn ngồi không nhúc nhích, nhưng trong miệng lại không nhàn rỗi. Tất nhiên mục tiêu để mọi người nghị luận chính là vương tử quân đang ngồi trên đài. Có một câu nói thông dụng để miêu tả người Trung Quốc, một người là rồng, ba người là run. Trong thể chế thì câu nói kia càng được bùng phát vô hạn, còn chưa kịp ca ngợi hay tán thưởng về năng lực của người khác thì đã trở thành đố kỵ người ta và an ủi chính mình. Thật sự rất đáng buồn. Những nhân viên tham gia hội nghị dưới đài cũng không khác hơn. Bọn họ đều là những cán bộ chính khoa hơn 40 tuổi. Tất nhiên sẽ sinh ra cảm giác ghen ghét tâm lý từ bản năng đối với một phương tử quân quá danh tiếng. Bây giờ thấy đối phương gặp chuyện không may thì cảm thấy thư thái hơn nhiều. Các vị nhìn xem, có phải là cứt chuột không? À, có hơi giống, nhưng cứt này có hơi lớn. Ha ha ha. Ngoài miệng không dâu thì làm việc không có tư cách. Việc này cũng khó trách hắn có lẽ là tổ chức ngủ gật, đần độn và u mê mới cho hắn làm bí thư đảng ủy xã, đây không phải là hồ đồ sao. Những lời nghị luận bên dưới tất nhiên sẽ không thoát được lỗ tai của Vương Tử Quân, nhưng lúc này hắn cũng không có gì để nói, chỉ lặng lặng chờ đợi, nụ cười thường trực trên môi. Lúc này trong lòng Vương Tử Quân rất bình tĩnh, hắn đã cực kỳ nhớ rõ bài viết của mình, bọn họ muốn phê bình hắn sao. Tốt, hôm nay hắn sẽ tự phê bình mình. Khi Vương Tử Quân đã cảm thấy đúng thời điểm thì Tiền Học Bân đã chạy đến, khi thấy Vương Tử Quân vẫn ngồi trên đài thì lão thở phào một hơi. Tiền Học Bân bước nhanh lên đài, cũng không quan tâm quá nhiều, lão cầm lấy micro rồi lớn tiếng nói. "Các đồng chí, công tác tổ chức của chúng ta cần phải tuân thủ đúng trình tự, cũng cần phải liên tục đổi mới, trên phương diện này thì đồng chí Vương Tử Quân của xã Tây Hà Tử thật sự đi đầu." Tiền Học Bân vừa nói ra khỏi miệng thì đám nhân viên tham dự hội nghị chợt cảm thấy ngây ngốc nhưng bọn họ cũng nhớ đến một thói quen của tiền học bân, đó chính là khi đối phương nói đến mức sảng khoái thì thường hay chơi trò nói trái ý mình. Phương Trấn Đào ở bên cạnh lại tỏ ra hèn mọn, bây giờ là lúc nào rồi mà còn chơi chiêu thức đó. Có gì thì cứ nói, còn phải thả xú uế như vậy sao? Còn chơi trò mèo vờn chuột nữa chắc. Nhưng những câu nói tiếp theo của tiền học bân lại làm cho đám cán bộ nhanh chóng thanh tỉnh, đó chính là bí thư tiền thật sự khen ngợi vương tử quân. Trở mặt nhanh vậy sao? mới vừa rồi còn hùng hổ phê bình, bây giờ đã khua chiêng gióng chống khen ngợi. Bí thư tiền không phải đang tự tát vào mặt mình sao? Hơn nữa lại thay đổi giọng điệu ngay trước mặt bao người thế này sao? Hầu như tất cả nhân viên tham gia hội nghị đều bừng tỉnh, đột nhiên nghĩ đến tình huống vừa rồi bí thư đi nhận một cuộc điện thoại. Tất cả đều đã rõ ràng, thái độ khác biệt vào thời điểm trước đó và sau này của bí thư tiền hoàn toàn có liên quan đến cuộc điện thoại kia. Suốt cuộc là ai đứng sau lưng vương tử quân? Các đồng chí, lúc này tôi muốn thông báo với mọi người một tin tức tốt. Bài viết của đồng chí Vương Tử Quân trên Nhật Báo Chiết Giang đã nhận được lời khen ngợi của các lãnh đạo phòng tổ chức cấp tỉnh và cấp thị. Anh ấy đã thật sự làm cho huyện Hồng Bắc chúng ta có được danh tiếng tốt, làm cho công tác tổ chức của huyện chúng ta được khen ngợi nhiệt liệt. Lúc này tôi triệu tập tất cả cán bộ tuyến tổ chức trong huyện học tập đồng chí Vương Tử Quân, học tập tinh thần đổi mới, học tập. Tiền học bân không hổ là cán bộ tham chính nhiều năm, căn bản không cần suy nghĩ, đầy đủ mọi câu nói rõ ràng rành mạch và văn vẻ từ trong miệng bay ra. Vương Tử Quân vẫn chỉ cười nhạt, nhưng hắn cũng thở phào một cái, dù hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, nhưng kết quả trước mắt rõ ràng cũng làm hắn bất ngờ. Thật quá kịp thời. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, vẻ tươi cười đã xuất hiện trên mặt hắn. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Vương Tử Quân phát biểu ở hội nghị công tác tổ chức toàn huyện, tất nhiên đây là lời đề nghị của phó bí thư tiền lão trực tiếp chuyển kiểm điểm thành phát biểu vài lời, sau đó đặt micro xuống trước mặt Vương Tử Quân. Người ta đã tự đánh vào mặt, Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không nhảy sổ ra đạp cho vài cái nữa, hắn bày tỏ cảm giác vui sướng vì được lãnh đạo lên tiếng giúp đỡ, sau đó càng trắng trợn cảm tạ các cấp lãnh đạo, mà đặc biệt là Bí Thư Tiền. Dưới sự dẫn đầu của Phó Bí Thư Tiền, tiếng vỗ tay vang lên khắp bốn phía, coi như hội nghị được tiền học bân sắp xếp tỉ mỉ đã thành công thắng lợi, tiếng vỗ tay như sấm coi như hạ màn chỉ là sau khi tan họp, nghe nói chiếc ly trà bằng sứ tử xa mà phó bí thư tiền thường sử dụng đột nhiên vỡ một cách khó hiểu. chương 113, nhiều bạn thì nhiều đường để đi. Ủy ban xã Tây Hà Tử, Vương Lục Thuận đang ngồi nhàn nhã hát một khúc nhạc, chốc chốc lại nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Cậu kia, đến đây châm trà giúp tôi. Vương Lục Thuận thấy Lưu Thuận Dương đi đến, hắn vung tay lên, vinh mặt sai khiến. Lưu Thuận Dương đối mặt với sự ngang ngược của Vương Lục Thuận thì trên mặt có chút bước bối, nhưng chút bước bối đó đến nhanh mà đi cũng không kém, hắn biết mình không thể nào chọc vào đối phương, chỉ có thể nhanh chóng tiến lên cầm ly trà đi châm nước. Lưu Thuận Dương ơi là Lưu Thuận Dương, cũng không biết cậu làm sao mà trà trộn được vào văn phòng ủy ban, cậu thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu. Nhân viên văn phòng phải có tam cần, chân cần, cần cù chịu khó, mắt cần. Nói thông tục hơn chính là phải có bụng ích, miệng mẹ chồng mắt diều hâu, chân thỏ, tiểu tử cậu tự xem lại chính mình đi, chỉ bằng chút ánh mắt của cậu thì có xứng làm một nhân viên văn phòng không? Vương Lục Thuận cố ý nắm lấy lối của Lưu Thuận Dương rồi mở miệng thẳng thắn nói. Vẻ mặt Lưu Thuận Dương trở nên rất khó coi. Nếu như là dĩ vãng thì hương sẽ dám nói vài câu với Vương Lục Thuận, nhưng sau khi phó bí thư tiền đến, tất cả mọi người nói rằng chuyện Vương Lục Thuận sẽ tiến lên làm thư ký đã rõ ràng như con giận trên đầu hói. Nếu mình đắc tội với đối phương. Chỉ sợ sau này sẽ không có thời gian an ổn. Lưu Thuận Dương cắn răng chịu đựng, hai bờ môi khẽ run, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói một lời. Khi Lưu Thuận Dương đặt ly trà xuống trước mặt Vương Lục Thuận, đúng lúc Vương Lục Thuận phất tay mất kiên nhẫn, đổi Lưu Thuận Dương đi như gặp phải loại ruồi bọ. Đúng lúc này phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban là Chu Thường Hữu đi đến. Đại chủ nhiệm Chu không ngồi trong phòng làm việc mà đến đây làm gì? Không phải treo đầu heo bán thịt chó sao? vương lục thuận cười hì hì hỏi vẻ mặt chu thường hữu chợt biến đổi hắn khẽ nâng ly trà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vương lục thuận sau đó không tiếp tục quan tâm đến đối phương thế nào chủ nhiệm chu tức giận rồi à vậy ngài cứ chờ lúc trở thành thư ký đảng ủy xã rồi xử lý tôi ha 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 vương lục thuận nói rồi chắp tay trên mặt đầy vẻ mỉa mai chu thường hữu chỉ cảm thấy cảm giác tức giận bùng lên đầu nhưng hắn cũng không muốn phát sinh xung đột bằng miệng với vương lục thuận thế nên ngồi xuống không nói một tiếng. Thấy Chu Thường Hữu cũng không có ý khẩu chiến, Vương Lục Thuận cảm thấy đần độn vô vị, hắn nâng chung trà lên nhấp một ngụm rồi dùng giọng ngấm ngầm hại người nói. Anh Chu, nổi giận rồi sao? Tức giận thì đi mà tìm chủ tử của anh, đi đến hội trường Hồng Hưng, để xem bộ dạng chủ tử của mình phải kiểm điểm trước mặt các cán bộ trong toàn huyện, muốn ngáng chân Vương Lục Thuận tôi sao? Hừ! Vương Lục Thuận thật sự chất chứa oán hận rất sâu với Vương Tử Quân, nếu không có chuyện này thì hắn có lẽ sẽ nén giận tuyệt đối không nói ra những lời trực tiếp như vậy nhưng bây giờ hắn thật sự không sợ khí thế của vương tử quân đã không còn như trước mà chính hắn thì khí thế lên cao sau khi bí thư tiền đến đây thì chuyện hắn trở thành thư ký đảng ủy xã đã là ván đóng thuyền nếu nịnh nọt cả thế giới thì không bằng đề cao chính mình đúng lúc vương lục thuận chuẩn bị tiếp tục lên tiếng châm chọc thì một ly nước đã được dội lên đầu mình thì ra là chu thường hữu ra tay hất nước hắn rất căm thức cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu khích hắn quát lớn một tiếng lại bổ nhào về phía chu thường hữu giống như một con chó điên chu thường hữu có thể dễ dàng tha thứ cho tình huống vương lục thuận châm chọc mình nhưng không nghe lọt tai những từ đối phương sỉ nhục vương tử quân khi thấy đối phương làm càn như vậy hắn cảm thấy máu nóng dâng lên thế là cầm ly trà trong tay hất lên người đối phương thấy vương lục thuận bổ nhào về phía mình chu thường hữu cười lạnh một tiếng hắn cũng không khách khí mà vung nắm đấm lên ninh tiếp thế là trong văn phòng ủy ban chợt rối loạn bàn về sức khỏe và thể lực thì vương lục thuận còn kém chu thường hiếu thế cho nên bây giờ hai bên đánh nhau tất nhiên vương lục thuận sẽ là kẻ có hại chỉ sau một lát đã bị chu thường hiếu đánh ngã lăn ra đất chu thường hiếu con bà nó mày dám đánh ông ông sẽ không để cho mày yên vương lục thuận tuy bị đánh nhưng vẫn rất tức giận không chút yếu thế Đám người Đỗ Hiểu Mạn trong văn phòng cũng không có hảo cảm gì với Vương Lục Thuận, lúc này thấy đối phương bị đánh thì cười thầm trong lòng. Dù bọn họ có đi ra khuyên can nhưng hai tay lại đặt trong túi quần, trong miệng không nói một lời nào có ý nghĩa. "Chủ nhiệm Vương, chủ nhiệm Chu, hai anh cũng đừng đánh nhau nữa, tranh thủ đứng lên thôi." Đỗ Hiểu Mạn lui về phía sau một bước rồi hô lên. "Chủ nhiệm Vương, anh cũng đừng đánh nhau nữa, nếu để cho lãnh đạo thấy được thì sẽ không tốt." Lưu Thuận Dương là kẻ rất cam hận Vương Lục Thuận, thế cho nên tiến đến chụp lấy tay đối phương kéo lên. Nói về đánh nhau thì Vương Lục Thuận thật sự không giỏi, bây giờ bị Lưu Thuận Dương lôi kéo, càng cảm thấy mình không bùng phát được sức mạnh. Hắn lập tức bị Chu Thường Hữu tiến lên cho vài đấm vào ngực, thế là không khỏi gào lên đau đớn. Chiến đấu trong văn phòng cũng không kéo dài được bao lâu, chỉ một lát sau thì nhóm người Triệu Liên Sinh chạy đến. Vương Lục Thuận thấy người dẫn đầu nhóm người là Triệu Liên Sinh, thế là cảm thấy như gặp cứu tinh hắn lớn tiếng nói chủ tịch triệu anh xem chu thường hữu đánh người vẻ mặt triệu liên sinh trở nên cực kỳ âm trầm hắn đảo mắt nhìn đám người đứng xem náo nhiệt sau đó lạnh giọng nói con bà nó không có chuyện gì làm nữa sao trong mắt đám cán bộ xã thì triệu liên sinh rất có uy tín lúc này thấy chủ tịch triệu giống lên ai cũng cảm thấy đứng đây có vẻ không ổn thế nên tranh thủ rời đi hai anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Triệu Liên Sinh hung hăng chỉ vào Vương Lục Thuận và Chu Thường Hiếu, sau đó đi về phòng làm việc của mình. Vương Lục Thuận nhìn Triệu Liên Sinh đi ở phía trước mà trong miệng nở nụ cười, hắn cũng không thèm nhìn Chu Thường Hiếu mà theo sát tiến độ của lãnh đạo, đi về phía phòng làm việc của Triệu Liên Sinh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vương Lục Thuận, Triệu Liên Sinh vừa vào phòng thì nhanh chóng mở miệng răn dậy Chu Thường Hiếu, rõ ràng là mắt không thấy lãnh đạo, tự cho là đúng, những hành vi như vậy cũng có thể làm ra được tố chất cán bộ đi đâu hết rồi chu thường hữu không rên một tiếng cũng không cãi lại cũng không thèm giải thích hắn nhìn những dấu vết mà mình để lại trên mặt vương lục thuận trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều chu thường hữu những ngày nay anh không cần đi làm ở nhà mà xem lại hành vi của mình sau đó làm một bản kiểm điểm sâu sắc đồng thời phải nhận lỗi với đồng chí vương lục thuận trước mặt hội nghị toàn thể Triệu Liên Sinh lên tiếng răn dậy xong thì dùng giọng nghiêm nghị nói. Chu Thường Hữu khẽ gật đầu, hắn cúi đầu đi ra khỏi phòng làm việc của Triệu Liên Sinh, dù hắn có chuẩn bị tư tưởng nhưng bây giờ bị tạm thời cách chức thì vẫn cảm thấy rất không xong, nhưng loại cảm giác không xong này cũng không áp chế được tâm tình vui sướng vì đã cho đối phương biết tay. Tuyết, tuyết, tuyết. Xe jeep chạy vào trong ủy ban, Chu Thường Hữu ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn thấy Vương Tử Quân từ trên xe jeep bước xuống. Thường Hữu, nhìn bộ dạng cúi đầu ủ rũ của anh kia, không giống với dĩ vãng một chút nào. Vương tử quân nhìn Chu Thường Hữu rồi mỉm cười nói. Bí thư vương, tôi. Chu Thường Hữu thấy vương tử quân, nghĩ đến tình huống bí thư vừa rồi làm kiểm điểm trên hội nghị toàn thể trên huyện, trong lòng cũng không biết đang buồn phiền thành mức độ gì rồi. Thường Hữu có chuyện gì vậy? Còn đứng ngây ra làm gì? Anh còn sợ bí thư vương không làm chủ được sao? Lý Thu Na từ cửa bên kia đi xuống rồi nói với Chu Thường Hữu Ủa, người phụ nữ này gần đây rất biết cách lợi thế, hôm nay làm sao vậy? Lẽ ra bí thư vương bị lãnh đạo huyện phê bình, cô nàng này phải như gần như xa với bí thư, phải giữ khoảng cách mới đúng, sao lại cố gắng nịnh hót như vậy? Chu Thường Hữu dù có chút không yên lòng nhưng vẫn có đủ tính mẫn cảm chính trị. Lý Thu Na giống như đoán được tâm tư của Chu Thường Hữu nàng cười ha hả nói. Thường Hữu anh có chuyện gì thì cứ nói với Bí Thư Vương, vừa rồi Bí Thư Vương được khen ngợi trên hội nghị công tác tổ chức toàn huyện, tâm tình đang vui, anh có thể tranh thủ thời gian. Sau đó Lý Thu Na còn lặng lẽ đi đến khẽ huyết chu thường hữu một cái. Cái gờ, không lầm đấy chứ, Bí Thư Tiền không phải bắt Bí Thư Vương làm kiểm điểm sao? Thế nào lại biến thành khen ngợi rồi? Bí Thư Vương, tôi đánh nhau với Vương Lục Thuận. Chu Thường Hữu trầm ngâm một chút, sau đó nói rõ đầu đuôi sự việc một lần. Vương Tử Quân nghe thấy Chu Thường Hữu nói đánh nhau thì ngẩn ngơ, sau đó chờ Chu Thường Hữu nói xong thì trong lòng hắn chợt bùng lửa. Đánh chó phải nhìn mặt chủ, Triệu Liên Sinh anh không nói hai lời mà cho dừng công tác của Chu Thường Hữu, không phải có thiên hướng về phía Vương Lục Thuận sao? Anh cứ công tác như thường, đúng rồi, anh nên làm tốt công tác chuẩn bị tranh cử, chuyện này trong huyện từ trên xuống dưới đều rất chú ý, ủy viên Lý cũng sẽ nhanh chóng cho ra phương án vương tử quân vung vẫy bàn tay rồi dùng giọng thản nhiên nói vâng bí thư vương nhưng chủ tịch triệu thì làm sao bây giờ chu thường hữu dùng giọng lo lắng hỏi anh không cần quan tâm anh ta nói không tính là gì chuyện chu thường hữu đánh nhau với vương lục thuận giống như ném một hòn đá nhỏ xuống mặt biển rộng mênh mông căn bản chỉ làm tung tóe lên vài bọt nước ngay sau đó đã bị những con sóng lớn cuốn qua che giấu hầu như biến mất không còn dấu vết tất cả khôi phục lại bình tĩnh Chu thường hữu vẫn đi công tác, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Chỉ là tin tức về hội nghị công tác tổ chức toàn huyện, đặc biệt là tin tức Bí thư Vương được khen ngợi đã truyền ra và xôn xao khắp xã Tây Hà Tử. Thu Na, phương án này là không tệ, nhưng vấn đề đánh giá cần phải chú trọng vào đầu phiếu của các thành viên ban ngành. Vương Tử Quân lật qua lật lại phương án tuyển cử dân chủ, sau đó hắn thản nhiên nói. Vâng, Bí thư Vương, tôi sẽ đi sửa chữa. Lý Thu Na đã rõ ràng năng lượng của Vương Tử Quân, hai ngày qua nàng rất biết cách dựa về phía Bí thư Vương, không có việc gì đều chạy đến phòng làm việc của bí thư. Vương Tử Quân đối mặt với người phụ nữ hớn hở trước mặt, dù trong lòng hắn có chút phản cảm nhưng tình huống trước mắt cũng không thể nào thay đổi được, nếu không thể thay thế, như vậy chỉ có thể lôi kéo mà thôi. Được, chỉ cần có hơi cải biến phương án mà chúng ta đã thương lượng là tốt, nên sớm không nên muộn, tốc chiến tốc thắng, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức tuyển cử nên chuẩn bị sao cho tốt. Vương tử quân gật đầu với Lý Thu Na, sau đó hắn thản nhiên nói. Lý Thu Na đồng ý một tiếng, sau đó nàng xoay người đi ra ngoài. Nàng còn chưa kịp đi ra khỏi cửa thì trưởng ban tài chính Trác Trường Vĩ đã nhanh chóng tiến vào. Trác Trường Vĩ là cán bộ do một tay vương tử quân đề bạt, thế cho nên vừa vào cửa đã cúi chào rất cung kính. Ngồi đi, đã hai ngày không gặp anh, bây giờ thế nào? Ban tài chính xã lại có vấn đề nữa sao? Vương Tử Quân cười khoát tay áo với Trác Trường Vĩ, sau đó dùng giọng tùy ý nói. Vương Tử Quân hỏi một câu đơn giản làm cho Trác Trường Vĩ chợt kinh ngạc, thầm hận hai ngày qua mình quá bận rộn, lại quên đến báo danh với lãnh đạo, xem ra sau này cần chạy đến nhiều hơn, xin chỉ thị và báo cáo nhiều hơn. Trác Trường Vĩ thầm nghĩ như vậy, ngoài miệng lại tranh thủ nở nụ cười và báo cáo. Bí thư Vương phê bình là bảo vệ tôi, sau này tôi sẽ nhất định sửa sai. Vương tử quân nhìn bộ dạng đã biết sai của Trác trường vĩ mà thầm nghĩ, quan trường đúng là nơi hại chết người, đây rõ ràng là một người thành thật, hôm nay cũng học được cách ăn nói lươn lẹo như thế. Quan trường có một quy tắc bất thành văn, đó là lãnh đạo thức, hai mí mắt anh dù có đánh nhau cũng phải cố gắng trợn trừng mắt, lãnh đạo ngủ thì anh phải ngủ ngay lập tức, phải ngáy lớn, nếu không sẽ bị coi là trong mắt không có lãnh đạo. Trác trường vĩ này mới nhận trước mà đã học được rất nhiều điều. Thấy bộ dạng cười hì hì của Trác Trường Vĩ, Vương Tử Quân thầm thở dài một hơi, xem ra Trác Trường Vĩ đến tìm mình cũng không phải vì chuyện tiền bạc. Những ngày qua Vương Tử Quân luôn cảm thấy đau đầu, những thôn xóm trong xã Tây Hà Tử đều có một đặc điểm giống nhau, chỉ có một từ để miêu tả, đó là nghèo. Tài chính khó khăn, như vậy có muốn phát triển kinh tế cũng là chuyện khó thể làm cho tốt. Có chuyện gì vậy, nói mau." Vương Tử Quân ném cho Trác Trường Vĩ một điếu thuốc rồi dùng giọng tùy ý hỏi. Bí thư vương, tôi nghe nói bây giờ trong xã đang kêu gọi đầu phiếu rất náo nhiệt, đặc biệt là vương lục thuận, mỗi ngày uống ba đợt, liên tục mời khách. Trác trường vĩ vừa đốt thuốc vừa khẽ nói. Vương tử quân cũng nghe nói đến phương diện này, hắn khẽ gật đầu nói. Có thể hiểu được, xem ra hai ngày qua thường hữu cũng mệt mỏi. Tút, tút, tút. Tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt ngang cuộc nói chuyện giữa vương tử quân và Trác trường vĩ, lúc này Vương Tử Quân cũng tranh thủ nhấc điện thoại lên nói. Chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Chào Bí Thư Vương, tôi là anh Lý của phòng giáo dục, lần này xem như làm phiền cậu, chúng ta đã xin được tiền cải tạo các trường tiểu học trong xã. Trường phòng Lý cũng không chờ Vương Tử Quân kịp phản ứng, hắn nhanh chóng lên tiếng như súng máy, dùng giọng mừng rỡ nói. Là chuyện tốt, chúc mừng, chúc mừng. Đúng rồi trưởng phòng lý, bây giờ vấn đề tài chính sửa chữa trường học đã xong, chuyện của xã Tây Hà Tử chúng tôi thì anh cũng không nên quên, không nên lật lọng đấy nhé. Vương Tử Quân trước đó vốn đã tính kỹ về chuyện tài chính sửa trường tiểu học trong huyện của phòng giáo dục, nếu Vương Giải Phóng không làm tốt được chuyện này, như vậy chức vụ phó phòng của chú mình cũng là quá kém rồi. Trường phòng lý sở dĩ báo tin vui cho vương tử quân đầu tiên cũng chính là vì được thấy năng lượng của vương giải phóng, loại ngân sách này trước đó hắn đã chạy lên tỉnh 10 lần 8 lượt, còn phải cúi mình cầu xin như cháu nội nhưng kết quả vẫn không tốt. Lúc này Vương Tử Quân chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì tất cả đã xong, sự việc đã làm khổ hắn nửa tháng qua đã được hoàn thành thỏa đáng. Từ sau sự kiện này thì trưởng phòng lý chính thức ý thức được năng lượng thâm sâu khó giỏ của Vương Tử Quân, hắn vốn có ý muốn kết giao với Vương Tử Quân, bây giờ quay về còn nghe được tin tức trong hội nghị công tác tổ chức toàn huyện, càng phải lau mắt mà nhìn. Cậu cứ yên tâm, chuyện này nếu anh không làm tốt cho cậu, sau này gặp mặt cũng đừng để ý đến anh nữa. Này, cậu Vương, hôm nay cậu dù gì cũng phải cho tôi cơ hội giữa trưa tôi đặt bàn ở bát chân viên anh em chúng ta cùng uống một bữa cho sảng khoái vương tử quân mỉm cười đồng ý với lời mời của trưởng phòng lý không đơn thuần chỉ là vì tiền tài chính cải tạo trường học của xã càng là vì vương tử quân trọng sinh và có thêm nhiều nhận thức về quan trường đó là có nhiều bạn sẽ có nhiều đường để đi sau khi nói chuyện phiếm vài câu với trưởng phòng lý vương tử quân nhanh chóng mang theo tiểu tàu đi về huyện xe chạy đến bát chân viên thì ừa đúng giờ cơm đây là quán cơm đỉnh cấp trong huyện vì vậy người và xe là không ít sau khi dừng xe lại vương tử quân đi vào trong bát chân viên vẫn chưa đến cổng thì thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng chờ tôn ngân thương sao anh ta lại ở chỗ này tôn ngân thương anh cũng đến đây dùng cơm sao vương tử quân nhìn tôn ngân thương đang đưa mắt quan sát khắp bốn phía rồi cười hỏi Tôn Ngân Thương cũng thật sự không ngờ có thể gặp mặt Vương Tử Quân ở chỗ này, trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn rút thuốc mời Bí Thư rồi nói. Bí Thư, tôi đang chờ người. Thấy Tôn Ngân Thương cầm gói hồng tháp sơn trong tay, Vương Tử Quân khẽ có ý nghĩ, hắn giống như hiểu được cái gì đó. Các anh ở phòng nào, lát nữa tôi sẽ sang chúc rượu. Cả huyện cũng không có nhiều xã thị trấn, là một vị bí thư đảng ủy xã, dù là ở trong huyện cũng coi như là người nổi tiếng, chính mình mời khách nếu được bí thư vương đến chúc rượu như vậy coi như cho mình mặt mũi hơn nữa nếu như đối phương thấy bí thư vương ra mặt thì sợ rằng khả năng xe càng lớn tôn ngân thương tuy cực kỳ mong mỏi vương tử quân có thể đến nhưng hắn thấy bí thư vương phải đến chúc rượu lại cảm thấy có chút lo lắng thế là há miệng dùng giọng khô khốc nói bí thư vương làm phiền anh ý nghĩ của tôn ngân thương là thế nào chẳng lẽ vương tử quân không hiểu thế là hắn vỗ vỗ vai của tôn ngân thương rồi cười ha hả nói anh tôn không có gì chúng ta cùng công tác dưới xã về đến xã thì là anh em vương tử quân nói lời chân thành như vậy làm cho tôn ngân thương nhanh chóng cảm thấy ấm áp hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ mấp máy môi mà không nói nên lời vương tử quân lúc này dặn dò tiểu tào tiểu tào cậu nhớ kỹ gian phòng anh tôn mời khách nhớ rõ đây là nhiệm vụ chính trị lãnh đạo cứ yên tâm tôi sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tiểu tàu nghe rõ lời nói của vương tử quân thì nghịch ngợm cúi chào rồi cười hì hì đảm bảo vương tử quân cười ha hả bước vào bên trong quán bát chân viên không chờ hắn báo số phòng với nhân viên phục vụ đã sớm có chủ nhiệm phòng giáo dục đứng chờ hắn ở bên dưới trưởng phòng lý tuy ăn to nói lớn nhưng thân hình lại không cao giống như tất cả thịt trên người hướng về một phía thật sự nhìn qua như một thùng nước khi vương tử quân bước vào cửa thì hắn kéo cơ thể mập mạp tiến ra đón chào. Bí thư vương, cậu vương, hôm nay cậu là khách quý, đến đây, hôm nay anh em ta uống vài ly. Vương tử quân cũng cười tương đối với lời mời của trưởng phòng lý, hai người là lần đầu tiên gặp mặt lại coi nhau như bạn bè lâu năm gặp lại. Phía trưởng phòng lý có bốn người, ngoài chủ nhiệm văn phòng còn có hai vị phó phòng, một vị họ lô, một vị họ triệu, đều hơn 30 tuổi. Trước đó bọn họ đã được thông báo Vương Tử Quân là người giúp phòng giáo dục tìm được phần tài chính cho huyện, thế là bây giờ nhanh chóng mở miệng cảm tạ. Tìm không đúng người thì thất bại trong gang tắc, tìm được người thì làm ít mà công to, vì thế những người có năng lượng thường khó thể nào làm cho người ta chậm chế tiếp đái. Cậu Vương, chén rượu này anh mời cậu, tuy hai anh em chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, nhưng uy danh của cậu thật sự như sấm nổ bên tai. Vương Tử Quân cũng nâng ly cùng với trưởng phòng lý, lại uống cạn sau đó hắn khẽ cười một tiếng nói con người của tôi thật sự tử lượng không cao trưởng phòng lý cũng đừng nên trách À, chúng ta là anh em nếu anh cứ ép đứa em như thế này sợ rằng chỉ có thể bỏ trốn giữa chừng mà thôi những tiếng cười khoan khoái vang lên trưởng phòng lý rõ ràng là người rất sảng khoái thế cho nên bầu không khí trong bàn rượu càng thêm thoải mái anh lý tôi có người bạn đang uống rượu ở bên kia có lẽ tôi phải sang đó chúc một ly vương tử quân ra vẻ giật mình nhớ ra chuyện đã đồng ý với tôn ngân thương hắn vội vàng đứng lên nói cậu vương bạn của cậu là bạn của tôi nếu không tôi và cậu cùng đi trưởng phòng lý vung tay muốn đứng lên không cần không cần tôi đi một chút sẽ quay lại vương tử quân vung tay lên với trưởng phòng lý sau đó đi ngay ra ngoài cửa vị chủ nhiệm văn phòng của phòng giáo dục rất nhanh trí khi Vương Tử Quân đứng lên thì đã nhanh chóng tìm một chai rượu Kiếm Nam Xuân cung kính đưa đến tay Bí thư Vương. Địa điểm Tôn Ngân Thương mời khách cũng không cách quá xa phòng của trưởng phòng Lý, chỉ mất vài bước đi qua mà thôi. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng thì thấy Tôn Ngân Thương đang rót rượu, trên mặt là nụ cười khiêm tốn, nhưng đám người được rót rượu lại tỏ ra cao cao tại thượng, giống như căn bản không quan tâm đến Tôn Ngân Thương. "Bí." Tôn Ngân Thương há miệng muốn nói thì Vương Tử Quân chợt khoát tay nói: các vị, tôi là đồng sự của anh Tôn, đến đây chúc các vị một ly." Ngồi ở vị trí chính giữa là một người đàn ông trung niên có hơi mập và rất trắng, một tên thanh niên còn trẻ theo bên cạnh đang nói chuyện rất vui vẻ, sau khi nghe được lời của Vương Tử Quân thì cũng không thèm quan tâm, chỉ khẽ hừ một tiếng. Vẻ mặt Tôn Ngân Thương chợt biến đổi, hắn biết rõ tính nết của Bí thư Vương, trong lòng thầm cầu nguyện. "Trời ạ, à, ngàn vạn lần đừng tranh đấu, con gái của mình có thể được nhận hay không đều nhờ vào bọn họ." vương tử quân tuy nhỏ tuổi nhưng cũng là kẻ thấu hiểu thế sự hắn cũng chỉ khẽ cười cũng không thèm quan tâm đến sự chậm trễ của đối phương vương tử quân đi đến trước mặt người đàn ông trung niên hắn rót rượu ra một ly mà tôn ngân thương bên kia cũng cung kính giới thiệu đây là trưởng ban liêu chào trưởng ban liêu vương tử quân nói rồi nâng ly rượu lên mời trưởng ban liêu nhìn chai rượu kiếm nam xuân trong tay vương tử quân trong lòng thầm có chút thỏa mãn nhưng hắn cũng không thể dễ dàng nâng ly uống cạn được, nếu đồng ý sảng khoái như vậy sao có thể làm nổi bật thân phận của mình. Cậu họ Vương, tôi gọi cậu là Tiểu Vương. Trưởng Ban Liêu ngã lưng dựa ra sau ghế, sau đó dùng giọng khí thế bức người nói. Tiểu Vương, cậu tuy còn trẻ nhưng có lẽ cũng đã hiểu quy củ mời rượu, cậu nói xem, có người nào không nói hai lời mà trực tiếp mời rượu chưa? Tôn Ngân thường thấy trưởng Ban Liêu cố ý ra giá thì trong lòng thầm kêu khổ, sợ sẽ bùng phát tình huống không thoải mái những năm nay khó cầu người bí thư vương đến cổ động với ý tốt thật sự làm cho hắn cảm thấy khó xử tôn ngân thường khó xử mà vương tử quân thì cảm thấy buồn cười xem ra thân phận cũng là một cái giá lớn hắn vốn muốn an phận một chút không muốn đề cập đến thân phận của mình trên bàn rượu thì tùy ý một chút là hay không ngờ tên này rõ ràng muốn trả đạp mặt mũi của mình cũng được cũng được vậy thì theo ý các người Nhìn bộ dạng của Tôn Ngân Thương thì biết có lẽ có việc cần cầu đám người kia, chính mình cũng không nên nổi giận để quấy nhiễu chuyện tốt của Tôn Ngân Thương. Trưởng ban Liêu có ý gì? Vương Tử Quân vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hắn khẽ cười hỏi. Trên bàn rượu có một quy củ, đó là muốn rót rượu cho lãnh đạo thì chính mình phải uống trước ba ly, bày ra thành ý, cậu không nói hai lời mà muốn mời trưởng ban chúng tôi uống rượu sao? Một tên cán bộ thanh niên hơn 20 ngồi ở dưới tay dùng giọng hèn mọn nói mời rượu phải uống trước ba ly, đây chính là quy củ hạ cấp mời rượu thượng cấp hoặc là vãn bối mời trưởng bối ở xã Tây Hà Tử. Tên thanh niên kia nói xong thì vẻ mặt Tôn Ngân Thương chợt biến đổi. Tôn Ngân Thương đang do dự không biết làm gì thì Vương Tử Quân đã cười nhạt xếp một hàng ba ly, hắn không vì ai khác, chỉ là lấy thể diện cho Tôn Ngân Thương. "Tiểu Vương, như vậy mới đúng, cậu có thể mời rượu nhưng phải làm theo quy củ." Trưởng ban Liêu đưa tay ra mời rồi cười nói: Đúng lúc này Trưởng phòng Lý cũng cầm theo một chai kiếm nam xuân đi vào trong phòng. Chương 114, người trong giang hồ sao có thể không bị chém vài đao? Bí thư Vương, bạn cậu cũng là bạn của tôi, tôi cũng muốn đến chúc một ly." Trưởng phòng Lý vừa nói vừa đẩy cửa tiến vào. Vì được Phương Tử Quân mời rượu nên trong lòng Trưởng ban Liêu cũng thầm có tính toán, bây giờ nghe Trưởng phòng Lý nói như vậy thì sợ đến mức hai tay khẽ run rẩy, thiếu chút nữa làm rơi chiếc ly xuống đất. Đối với âm thanh của lãnh đạo, tất cả các cán bộ trong phòng giáo dục đều quen thuộc đến mức khó thể nào hơn được. Vị trưởng phòng lý này tính tình nóng này, bình thường ở đơn vị rất có lực khống chế, chỉ cần là sự việc do hắn quyết định, hầu như nói đi hướng đông thì không ai dám đi sang tây, nói anh đánh chó thì sẽ không đuổi gà. Khi thấy hắn tự mình đến mời rượu thì đám người vừa rồi còn vinh váo tự đắc, bây giờ đã đứng lên kinh sợ. Trưởng phòng lý, anh sao cũng ở đây trưởng ban liêu giống như bị lửa đốt nơi mông, hắn vội vàng đứng lên, cố gắng nở nụ cười đông cứng, lại dùng giọng cực kỳ bất an nói. Trưởng phòng lý cũng không ngờ khách quý mà vương tử quân muốn mời rượu chính là thủ hạ của mình, hắn có hơi ngây người, sau đó bộ dạng bình dĩ gần gũi nhanh chóng biến thành từ trên nhìn xuống. Thì ra là trưởng ban liêu. Tuy chỉ là một câu nhưng làm cho trưởng ban liêu cảm thấy trong lòng phát lạnh, trực giác báo cho hắn biết mình đã phạm vào điều kiêng kỵ trong quan trường, Thế là gương mặt giống như đầu heo cắm hành tây, đúng lúc xấu hổ không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc này Vương Tử Quân chợt cười ha hả nói: "Trưởng phòng Lý, xem ra người của đơn vị chúng ta cũng rất hảo hữu, không những tôi và anh có thể ngồi cùng một chỗ, ngay cả những đồng chí bên dưới cũng rất hòa mình, điều này là rất tốt." Nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì Trưởng phòng Lý cũng nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, hắn vỗ tay cười lớn nói: "Bí thư Vương nói rất hay." rượu gặp chi kỷ thì ngàn ly cũng coi như là ít, xem ra hai đơn vị chúng ta thật sự rất có duyên. Trưởng Ban Liêu, Bí Thư Vương đến mời rượu, còn không biết biểu hiện một chút sao. Tôi giao nhiệm vụ này cho cậu, thảo uống rượu đau dạ dày cũng đừng nên mất mặt trước Bí Thư Vương. Nghe trưởng Phòng Lý dùng giọng vui đùa phân phó như vậy, gương mặt đám trưởng Ban Liêu mới giản ra vài phần. Hắn cầm ba cái ly mà Vương Tử Quân vừa đặt xuống để sang phía bên mình, sau đó dùng giọng hào hùng nói. Bí thư vương, tiểu liêu đa tạ ngài đã quan tâm, trước tiên xin uống vài ly để bày tỏ kinh ý. Trên bàn rượu, dù là người khó chơi như thế nào thì cũng có lúc rất biết cách nghe lời, nhưng muốn đối phương nghe lời thì cấp bậc phải cao hơn, khí thế phải mạnh mẽ và cứng nhắc hơn. Lúc này gặp mặt lãnh đạo đơn vị thì khí thế của trưởng ban liêu đã biến mất, hắn uống cạn ba ly rượu trước mặt, uống xong thì dốc ngược ly rất tiêu sái, không dư thừa một giọt nào, giống như đã được dùng khăn lau qua vậy. Trưởng phòng lý, năng lực lãnh đạo của anh thật sự làm cho tôi cảm thấy mặc cảm. Xe lửa chạy nhanh cũng nhờ sức kéo của đầu tàu, anh xem thủ hạ của anh kia, tính cách sảng khoái, tác phong nhanh nhẹn dũng mãnh. Ai cũng là anh hùng hảo hán, có thể làm được những việc đúng thực chất. Vương tử quân vừa rót rượu cho mọi người vừa nói lời vuốt mông ngựa với trưởng phòng lý. Trưởng phòng lý đã biết gió cây đại thụ sau lưng vương tử quân là gì, hắn cũng đã sớm đặt quan hệ với vương tử quân lên vị trí chủ đạo, lúc này lại được nghe những lời nịnh nọt của Vương Tử Quân, cảm thấy toàn thân ngứa ngáy rồi cười ha hả nói. Bí thư Vương, cậu mới thật sự là chân nhân không lộ mặt thật, phải nói là chân nhân bất lô tướng. Một vòng rượu được uống cạn, Vương Tử Quân chỉ mất 3 phút, hầu như không có bất kỳ người nào dám chối từ. Lúc này hắn đã sớm bùng lên khí thế tung hoành vô địch, cực kỳ có phái đoàn, khi hắn cầm bình rượu đi về phía Tôn Ngân Thương, lúc này Tôn Ngân Thương cũng đã run rẩy đứng lên bí thư vương anh cũng không thể rót rượu cho tôi như vậy cũng làm điên đảo trật tự anh nên để tôi đến mời mới đúng vương tử quân khoát tay với tôn ngân thương sau đó hắn nói với trưởng phòng lý trưởng phòng lý đây là cựu chiến binh của xã tây hà tử chúng tôi đã trợ giúp tôi rất nhiều trên phương diện công tác trưởng phòng lý nhìn chai rượu trong tay mình mà tự định giá nếu bắt đầu từ trưởng ban liêu thì thật sự có chút mất mặt mình lúc này hắn nghe thấy lời giới thiệu của vương tử quân thì hai mắt tỏa sáng hắn tranh thủ thời gian nói. Vậy sao, giúp đỡ bí thư vương chính là giúp đỡ cậu em của tôi, đến đây, tôi mời rượu anh. Sau khi Tôn Ngân thương uống ba ly, vương tử quân biết mình không thích hợp tiếp tục ở lại chỗ này, thế là hắn nở nụ cười với trưởng phòng lý, cả hai cùng rời khỏi phòng. Sau khi trưởng phòng lý và vương tử quân rời khỏi phòng, đám người trưởng ban liêu lúc này mới dám đặt mông ngồi lên ghế, sau đó tranh thủ lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên chán, lại bưng ly nước uống một ngụm, cuối cùng mới dám nói với Tôn Ngân Thương. Anh Tôn, anh cũng không nên ngấm ngầm như vậy, thiếu chút nữa đã cắt đứt trái tim của tôi. Tôn Ngân Thương đang thầm nghĩ, hắn cũng không ngờ Vương Tử Quân đến dùng cơm với trưởng phòng giáo dục, càng không ngờ vị trưởng phòng giáo dục cao cao tại thượng lại chủ động rót rượu cho mình. Lúc này hắn rất cảm khái, lại nghe được lời phàn nàn của trưởng Ban Liêu, thế là tranh thủ thời gian nói. Trưởng Ban Liêu, bí thư vương tự mình đi đến, tôi cũng không biết sau đó còn có trưởng phòng lý của các anh. Thấy Tôn Ngân Thương Thành thật xin lỗi, trưởng ban liêu mới nói. Tôn đại ca, tôi cũng không có ý trách anh, lúc này cũng không nói gì nữa, đến đây, anh em chúng ta làm vài ly. Trưởng ban liêu vừa rồi còn tỏ ra cao cao tại thượng, nhưng chỉ sau chốt lát đã xưng anh em với Tôn Ngân Thương. Điều này làm Tôn Ngân Thương chính thức được thấy sự khác biệt về thái độ của con người chỉ sau vài phút, tất nhiên hắn hiểu rõ đối phương đang nể mặt ai có câu rèn sắt khi còn nóng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôn ngân thương tôn ngân thương vốn định mở miệng thì lại cảm thấy có chút không ổn đúng lúc hắn do dự không biết nên nói thế nào thì lại nghe trưởng ban liêu chủ động mở miệng anh tôn chuyện của anh ngày mai anh đưa tư liệu của cháu gái đến tôi sẽ nói rõ trình tự cho anh tranh thủ thời gian trong một ngày để cho trưởng phòng lý ký duyệt tôn ngân thương vì chuyện này mà hầu như chạy mỏi chân nói nát miệng đã mời khách rất nhiều lần khó khăn lắm mới mời được trưởng ban liêu đi ra dùng cơm. Nhưng khốn nổi những lần dùng cơm như vậy thì đối phương thường viện ra nhiều lý do để bỏ qua, bây giờ thì hay quá, bí thư vương đến mời vài ly rượu thì những khó khăn kia đã không còn. Đại ân không thể nào cảm tạ hết bằng lời, trưởng ban liêu, các vị lãnh đạo, lời cảm tạ tôi xin đặt trong lòng, bây giờ tôi xin mời các anh một ly. Tôn Ngân thường nâng ly rượu lên, trưởng ban liêu cũng vội vàng nâng ly lên nói. Anh Tôn, Chúng ta không đánh không quen, sau này sẽ là anh em của nhau, chúng ta cùng uống." Thế là bầu không khí trong phòng chợt nóng hẳn lên. "Bí thư Vương, sự việc hôm nay thật sự làm cho cậu chê cười." Trưởng phòng Lý nở nụ cười nhìn Vương Tử Quân rồi nói. "Ôi, trưởng phòng Lý cũng đừng nói như vậy, mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn nói gì là con người." Vương Tử Quân hiểu ý của trưởng phòng Lý, hắn cũng không đợi đối phương nói xong mà lên tiếng chặn lời ha ha ha, được, không nói, không nói nữa. Bí thư vương, tôi đã hiểu được 9 phần 10 tâm ý thủ hạ của cậu, thế này đi, bây giờ trong huyện có một phần chỉ tiêu giáo viên tiến lên chính thức, anh đây cũng không cho cậu được nhiều, chỉ có thể cho cậu 18 vị trí, cậu có thể tùy ý phân phối. Trưởng phòng lý vung tay lên dùng giọng vui vẻ nói. 18 chỉ tiêu cho giáo viên tiến lên chính thức, như vậy hầu như mình đã nắm quyền cho giáo viên trong xã tiên lên chính thức. Nếu 18 người kia được vận dụng thỏa đáng, mình sẽ tạo nên một mối quan hệ không nhỏ. Vì vài ly rượu mời vừa rồi mà Vương Tử Quân thật sự có chút men say, nhưng trong lòng hắn vẫn rất trong sáng, hắn nâng ly rượu lên nói. Trường phòng Lý, anh Lý, tất cả không thể nói bằng lời, xem như tôi liều mình với quân tử, mời anh." Trường phòng Lý nhìn gương mặt lờ đờ say của Vương Tử Quân, hắn cười ha hả, sau đó nâng ly rượu lên cạn sạch. Thời gian sau đó khách và chủ đều tận hứng, bước chân của vương tử quân có hơi loạn choạc nhưng tốt xấu gì cũng có tiểu tàu đến đỡ, cũng không có gì cần lo lắng. Vương tử quân ngồi xe quay về xã, trước đó hắn đã chống đỡ khá lâu, bây giờ quay về phòng làm việc thì cảm thấy toàn thân bùn rùn, khó thể giữ được. Hắn nằm nghiêng trên giường, sau đó ngáy o o, ngủ một giấc đến tận tối. Sau một giấc ngủ say, vương tử quân thức dậy tắm giặt bằng nước lạnh, chỉ cảm thấy tai thính mắt tinh, con người sảng khoái và thanh tình. Hắn ngồi lên bàn làm việc uống hai ly nước, đột nhiên cảm thấy đói bụng. Vương tử quân cất bước đi về phía căn tin, điều làm cho hắn không kịp chuẩn bị chính là căn tin đã khóa cửa. Tiểu tử Trương Thuận này đi đâu rồi? Vương tử quân thầm hoài nghi cũng không có tâm tư truy cứu, hắn đi dạo trên đường, phương hướng là quán ăn hồng hạnh. Ôi, bí thư vương, ngài cũng đến dùng cơm à? Mau mời vào, mời anh vào bà chủ quán cơm hồng hạnh vừa thấy mặt vương tử quân thì nửa nụ cười vui sướng giống như một đóa hoa. Vương tử quân vốn nghĩ đến đây dùng cơm đơn giản một chút, không ngờ bà chủ quán hô lên như vậy, cũng chỉ có thể nhanh chóng đi vào bên trong. Lúc này trong đại sảnh có quá nhiều người, ngồi ngoài sẽ là tự tìm phiền phức. Bí thư vương, mời anh vào, chủ nhiệm chu cũng có mặt ở bên trong. Trong lúc nói chuyện thì bà chủ đẩy cửa một gian phòng. Bốn người trong phòng đang uống rượu, trên bàn có rất nhiều món, chỉ có bốn người nên có hơi vắng vẻ, Chu Thường Hữu ngồi ở vị trí chủ vị đang mời rượu mọi người. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì không những là ba vị cán bộ kia, ngay cả Chu Thường Hữu cũng ngây cả người, nhưng sau đó bọn họ nhanh chóng đứng lên cung kính chào một tiếng bí thư Vương. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó tùy ý ngồi xuống một chỗ rồi thản nhiên nói. Các anh cứ tiếp tục, không cần phải xen vào tôi, tôi đến đây ăn chút cơm, giữa trưa uống hơi nhiều, Vương Tử Quân nói cho người ta tùy ý, nhưng dù là Chu Thường Hữu hay ba vị cán bộ xã kia nào có ai dám tùy ý. Lúc này bọn họ đều tỏ ra thận trọng, lại sinh ra cảm giác đứng ngồi không yên. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Chu Thường Hữu thì biết ngay đối phương đang làm gì, hắn nhìn một bàn đầy thức ăn, lại thấy chỉ có ba người đến, xem như công phu của Chu Thường Hữu cũng là uổng phí. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì cửa phòng bị đẩy ra, một vị cán bộ xã bước vào cười ha hả nói: Chủ nhiệm Chu, nhóm Trịnh Đức nói tôi báo cho anh một tiếng, bọn họ thật sự bận việc không thể qua được. Người kia nói xong cũng không đợi Chu Thường Hữu trả lời mà nhấc chân đi ra ngoài. Chu Thường Hữu lăn lộn ở xã nhiều năm, hắn nghĩ rằng mình tuy không dám nói mạnh miệng về phương diện nào khác nhưng nhân duyên và quan hệ là rất tốt. Vào đúng thời điểm này Vương Lục Thuận liên tục mời tiệc rượu, thế là chính hắn cũng không thể nào ngồi yên được, đơn giản mở tiệc ở quán cơm hồng hạnh để liên lạc cảm tình dù hắn đã bỏ ra không ít tiền, nhưng không bỏ tiền thì sao có thể thu được thành phẩm, người trong giang hồ sao không bị chém vài đao. Vào đúng thời điểm mấu chốt còn phải cho người ta bắt tay với mình. Nhưng điều làm hắn không thể ngờ chính là đám liên trịnh đức kia tìm lý do chối từ, thế là trong lòng chợt bùng lên cảm giác thất bại rất sâu. Bí thư vương đã sáng tạo điều kiện tốt như vậy, chẳng lẽ mình còn thất bại thảm hại sao? Chu thường hữu nghĩ như vậy mà cảm thấy trong lòng mát lạnh như băng, tâm tình giảm sút trong lúc hoang mang hắn vô thức nâng ly nói bí thư vương tôi mời anh một ly vương tử quân mỉm cười nhìn chu thường hiếu khi hắn nâng ly lên thì khẽ vung tay áo nói rượu khi nào cũng có thể uống nhưng hôm nay không uống tôi đã uống quá nhiều đúng rồi thường hữu tôi có một hạng mục công tác muốn giao cho anh chu thường hữu nghe bí thư vương nói có công tác cần giao cho mình thì vội vàng đặt ly rượu xuống nói bí thư vương anh cứ việc giao phó là thế này, hôm nay tôi có nhận được 18 chỉ tiêu cho giáo viên lên chính thức từ tay trưởng phòng lý của phòng giáo dục. Anh đặc biệt phụ trách công việc này, cho anh 5 ngày, anh phải lập ra một danh sách, chuyện này tuyệt đối không thể trễ nãi. Vương Tử Quân cũng không nói nhiều, nhưng lời hắn nói ra thật sự giống như ném ra một quả bom tấn làm cho Chu Thường Hữu và đám cán bộ xã nghẹn họng nhìn, trong lỗ tai lại vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Trước kia tổ giáo dục trong xã chạy đi chạy lại cúi người cầu xin như cháu nội thì cùng lắm mới lấy được ba chỉ tiêu giáo viên chính thức. Không ngờ bí thư vương vừa ra tay đã là số lượng lớn như vậy, 18 chỉ tiêu cho một xã thì có ý nghĩa thế nào? Nhìn gương mặt vui vẻ của vương tử quân mà trong lòng chu thường hữu chợt bùng lên con sóng nhiệt tràn đầy cảm động. Hắn nghĩ có lẽ buổi sáng bí thư uống nhiều cũng là vì 18 chỉ tiêu này, mà bây giờ bí thư nói ra trước mặt mọi người, mục đích đã quá rõ ràng dù hắn không mở miệng nói rõ nhưng những hành vi của hắn lại biểu hiện đầy đủ bí thư vương đang chăm phương ngàn kế kéo mình lên bí thư vương không nói tiếng nào luôn âm thầm lo nghĩ cho mình như vậy còn gì có thể làm cho chu thường hữu trùn bước hắn ngẩng đầu nhìn bí thư vương trong ánh mắt tràn đầy cảm kích toàn xã tây hà tử này có ai không có họ hàng dòng tộc không có quan hệ thân thích như mạng nhện mà đám giáo viên trong xã lại càng có quan hệ phức tạp với đám cán bộ những vị cán bộ ngồi trên bàn nhìn vẻ mặt khá bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã bùng sóng. Hầu như chỉ sau nháy mắt, đám cán bộ kia chợt nghĩ ra điều gì đó, thái độ bình thản vừa rồi đã trở nên nóng nảy, cũng khiêm tốn hẳn lên, cũng không phải gì khác, vợ hắn không phải là giáo viên sao? Đây là cơ hội rất tốt. Bí thư Vương, anh làm bát mì cho ấm lòng. Bà chủ lắc cặp mông căng và vòng eo thon gọn tự mình bưng một tô mì đưa đến trước mặt Vương Tử Quân. Chương 115 ngẩng đầu nhìn đường vùi đầu kéo xe. Chu Thường Hữu 94 phiếu, Vương Lục Thuận 30 phiếu, Lâm Giang Luân 15 phiếu. Khi âm thanh trầm bổng của Tả Vận Xương vang lên trong phòng họp lớn, hai nhân tuyển cho vị trí các phó khoa trong xã cuối cùng cũng đã có kết quả. Vương Tử Quân lẳng lặng ngồi trên đài chủ tịch nhìn xuống dưới với gương mặt không mấy biểu cảm, tâm tình của hắn rất bình tĩnh, căn bản không thấy vui vẻ và tức giận nhưng so với hắn thì triệu liên sinh ngồi ở bên cạnh liên tục hút thuốc, trong làn khói lợn lờ, nhìn không rõ đối phương đang nghĩ gì. Thật ra kết quả này đã quá rõ ràng, triệu liên sinh đã biết được kết quả từ khi vương tử quân giao chuyện xác định danh sách 18 giáo viên tiến lên chính thức cho Chu Thường Hiếu. Nhưng dự đoán là một chuyện và sự thật lại là một chuyện, bây giờ trơ mắt nhìn đối phương cướp mất vị trí thư ký đảng ủy xã vốn đã nắm chắc trong tay mình, trong lòng triệu liên sinh cũng cảm thấy rất khó chịu. Triệu Liên Sinh rất mất hứng, chỉ là lực khống chế của mình đã bị khiêu khích, nhiều năm qua Vương Lục Thuận đã sớm cho rằng Minh sẽ giữ chức thư ký đảng ủy xã, bây giờ hắn thật sự rất buồn bực, hai hốc mắt biến thành màu đen, ánh mắt ảm đạm không chút ánh sáng, trong lòng thầm hung hăng chửi chó má. Cái này thì tính cái quái gì là cạnh tranh công khai. Đây thật sự con bà nó là ức hiếp người. Nhưng ức hiếp người như vậy thì thế nào? Ai bảo chủ tử của Vương Lục Thuận không có bất kỳ phương án nào làm cho đám cán bộ xã phải tim đập chân run như chỉ tiêu giáo viên. Bí thư Vương, Chủ tịch Triệu, kết quả đã có, đồng chí Chu Thường Hữu có 94 phiếu, vượt xa những người khác. Tả vận xương nâng kính lên, lão dùng giọng nghiêm túc nói với Vương Tử Quân và Triệu Liên Sinh. Vương Tử Quân gật đầu nói, đã có kết quả, như vậy cứ áp dụng theo phương án. Ủy viên Lý, chuyện kế tiếp là cô phụ trách. Đưa phương án và quá trình bổ nhiệm hai vị trí phó khoa này làm thành một phần tài liệu văn bản, nắm chặt thời gian báo cho phòng tổ chức huyện ủy. Lý Thu Na đối với sự kiện công khai lựa chọn và tuyển cử này còn có chút mâu thuẫn, nhưng nàng cũng ý thức được có nhiều lãnh đạo chú ý đến nó, như vậy ngành tổ chức mà nàng phụ trách sẽ tạo ra chiến tích, nàng hoàn toàn có thể nhờ vào nó mà tìm ra hào quang cho mình. Đối với một người phụ nữ có khát vọng chính trị như nàng, điều này cực kỳ khó có được. Các đồng chí trải qua những trình tự tổ chức tỉ mỉ diễn thuyết tranh cử và bầu cử dân chủ cuối cùng đã có kết quả nhân tuyển cho hai vị trí cấp phó khoa thông qua hoạt động công khai lựa chọn và bổ nhiệm lần này tôi đã kiến thức được những cán bộ xã chúng ta đều có tố chất cao đều cực kỳ vĩ đại tôi tin nếu chúng ta chọn bất kỳ một đồng chí nào trong danh sách được đề cử thì đều là cán bộ tốt vì thế tôi hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng bảo trì trạng thái hướng lên có tâm tính tích cực tiến thủ dù hôm nay người chiến thắng không phải là anh nhưng ít nhất anh vẫn được biểu hiện trên một sân chơi công bằng, một ngày nào đó anh trổ hết tài năng, như vậy sẽ luôn có cơ hội chờ đón anh phía trước. Người ngồi dưới đài phần lớn đều biết đó là những lời an ủi của bí thư vương, nhưng nó lại có một hiệu quả khó thể nào che giấu, đám người bên dưới cảm thấy giống như có một luồng gió mát thổi vào lòng mình. Là lãnh đạo xã, tôi cảm thấy rất khó khăn với danh sách đề bạt lần này, Chủ tịch Triệu cũng cảm thấy rất khó khăn, tôi tin tưởng các thành viên ban ngành cũng cảm thấy rất khó khăn. Vì tính tích cực công tác của mọi người là quá rõ ràng, nếu như dựa theo ý nghĩ của chúng tôi, sẽ nên đề cử tất cả mọi người, vì chúng ta là một đội ngũ cán bộ vượt qua thử thách. Chúng ta tích cực hướng lên, chúng ta có tác phong tốt đẹp, chúng ta là đội ngũ chuyên nghiệp, vào đúng thời điểm mấu chốt có thể tạo ra thành tích. Dù trong lòng hận Vương Tử Quân đến mức ngứa răng nhưng Triệu Liên Sinh cũng không thể không cảm thấy những lời này là rất hay, dù sao thì lời nói cũng quá tiêu chuẩn, thu phóng tự nhiên, coi như cũng giải vây cho mình. Những lo lắng trong lòng hắn vào những ngày qua giống như bị quét sạch, đồng thời hắn cũng có thể tỏ ra thản nhiên trước đám cán bộ trung tầng của xã Tây Hà Tử, cũng không muốn đắc tội với ai. Vương Tử Quân nhìn bầu không khí dần trở nên tốt đẹp ở bên dưới, sau đó hắn cười ha hả nói: "Đáng tiếc quá thưa các đồng chí, tôi không phải là trưởng phòng tổ chức." Dưới đài vang lên những tiếng cười đầy thiện ý. "Nhưng tôi làm bí thư của xã Tây Hà Tử, tôi có trách nhiệm đề cử đồng chí của mình." Tôi cũng nói thẳng, tôi sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp các đồng chí tiến lên các cương vị quan trọng, đây là trách nhiệm của tôi, cũng là nghĩa vụ của tôi. Nhưng danh sách ban ngành trong xã chúng ta đã là như vậy, thêm thì nhiều mà rút đi thì thiếu, căn bản không đủ phân cho mọi người, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đều phải để cho các đồng chí mãi cúi đầu chờ đợi? Lúc này những cán bộ trẻ tuổi có dã tâm bên dưới đại hầu như đã bị lời nói của Vương Tử Quân thu hút. Các đồng chí đời người tốt nhất là vào lúc còn trẻ, nếu các anh cứ ngồi đó chờ đợi, đến tuyến xe cuối cùng thì tuổi thọ của các đồng chí cũng đã quá lớn, cũng đã qua cái tuổi đứng lên tiếp tục chỉ đạo, cũng coi như lãng phí những đồng chí có ước mơ khát vọng. Chúng ta cần phải nghĩ cách làm sao cho các đồng chí của mình đều được leo lên xe, nếu ở xã chúng ta không còn chức vị thì có thể điều ra ngoài, đến xã khác hoặc đến các đơn vị trong huyện. Cán bộ trẻ tuổi có nhiều mà chức vụ cho cấp phó khoa lại là có hạt, như vậy chúng ta phải làm sao mới có thể tổ chức tốt cho tất cả cán bộ xã Tây Hà Tử? Vương Tử Quân nói ra những lời này làm cho đám cán bộ trẻ tuổi ở dưới đài rơi vào trầm mặc, Bí thư Vương nói như vậy rõ ràng là những lời từ tận tâm can của bọn họ. Bọn họ đến lăn lộn nhiều năm ở xã Tây Hà Tử, cấp phó khoa giống như một vị trí treo trên mây, chỉ có thể trơ mắt nhìn, dù có muốn tiến lên kiểm tra thì cũng không có phần của mình. Bọn họ chỉ hận mình không có đá kê chân, không thể nhảy lên vài cái và tiếp xúc với nó. Vài nắm trước đã lưu hành một câu, rượu thơm không sợ ngõ sâu. Những lời này bây giờ đã lạc hậu, như thế nào mới có thể làm cho tổ chức phát hiện ra chúng ta? Chúng ta cần phải làm sao cho ra dáng, chúng ta cần phải ngẩng đầu nhìn đường, không thể mãi cúi đầu kéo xe. Chúng ta cần phải tranh chấp, dùng phương diện chứng thực công tác để tranh chấp, mọi người nghĩ xem, vì sao cán bộ thị trấn huyện thành lại có thể đi ra nhiều? Không phải vì thị trấn bọn họ là đầu tàu kinh tế của cả huyện sao? Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, đẩy mạnh công tác của xã Tây Hà Tử, như vậy kinh tế của xã sẽ được tăng tiến, chờ chúng ta vượt qua thị trấn huyện thành, đó cũng là lúc mà xã chúng ta xuất hiện lớp lớp nhân tài, kết cục đáng buồn cũng sẽ không còn. Tài chính của xã cũng không có nhiều, vì vậy mà có rất nhiều phúc lợi không được chứng thực, nếu muốn để cho chúng ta ngồi trên núi tiền, đầu tiên là chúng ta cần phải đào mương mở rộng sông, sông lớn thì nước nhiều, mọi người nói xem có đúng không? Triệu Liên Sinh ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, hắn nhìn vị bí thư trẻ tuổi đang cất tiếng rõng rạc, đám cán bộ công nhân viên bên dưới thì vẻ mặt phấn chấn, kích động, trong lòng hắn thầm sinh ra ý nghĩ hèn mọn. Hừ, những lời khách sáo lý luận xuông thế này ông đã nghĩ đến và áp dụng từ mùa quyết nào rồi, muốn hứa hẹn sao? Mày nghĩ mình là bí thư huyện ủy rồi à? Còn nói cái gì là vượt qua thị trấn huyện thành, mày cho rằng mình là thần tiên không có gì không làm được à? chỉ cần thổi ra chút tiên khí thì thứ gì cũng xong chắc. Hư, không tiền mà muốn làm việc, muốn phát triển kinh tế của xã, đúng là nói mò. Kinh tế của thị trấn huyện thành mạnh hơn xã Tây Hà Tử biết bao lần, hai bên căn bản không phải cùng một cấp bậc, bây giờ còn muốn vượt qua huyện thành, đúng là mơ mộng hảo huyền. Hội nghị kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, phải nói là những lời của Vương Tử Quân thật sự tạo ra hiệu quả xứng đáng, dù có nhiều người bán tín bán nghi với lời nói của Bí Thư, nhưng ít nhất cũng rất chờ mong với tương lai sau này đối với vấn đề phát triển kinh tế của xã tây hà tử đây thật sự là một chuyện khó khăn mà vương tử quân luôn nghiên cứu chưa nói đến chuyện làm quan phải tạo phúc cho một phương làm ra thành tích chỉ cần vì chứng minh năng lực của mình hắn cũng muốn làm cho xã tây hà tử phát triển phi tốc như vậy mới không uổng phí cơ hội mình trọng sinh phát triển nông nghiệp theo hướng đặc sắc vương tử quân nhìn những chữ lớn mình ghi trên mặt giấy mà cau mày sau đó trầm tư một lúc lâu, cuối cùng mới mỉm cười. Bí thư vương, trong huyện cho đến thông báo, nói rằng tập đoàn chính Hồng Hong Kong muốn đầu tư ở thành phố Giang Thị chúng ta một nhà máy gia công sản phẩm nông nghiệp, vì thế mà yêu cầu tất cả các xã thị trấn phải sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng chờ đợi đại biểu của tập đoàn chính Hồng Hong Kong đến khảo sát. Tập đoàn chính Hồng, vương tử quân trầm ngâm trong nháy mắt, sau đó hắn trầm giọng nói. Chủ tịch cừu, đây là một cơ hội tốt, nếu như có thể xây dựng nhà máy gia công kia ở xã tây hà tử như vậy sẽ làm cho xã chúng ta phát triển vượt bậc cựu gia thành nhìn gương mặt hăng hái của bí thư vương mà thầm nghĩ chuyện tốt như vậy nào có thể rơi vào đầu chúng ta chưa nói đến chuyện thành phố giang thì có bao nhiêu quận huyện nhìn xét về nội thành của thành phố giang thì cũng chỉ sợ sẽ dùng trăm phương ngàn kế để giữ lấy hạng mục cho mình đặt trên địa bàn của mình vẻ mặt cừu gia thành biến đổi thế nào sẽ không thể qua mắt được vương tử quân, hắn cười ha hả nói. Chủ tịch cừu, chuyện này trước tiên anh đến nhà máy say sát bên kia sắp xếp một chút, những thứ khác tôi sẽ nghĩ biện pháp. Sau khi cừu gia thành bỏ đi thì vương tử quân trở nên trầm ngâm, tình huống của xã Tây Hà Tử và huyện Hồng Bắc bắt đầu hiện lên trong đầu. Sau khi trầm tư suy xét rõ ràng, vương tử quân chợt phát hiện không phải chỉ là xã Tây Hà Tử, ngay cả huyện Hồng Bắc cũng không có ưu thế gì lớn, dù trong huyện đã đẩy mạnh phong trào kêu gọi đầu tư, nhưng vấn đề gãy cánh là rất cao. Chẳng lẽ phải bỏ qua hạng mục này? Vương tử quân chưa thể nào suy nghĩ cho chu đáo, hắn đặt điếu thuốc lên môi, châm lửa, sau đó nghiêng người trên ghế sa lông, hít mắt. Hắn cố gắng suy xét, kỳ vọng có thể tìm ra được một chiến lược hiệu quả. Vài ngày trôi qua, vương tử quân ngoài công tác mỗi ngày thì thường đi xuống thôn xóm nghiên cứu tình huống, mà xã Tây Hà Tử cũng rất yên ấm, không có chuyện gì xảy ra. Bí thư Vương trong huyện đưa đến thông báo, nói rằng chúng ta không cần chuẩn bị tiếp đón tập đoàn Chính Hồng khảo sát nữa. Cửu gia Thành vội vàng vào phòng làm việc báo cáo cho Vương Tử Quân, giọng điệu khẽ khàng. Vương Tử Quân đang múa bút, hắn nghe được lời của Cửu gia Thành mà không chút bất ngờ. Hắn khẽ gật đầu đặt bút trong tay xuống, sau đó cười hỏi: "Thế nào, xuất sư bất lợi sao?" "Vâng, nghe nói tập đoàn Chính Hồng đã loại huyện chúng ta ra ngoài." Cửu Gia Thành có chút trầm ngâm, sau đó nói tiếp. Nghe nói vị lãnh đạo phụ trách kêu gọi đầu tư là phó chủ tịch hào vì chuyện này mà mất hết mặt mũi. Vương Tử Quân nghe thấy vậy thì khẽ gật đầu, sau đó hắn thay đổi vị trí ngồi rồi thản nhiên nói. Nếu trong huyện đi không được thì chúng ta đi thử một lần. Vương Tử Quân nói như vậy thiếu chút nữa làm cho Cửu Gia Thành tưởng mình nghe lầm, sự việc mà tuyến huyện không thể nào thu phục được, như vậy một xã nho nhỏ như Tây Hà Tử có thể làm cho xong sao? Hắn há hốc miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nên lời. Vương Tử Quân nói đi là đi, sau khi hắn nói một tiếng với Triệu Liên Sinh, sau đó đưa theo Tiểu Tào và Chu Thường Hữu chạy về phía thành phố Giang Thị. Phái đoàn đàm phán của tập đoàn Chính Hồng ở lại trong khách sạn Giang Châu, khi nhóm người Vương Tử Quân đi đến khách sạn Giang Châu thì đã hơn 12 giờ trưa. Sau khi cùng Tiểu Tào ăn bữa cơm đơn giản, Vương Tử Quân đi đến hỏi phòng của đám người tập đoàn Chính Hồng có lẽ vì đám người tập đoàn chính hồng những ngày qua công tác quá nóng vì vậy viên tiểu thư tiếp tân đứng trước quầy vừa nghe hỏi về phòng của tập đoàn chính hồng thì trực tiếp chỉ đường cho vương tử quân tiên sinh người của tập đoàn chính hồng cũng không dễ nói chuyện ngài cũng nên chuẩn bị tốt tâm lý là vừa nữ nhân viên phục vụ thấy vương tử quân là một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc ngăn nắp khí thế hiên ngang thế là có chút hảo cảm vì vậy vô thức lên tiếng nhắc nhở cảm ơn nhiều vương tử quân khẽ cười với nữ nhân viên sau đó hắn đi về phía cầu thang. Chu Thường Hữu thấy Vương Tử Quân đi lên lầu thì cũng sách cặp chạy theo. Khách sạn Giang Châu cũng không hỗ danh là khách sạn hạng nhất, thiết bị lắp đặt bên trong không những xa hoa mà còn cực kỳ xa xỉ. Chu Thường Hữu lần đầu tiên đến khách sạn lớn thế này, trong lòng không khỏi nở nụ cười tự diễu, cảm thán mình là nhà quê vào thành phố, thật sự sinh ra cảm giác choáng ngợp. Khi nhóm Vương Tử Quân đi lên lầu thì có vài người đi xuống, đi đầu tiên là một người đàn ông trung niên, Phía sau là một đám nhân viên công tác của khối chính quyền, phái đoàn tiền hô hậu ủng. Nhóm người đàn ông trung niên kia và Vương Tử Quân gặp mặt nhau, Vương Tử Quân thấy đối phương đi xuống hơi đông thì khẽ nép người qua. Người đàn ông trung niên kia căn bản không để ý đến Vương Tử Quân, nhưng hắn lại nói với những người ở phía sau. Đám người quận huyện bên dưới không biết là làm ăn kiểu gì, một cơ hội tốt như vậy lại ném đi, quay về nhất định phải mắng cho một trận. Vương Tử Quân nhìn đám người đi xuống lầu. Hắn thầm suy đoán về thân phận của bọn họ, thầm đem những vị lãnh đạo thành phố Giang Châu ra so sánh. Cuối cùng hắn cũng đi đến vị trí mà người của tập đoàn Chính Hồng đóng quân. "Tiên sinh, xin hỏi anh tìm ai?" Vương Tử Quân vừa mới đi đến đầu bậc cầu thang thì thấy một cái bàn vuông, bên trên có ký danh, viết vài chữ nơi tiếp đãi của tập đoàn Chính Hồng. Một cô gái trẻ tuổi mặc tây trang ngồi sau bàn, khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì đứng lên mỉm cười nói: Chương 116, dù sao cũng còn muốn tiếp tục phát triển. Đối mặt với cơn thịnh nộ của giám đốc Triệu, giám đốc Trương chợt phát lạnh. Phải biết rằng hắn đi theo làm tùy tùng, công tác giống như là lạc đà vác nặng, nhưng đứng trước mặt chủ tử thì thật sự giống hệt như cháu nội, nếu như hắn chỉ vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà mất đi công tác thì thật sự rất đáng buồn. "Ngài đừng nóng, tôi sẽ đi tìm ngay." Giám đốc Trương đáp ứng một tiếng, hắn cũng không quan tâm đến cái gì là phong độ. Vừa nói xong thì vội vàng chạy xuống lầu như một con chó điên. Chỉ là khi giám đốc Trương chạy xuống dưới lầu thì nào còn hình bóng của Vương Tử Quân. Trên đường cái chỉ có lá vàng rơi trong gió mà thôi. Giám đốc Trương thất vọng đưa mắt nhìn chung quanh, hy vọng ông trời sẽ cảm động trước thành ý của mình, cho tên kia xuất hiện trước mặt mình. Giám đốc Trương thật sự rất mong mỏi có phép màu xảy ra, đúng lúc thật sự thấy hai bóng lưng đang đứng ở nhà chờ xe buýt. Hắn cực kỳ kích động. Vội vàng chạy đến giữ lấy hai người kia trước khi bọn họ lên xe, sau đó dùng giọng không kịp thở nói. Xin dừng bước, xin dừng bước. Chỉ là hai người kia vừa bị cưỡng chế dừng lại thì quay đầu nhìn, giám đốc Trương mới ngạc nhiên phát hiện ra mình đã nhận lầm người. Thật sự xin lỗi, rất xin lỗi. Giám đốc Trương nhanh chóng nói lời xin lỗi. Đồ điên. Người khách bị giữ lại chợt dùng giọng hung hăng mắng một câu, sau đó lên xe buýt bỏ đi. Giám đốc Trương về khách sạn mà cảm thấy thất hồn lạc phách, hắn dùng giọng không yên lòng báo cáo cho thủ lĩnh là mình không có thu hoạch gì, không tìm được hai người kia. Giám đốc Triệu cũng đã khôi phục lại như thường, hắn phất tay không chút biểu cảm, tỏ ý cho giám đốc Trương lui ra. Giám đốc Trương thấy phản ứng lãnh đạm của lãnh đạo mà trong lòng thầm cảm thấy bi ai, hắn là một giám đốc, tất nhiên biết rõ ý nghĩa của nó là thế nào. Mỹ nữ chân dài thanh huyền thì luôn lẳng lặng đứng nơi đó, mãi đến khi giám đốc trương rời đi mới khẽ hỏi. Bố, bản kế hoạch này thật sự tốt như vậy sao? Giám đốc triệu đang lật qua lật lại quyển sách rồi cười ha hả nói. Không tốt nhất, chỉ là rất tốt, vì kế hoạch chỉ được viết nhất thời nhưng người viết ra nó lại nắm rát tốt hướng đi của các xí nghiệp lương thực trong nước. Trước kia bố cảm thấy mình có thể phân tích ra xu thế phát triển kinh tế trong 3 năm, như vậy đã là thiên tài khó có được, không ngờ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, người này có thể phân tích được xu hướng phát triển kinh tế trong thời gian 10 năm. Giám đốc triệu gấp quyền sách lại, khẽ đặt lên mặt bàn rồi dùng giọng lẩm bẩm nói. Xí nghiệp cạnh tranh với nhau cuối cùng chính là cạnh tranh nhân tài, nếu như có thể kéo người này về tập đoàn chính hồng, như vậy hiệu quả và lợi ích của tập đoàn sẽ bay vọt về lượng và chất. Thanh Huyền rất ít khi thấy bố khen người như vậy, nàng cũng là một thạc sĩ kinh tế chuyên nghiệp, thế cho nên trong lòng cũng không phục, vì vậy mà vung tay cầm lấy bản kế hoạch để xem xét. Giám đốc Triệu nhìn bộ dạng đọc sách chăm chú của con gái, giám đốc Triệu cảm thấy mình dù thế nào cũng phải đến xã Tây Hà Tử một chuyến. "Bí thư Vương, chúng ta phải về sao?" Chu Thường Hữu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Vương Tử Quân rồi hỏi. "Về sao?" Vương Tử Quân nhìn sắc trời rồi nói. "Dù sao thì bây giờ ở xã cũng không có việc gì, đã đến Giang Châu thì chúng ta đơn giản đi dạo một chút. Thế này đi." Chúng ta trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi, sau đó tách ra đi dạo chơi. Hai người đi theo tôi sẽ bó tay bó chân, coi như lần này được thoải mái ở Giang Châu một chuyến. Chu Thường Hữu tiếp xúc ngày càng nhiều với Vương Tử Quân thì cảm thấy vị bí thư trẻ tuổi này biết rất nhiều thứ, bây giờ nghe thấy bí thư sắp xếp có thiện ý như vậy thì cười nói: "Nếu muốn nói thì tôi sẽ tình nguyện đi theo anh dạo khắp Giang Châu, chưa nói đến những vấn đề khác, trước hết là tiết kiệm được tiền." Vương Tử Quân thấy Chu Thường Hữu tỏ ra cợt nhả như vậy thì biết đối phương đang cố ý nói cho mình nghe, hắn chỉ tay vào Chu Thường Hữu rồi cười nói với Tiểu Tào. "Tiểu Tào, cậu xem, người này vừa mới lên chức thì đã biết lừa dối rồi." Ba người tìm một khách sạn sạch sẽ để ở lại, sau đó Vương Tử Quân rơi vào trầm tư. Hắn rất xem trọng tương lai phát triển của Xí Nghiệp Lương Thực, hắn còn thông qua những dự đoán của kiếp trước để đả động tập đoàn Chính Hồng. Hắn có đầy lòng tin nhưng lúc này thái độ của đối phương thật sự làm cho lòng tin của hắn có chút dao động. Có được tri thức vào kiếp trước dù là tốt nhưng mọi sự cũng không phải chỉ có được dự đoán về tương lai là thành công, Vương Tử Quân cố chấp cảm thấy, nếu một người chỉ cần đi đúng hướng, chỉ cần có tinh thần không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, như vậy dù làm gì cũng sẽ thành công được hơn phân nửa. Chính hắn có kinh nghiệm kiếp trước, hơn nữa còn có địa vị hiện tại, dù không nắm trong tay một lượng tiền lớn nhưng cũng sẽ thông thả phát triển hắn chỉ cần nắm vững phương hướng phát triển và cố gắng công tác như vậy hiệu quả và lợi ích sẽ giống như một quả cầu tuyết tương lai không xa sẽ lớn mạnh mà thôi không có đồ tể thì mình cũng không tin sẽ phải ăn lông heo vương tử quân thì thảo nói sau đó hắn đứng lên khỏi giường muốn ra ngoài đi dạo hắn mở cửa phòng chợt phát hiện chu thường hữu và tiểu tào giống như hai vị thần trông cửa một trái một phải đứng ngay bên ngoài ôi hai người đúng là tôi nào có quan liêu như vậy Sao? Vương Tử Quân nhìn gương mặt và nụ cười của hai người kia, hắn biết rõ tâm ý của bọn họ, thế là phất phất tay phân phó. "Cho các anh nghĩ, các anh cứ yên tâm mà đi chơi, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 10 giờ tối ở khách sạn." Vương Tử Quân nói xong thì đi xuống cầu thang, bỏ qua hai người Chu Thường Hữu và Tiểu Tào. Đầu đường hối hả, cảnh tượng bận rộn, Vương Tử Quân cất bước trong lá vàng mà vô tình cảm thấy tâm tư sát nhập vào trong thế giới này. Vương tử quân đi trên một con đường nhỏ qua khu chợ, hắn đi rất tùy ý, con đường nhỏ này cũng không quá ngăn nắp, hàng hóa bày bán ra đến tận giữa đường. Vương tử quân nhìn những món hàng thập niên 90 mà thấy rất thân thiết, nhưng cũng có cảm nhận chúng nó khá lạc hậu. Mau đến đây xem hàng, mau đến xem, nếu đến chậm sẽ không còn món tốt, đi qua ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Đúng lúc vương tử quân đi dạo không có mục đích thì những tiếng giao lớn hấp dẫn lực chú ý của hắn, Tiếp trước phương tử quân ngã ngựa trên con đường làm quan, thế cho nên tâm tư chuyển rời sang những phương diện khác, mà siêu tầm đồ cổ cũng là một trong những thứ mà hắn yêu thích. Lúc này nghe thấy tiếng giao là biết có người bán đồ cổ, dù biết đồ giả nhiều hơn thật nhưng cũng muốn đến xem như thế nào. Vương tử quân dừng bước trước một quầy hàng nhỏ, chỉ là một mảnh vải đỏ trải ra lề đường, bên trên bầy đầy chai lọ. Hắn đưa mắt nhìn, sau đó nở nụ cười. Quả nhiên không ngoài dự đoán của vương tử quân, Tất cả đều là hàng nhái, chỉ có hai món hàng có vẻ là thật, chính là hai món đồ sứ cuối nhà thanh, cũng không bán được bao tiền. Vương tử quân chợt có ý nghĩ, hắn cũng không hào hứng mua đồ sứ, vậy là định quay đầu bước đi, đúng lúc một âm thanh êm ái vang lên bên tai. "Ông chủ, vật này giá bao nhiêu?" Giọng điệu này sao nghe thấy quen như vậy, Vương tử quân không tự chủ được phải quay đầu lại nhìn, đúng lúc bắt gặp một cô gái mặc đồ thể thao màu trắng, cô nàng đang cúi người trước một quầy hàng trong tay cầm một chiếc đĩa rất đẹp, nàng khẽ hỏi ông chủ quầy hàng có lẽ hơn 30 tuổi. Một ngàn hai, ông chủ quầy hàng nhỏ gầy với bàn tay hun khói ố vàng dùng giọng nghiêm trang nói. Em gái thật sự có ánh mắt, món đồ sứ này chính là một trong những món được truyền ra từ trong cung thời Khang Hy nhà Thanh, nghe nói năm xưa nó được dùng để các vị khách dùng cơm. Chủ quầy nói rồi để lộ ra một cặp răng cửa vàng rất lớn, giọng điệu nói có sách mách có trứng, rất có phong cách. Một ngàn qua đắt, đây chỉ là một chế phẩm hàng nhái, giá cao lắm chỉ 50 đồng. Cô gái có giọng nói rất dịu dàng nhưng khi trả giá thì thật sự rất sắc sảo, cay độc. Vương tử quân đứng bên cạnh nở nụ cười mà không lên tiếng, cô gái quay đầu lại nhìn thoáng qua, vương tử quân lập tức nhận ra đối phương, đây không phải là cô gái tiếp tân xinh đẹp ngồi trên bàn nơi trú ngụ của đám người tập đoàn chính hồng sao. Dù lúc này nàng đã thay trang phục và không còn bộ dạng giỏi giang như trước, nhưng một bộ đồ thể thao lại làm cho nàng trở nên có vẻ nhẹ nhàng và vui vẻ. Vương Tử Quân đã phai nhạt ý nghĩ hợp tác với tập đoàn chính hồng, hắn xoay người chuẩn bị bỏ đi, vì đoạn đối thoại vừa rồi cũng đủ chứng minh cô gái kia giỏi siêu tầm, cũng không bị người ta lừa. Cô xinh đẹp như vậy sao lại đen tối như thế? Trả giá 50 đồng, không bằng cướp luôn đi. Nếu không thì thế này, tôi thấy cô vừa đến, hôm nay tôi cũng sảng khoái khai trương, quyết định giá 600 đồng chủ quầy nói rồi cầm lên một cái hộp, muốn dùng nó để đựng sản phẩm cho cô gái. Cô gái mặc đồ thể thao dùng ánh mắt chán ghét nhìn viên chủ quầy, sau đó nàng dùng giọng bực bội nói. Thôi, thứ này tôi từ bỏ. Cô gái nói xong thì đặt món đồ sứ trên bàn rồi chuẩn bị bỏ đi. Này, cô làm vỡ đồ sứ của tôi, bây giờ lại bỏ đi, cô muốn để tôi ăn không khí sống sao? Chủ quầy lên tiếng mắng, sau đó khẽ vung tay, món đồ sứ rơi xuống đất. Soảng. Một âm thanh giòn tan vang lên, món đồ sứ bị ông chủ quầy hất xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Tình huống này làm cho cô gái áo trắng đứng ngây người, khi chủ quầy chụp lấy tay nàng, đúng lúc này nàng mới phát hiện mình đụng phải một việc khó chơi. Này, thứ này giá một ngàn cô làm vỡ thì phải bồi thường tổn thất cho tôi. Trên mặt ông chủ quầy vẫn treo nụ cười, nhưng lúc này là nụ cười hung dữ. Đây không phải là làm thịt khách sáo nhì bộ dạng có vẻ rất bình thường của chủ quầy có lẽ không phải là lần đầu tiên làm thịt khách theo kiểu như vậy cô gái tên thanh uyển này tuy ăn nói dịu dàng nhưng thái độ lại không chút chịu thua nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông chủ quầy rồi nói món đồ xứ này là anh làm bể dựa vào cái gì bắt tôi bồi thường tôi cũng không dung túng cho anh chính mình ném bể đáng cười có kẻ nào tự ném bể món hàng của mình đây chính là món đồ truyền thừa của tổ tông nhà tôi cố ý ném vỡ nó sao? tôi là đứa phá ra như vậy à? chỉ có quỷ mới tin vào lời của cô. anh tự làm thì tự mình biết, cái đĩa này là do anh làm vỡ. thanh huyền tỏ thái độ cực kỳ kiên quyết. viên chủ quầy thấy thanh huyền có chút khó chơi thì giả vờ thở hồn hển, gương mặt trầm xuống, lại hư lạnh một tiếng. cô gái, nói cũng phải chú ý một chút. cô nói tôi làm bể, vậy cô có ai làm chứng? nhìn bộ dạng cô trắng trẻo xinh đẹp không ngờ bộ mặt thế này lại đi nói lời bịa đặt. Vẻ mặt Thanh Huyền chợt biến đổi, nàng chợt nhớ mình thật sự không có căn cứ hoặc người nào làm chứng, rõ ràng rơi vào tình huống bất lợi. Một ngàn hai đối với nàng cũng không đáng là gì, nhưng nàng cảm thấy bị người ta lừa gạt như vậy thật sự rất bất ức, ngược lại giống như chính mình làm việc gì trái với lương tâm vậy. Thanh Huyền nghĩ đến đây thì cắn chặt môi rồi trầm giọng nói. Dù anh có báo cảnh sát thì tôi cũng sẽ không bồi thường. Đó là cô nói đấy nhé, đừng có rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt. Tên chủ quầy vừa lên tiếng thì chợt nghe có người xen vào. Món đồ sứ này anh làm vỡ, tôi có thể làm chứng. Chủ quầy là một tên địa đầu xà ở chỗ này, thật sự có chút danh tiếng, tất nhiên chỉ nổi tiếng vì những trò lường gạt khách hàng, thật sự không ai trên con đường này dám động đến hắn. Chủ quầy nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân thì cũng không hề bối rối, hắn khẽ cười rồi trêu chọc này cậu em, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tốt, rất tốt, ông thích nhất là xem anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng ra ngoài lăn lộn cũng cần đến nhiều thứ khác, làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không dễ dàng gì. Lúc ông chủ quầy lên tiếng thì Thanh Uyển cũng đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, nàng thấy gương mặt kia có chút quen thuộc, trong mắt chợt bùng lên một luồng sáng. Bố mình vừa rồi còn nói ngày mai sẽ xuống xã Tây Hà Tử xem xét một chút, không ngờ mình lại gặp người ta ở chỗ này, nếu như mình có thể đưa hắn quay về không biết sẽ giảm đi cho bố bao nhiêu việc. Thanh Huyền nghĩ như vậy, sau đó chợt nhớ đến quyển sách kế hoạch mà mình đã đọc qua, không khỏi cảm thấy bội phục ánh mắt và tri thức của đối phương. Là anh. Thanh Huyền khẽ cười một tiếng với Vương Tử Quân, lúc này gương mặt tinh xảo giống như một đóa hoa bách hợp vừa hé nở, cực đẹp. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, vừa định lên tiếng thì đã nghe thấy chủ quầy lớn tiếng hô hào. Đánh người, có kẻ đánh người, bọn họ đánh vỡ hàng không bồi thường còn đánh người. Nhưng âm thanh sắc nhọn từ trong miệng chủ quầy vang lên, chỉ sau khoảnh khắc thì bốn phía đã xuất hiện một nhóm đàn ông vạm vỡ cao lớn, kẻ nào cũng ngậm điếu thuốc trên miệng, liên tục ở hơi, lại có tên vung tay lau nước miếng, đi đến với bộ dạng loạn trọng. Trên cánh tay đám người kia có xăm chữ nhẫn, lại có cả hình rồng phượng, nhìn qua thì biết ngay là dân anh chị. Đám người bán hàng rong bốn phía giống như đã quen với tình huống thế này, Ai cũng nhìn Vương Tử Quân và Thanh Uyển bằng ánh mắt đồng tình, nhưng sau đó cũng không tiếp tục xem xét, lo làm việc của mình, không ai mở miệng khuyên can. Chu lão tam lại muốn làm thịt người ta, như vậy cũng xem như cho cô cậu thanh niên kia một bài học về trường đời. Một người bán lạc luộc trên đường vừa đưa túi lạc cho khách vừa nói chuyện với một người bán hàng rong ở bên cạnh. Người bán hàng rong bên canh khẽ gật đầu, cũng không mở miệng, nhưng ánh mắt sợ hãi lại nói lên tất cả chu lão tam, có chuyện gì sao? Tên đàn ông vạm vỡ đầu bóng đi đầu ném điếu thuốc trong miệng xuống đất, sau đó lão đảo nói. Ô đại ca, anh cần phải làm chủ cho tôi, đôi gian phu dâm phụ này đánh vỡ món đồ cổ của tôi mà không chịu bồi thường, còn nói bảo bối do chính tôi làm vỡ. Các vị đến đây phân xử dùm tôi, thiên hạ này rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng những món đồ cổ này là thịt da của tôi, ngay cả lúc ngủ tôi cũng ôm nó vào trong chăn, tôi sẽ làm vỡ nó sao? Chu lão tam cũng không biết như thế nào mà mới mở miệng đã gọi Vương Tử Quân và Thanh Huyền là cặp gian phu dâm phụ, điều này làm cho vẻ mặt hai người chợt biến đổi. Vương Tử Quân nhìn tình hình trước mắt, trong lòng thầm suy nghĩ đối sách. Tuy loại côn đồ này căn bản không đáng quan tâm, thế nhưng ở thành phố này, chút danh tiếng bí thư đảng ủy xã của hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Anh làm ơn ăn nói sạch sẽ một chút. Thanh Huyền chỉ vào mặt Chu lão tam rồi lạnh lùng nói: Thế nào? Dám làm không dám chịu sao? Hai người lúc vừa mới đến đã ôm ấp sờ mó nhau, còn không phải là đôi gian phu dâm phụ. Nếu là xử nữ thì nơi này cũng có thêm một cái đền thờ. Thanh Huyền nào là đối thủ của một Chu lão tam lăn lộn bên đường bao năm? Hắn chỉ cần nói vài câu đã ép Thanh Huyền phải nuốt lời vào bụng. Các anh em nhìn xem, con đàn bà này đã đỏ mặt như vậy rồi, rõ ràng là ngủ với người ta còn giả vờ trong trắng, ha 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 một đám đàn ông đứng với nhau thì chỉ có một câu chuyện làm cho tất cả đều sảng khoái vui vẻ chu lão tam vừa nhắc đến đúng vấn đề thì lập tức có kẻ dùng giọng vô xỉ lên tiếng rồi ôm bụng cười vang một tên ưỡn ngược đi đến trước mặt thanh Huyền rồi nói hừ để anh tự xuất mã xem sao anh thấy tiểu tử này có vẻ mềm yếu không được phong độ như anh đâu gương mặt vương tử quân càng thêm âm trầm một cảm giác tức giận bùng lên tuy hắn lúc này đã thật sự không quan tâm đến vài việc vặt Thế nhưng những chuyện thế này cũng không bao hàm vào bên trong. Anh nói gì? Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu lão Tam rồi nói. Sau 2 3 tháng làm bí thư đảng ủy xã thì làm cho trên người Vương Tử Quân chợt bùng ra khí thế khó phát hiện, dưới khí thế đó Chu lão Tam cũng phải lui về phía sau 2 3 bước. Anh, anh. Dưới quan uy của Vương Tử Quân, Chu lão Tam lại trở nên lắp bắp. Hừ, tiểu tử thối, còn dám uy hiếp người khác. Lão Tam món đồ sứ của mày giá bao nhiêu? Tên đàn ông dẫn đầu đám người cũng có chút nôn nóng, sau đó đưa mắt nhìn chu lão tam rồi khẽ nhắc nhở. chu lão tam cũng là một tên xã hội đen, thấy đồng bạn nói như vậy thì cảm thấy rất mất mặt, trong miệng thầm oán một câu, sau đó lớn tiếng nói. Ô đại ca, bắt bọn họ trả hai ngàn đồng, nếu không có hai ngàn thì đừng hòng được đi. Hai ngàn, thế này đi, chú bỏ ra một ngàn rồi tranh thủ thời gian cút đi, còn con bé này ở lại theo anh em đi chơi một lát chỉ là uống chút rượu ôm vào vũ trường nhảy vài bài mà thôi xem như mọi việc dừng lại ở đây ô đại ca đánh giá thanh uyển vài lần trong mắt bùng lên ngọn lửa dục vọng khó thể che giấu vẻ đẹp của triệu thanh uyển vốn đã làm cho đám người này dục dịch trong lòng ngứa như mèo cào lúc này nghe thấy đại ca sắp xếp như vậy thì cả đám càng cười rộ lên một tên xăm chữ nhẫn trên tay lại gãi gãi đầu nói tiểu nha đầu đừng sợ Đợi đến khi uống rượu sẽ biết đại ca của các anh dịu dàng như thế nào. Vương Tử Quân vừa thấy tình huống này thì thầm kêu khổ, khi còn bé hắn đã theo ông nội học tập chút võ nghệ phòng thân, nhưng mục đích chủ yếu cũng chỉ là đề cao sức khỏe mà thôi, bây giờ hắn thật sự không nắm chắc có thể đối phó được với đám lưu manh này. Hắn biết nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian thì sẽ có kết quả không tốt, thế là vô thức nhích lại gần Triệu Thanh Uyển, đúng lúc một mùi hương nhàn nhạt từ trên người nàng bùng vào mũi hắn. Nhà đầu Triệu Thanh Huyền này không hổ danh là đến từ Hong Kong, mùi nước hoa thật sự rất thơm. Chỉ sau nháy mắt Vương Tử Quân đã ném chuyện nước hoa sang một bên, hắn khẽ nói với Triệu Thanh Huyền. "Cô chạy trước đi, tìm cảnh sát đến cứu tôi." Triệu Thanh Huyền vốn đang tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng bừng, nàng chợt nghe được lời sắp xếp của Vương Tử Quân, thế là khẽ giật mình, khi nàng chuẩn bị lên tiếng thì tên đàn ông được gọi là Ô đại ca đã vung tay về phía bên này. Vương tử quân nhìn lướt qua bàn tay của đối phương, hắn có hơi trầm ngâm, sau đó một đấm được tung ra nhằm vào mắt ô đại ca. Ô đại ca hoành hàng ngang ngược đã quen, nào nghĩ vương tử quân hào hoa phong nhã sẽ không nói nhiều mà trực tiếp ra tay. Thế là một đám của vương tử quân phóng đến, ô đại ca chỉ cảm thấy mắt mũi tối sầm, bầu trời đen kịt. Ôi, đau chết mất, các anh em, nó dám ra tay, đánh chết nó cho tao. Ô đại ca vừa ôm lấy mắt vừa thở hổn hển nói đám chu lão tam đều đi theo ô đại ca để kiếm ăn bây giờ thấy đại ca bị đánh thì nhanh chóng vung nắm đấm tiến lên vương tử quân thấy sáu bảy tên đàn ông vạm vỡ xông lên thì thầm cười khổ xem ra trận đòn đầu tiên của mình sau khi trọng sinh sắp bắt đầu vương tử quân nghĩ đến tình huống mình đã chỉnh hợp được nhiều sự việc xảy ra ở xã tây hà tử nhưng bây giờ lại bị vài tên côn đồ thu thập hắn thầm cười khổ nhưng cuối cùng cũng phải tung nắm đấm nghênh đón này sao cô còn chưa đi khi vương tử quân muốn tiến lên thì phát hiện triệu thanh uyển vẫn còn đứng bên cạnh không nhúc nhích trong lòng thầm than một tiếng mình trăm phương ngàn kế tạo điều kiện cho nàng chạy trốn nàng lại đứng yên như không có chuyện gì xảy ra đừng cho con nhỏ kia bỏ chạy ô đại ca cũng lớn tiếng gào lên sau đó dùng một tay bụng mắt rồi cất bước chạy về phía thanh uyển lúc này vương tử quân cũng phát hiện mình không thể nào giúp gì được cho triệu thanh uyển vì ba tên đàn ông đang đánh mạnh về phía hắn Vương Tử Quân trước nay chỉ học tập vài bộ võ thuật rèn luyện sức khỏe, bây giờ bị đối phương tấn công, cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ mà thôi. Khi nắm đấm chuẩn bị đánh lên người Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy có một bóng người lóe lên, hắn còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì hai tên vừa xông đến đã ngã lăn ra, tên thứ ba bị đá vào bụng. Tên đàn ông kia có hơi gầy, bị một đá vào bụng thì liên tục lui ra phía sau 4-5 bước, đặt mông ngồi xuống thì không thể đứng lên. Đám côn đồ lúc này mới chợt nhận ra cô gái kia có công phu đánh đấm, đám người đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng và rất dữ tợn của Triệu Thanh Uyển, trong lòng đám người vốn có ý nghĩ tiến lên chiếm chút tiện nghi, bây giờ kẻ nào cũng ngây cả người. Chúng mày đúng là không ra gì, không làm gì được một con đàn bà sao? Lên cho. Ô đại ca còn chưa kịp nói xong thì Triệu Thanh Uyển đã vọt đến, chân dài vung ra, chỉ sau một lát thì đám người Chu lão tam đã bị đánh ngã lăn lộn. Chiếc cổ trắng của Triệu Thanh Uyển vì tức giận mà đỏ ửng, nàng khẽ phủi tay, lại lấy khăn giấy ra lau sạch tay. Vương tử quân ngây người nhìn chân chối, cảm thấy đầu mình phình ra, hắn đang chuẩn bị cứu mỹ nhân, không ngờ lại là mỹ nhân cứu mình. Ô đại ca không quan tâm đến việc che mắt, hắn dùng ánh mắt không tin nhìn đám đàn em đang rên rỉ trên mặt đất, sau đó hắn chỉ tay vào người Triệu Thanh Uyển rồi nói. Cô, cô biết võ thuật? Không biết, nhưng làm tổ sư gia của anh vẫn là dư sức. Triệu Thanh Uyển vừa nói vừa đi về phía Ô Đại ca. "Không cần đến đây, tôi nói cho cô biết, đừng đến đây." Ô Đại ca trừng cặp mắt đỏ bừng, hắn từng bước lui về phía sau, ngón tay chỉ vào Triệu Thanh Uyển rồi hô lớn. Ô Đại ca bây giờ tuy có biểu hiện dương nanh múa vuốt nhưng dù ai nhìn vào cũng biết đã là ngoài mạnh trong yếu. Phải biết rằng mới trước đó Triệu Thanh Uyển còn là một cô gái yếu ớt, nhưng bây giờ tình huống đã ngược lại. Triệu Thanh Uyển dùng ánh mắt như cười như không nhìn Ô Đại Ca, vừa rồi Chu lão tam dám nói năng bậy bạ, nàng đã xem như phát tiết xong. Nhưng nàng cũng không định buông tha cho Ô Đại Ca này, nàng phải cho hắn một bài học. Các người làm gì vậy? Dừng tay lại cho tôi. Khi Triệu Thanh Uyển chuẩn bị ra tay thì hai tên cảnh sát chạy đến, tên cảnh sát đi phía trước nhìn thoáng qua Triệu Thanh Uyển và nhóm người Ô Đại Ca, sau đó lớn tiếng quát. Ô Đại Ca giống như một thiếu nữ bất lực bây giờ thấy các đồng chí cảnh sát đi đến thì càng giống như thấy được cứu tinh, hắn thất thểu chạy đến nói. Đồn trưởng Tần, anh nên làm chủ cho tôi. Đồn trưởng Tần hình như rất thân thuộc với ô đại ca, hắn nhìn ô đại ca rồi cười hì hì hỏi. Anh ô, đây là trò gì vậy? Đồn trưởng Tần, bọn họ đánh vỡ đồ sứ của chúng tôi mà không bồi thường, còn ra tay đánh người, rõ ràng là trà đạp pháp luật, anh nên làm chủ cho chúng tôi. Ô đại ca học được từ phim Hong Kong một câu trả đạp pháp luật, lần này nói ra xem như phát huy công dụng. Được. Đồn trưởng tần vỗ vai của ô đại ca rồi đi về phía vương tử quân và triệu thanh huyền. chương 117, không sợ bị người lợi dụng, chỉ sợ vô dụng. Vương tử quân nghe giọng điệu của viên cảnh sát mà thầm cảm thấy không tốt, xem ra người này thường được nhóm ô đại ca nịnh bợ, nếu trông mong người này có thể xử lý công bình là không thể nào. Đập vỡ đầu cổ của người ta, còn đánh người gây thương tích hai người thật sự quá kiêu ngạo đồn trưởng tần đi đến trước mặt vương tử quân và triệu thanh uyển hắn dùng ánh mắt đánh giá hai người một lượt sau đó dùng giọng nghiêm nghị nói anh cảnh sát cái đĩa này là do chính anh ta làm vỡ mà bọn họ cũng là người ra tay đánh người trước có lẽ triệu thanh uyển chưa từng thấy tình huống cảnh sát và trộm cướp cùng một nhà ở trong nước thế cho nên khờ giải giải thích cho đồn trưởng tần đồn trưởng tần ngài đừng nghe lời cô ta ngài có thể hỏi khắp bốn phía, rốt cuộc là ai ra tay trước. Vẻ mặt ô đại ca rất uất ức, hắn đưa mắt nhìn khắp bốn phía, đám anh em bị đánh ngã trên mặt đất bắt đầu rên la đau đớn. Đám tiểu thương đang đứng xem náo nhiệt ở bốn phía thường ngày cũng bị đám người này ức hiếp, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, nào có tâm tư lo chuyện của người ta. Tất nhiên càng không muốn gây họa cho mình. Câu nói của ô đại ca giống như là lời nhắc nhở đồn trưởng tần, hắn nhìn về phía triệu thanh uyển rồi cười hì hì nói. Hai bên các người ai cũng cho rằng mình đúng, tôi không thể nghe các người nói xuông được, thế này đi, ai là nhân chứng? Được, tôi tìm nhân chứng cho anh. Triệu Thanh Uyển căn bản không phát hiện ra vẻ mặt của đám người chung quanh đã biến đổi, nàng nghĩ vừa rồi sự việc xảy ra có không ít người thấy rõ ràng, chỉ cần bọn họ đứng ra nói vài câu, không phải sự việc đã xong sao? Vương Tử Quân muốn ngăn cản Triệu Thanh Uyển nhưng trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn nuốt lời vừa định nói vào trong miệng. Chú Vừa rồi chú đã thấy rõ tất cả tình huống phát sinh, chú có thể làm chứng cho cháu chứ? Triệu Thanh Uyển đi đến một quầy hàng bán vật phẩm trang sức, nàng nói rõ ràng với ông chủ quầy. Người đàn ông trung niên kia đang đứng xem náo nhiệt, không ngờ Triệu Thanh Uyển lại rõ ràng chạy đến tìm mình làm chứng, hắn thầm ngẩn ngơ, gương mặt lại tỏ ra khó xử. Hắn mở quán cũng vì muốn nuôi các miệng ăn trong nhà, nếu đứng ra làm chứng thì sau này khỏi bán buôn gì cả. Tôn lão tứ, vừa rồi anh cũng có mặt đã thấy rõ ràng anh nói xem rốt cuộc là lỗi của ai khi người đàn ông trung niên kia tỏ ra do dự thì ô đại ca đã đứng lên hỏi ngược lại đồn trưởng tần đã sớm quen với những chuyện như thế này thế cho nên hắn chỉ đứng nhét hai tay vào túi quần căn bản không quá quan tâm tôn lão tứ vốn là người thật thà chất phác vừa nghe ô đại ca hỏi như vậy thì trong lòng thầm thở dài một hơi thầm nghĩ cô gái trẻ cuộc sống kẻ ác làm loạn vì kiếm miếng cơm ăn nên tôi chỉ có thể làm trái lương tâm mà thôi." Thế là hắn lẩm bẩm nói. "Đồn trưởng tân, là thế này, cô gái này làm vỡ món đồ cổ của Chu lão tam, còn ra tay đánh người." Triệu Thanh Huyền giật mình nhìn gương mặt căng phồng và đỏ bừng của Tôn lão tứ, nàng thật sự khó thể tin, vì sao đối phương lại nói lời bịa đặt như vậy? "Ông, sao ông có thể nói như vậy?" Triệu Thanh Huyền chỉ vào Tôn lão tứ, âm thanh có chút run rẩy. Tôn lão tứ cúi đầu không lên tiếng. Ha ha ha, Đồn trưởng Tần, ngài cũng thấy rồi đấy, hàng xóm láng giềng đã chứng minh rồi, là bọn họ đánh vỡ món đồ cổ của Chu lão tam, sau đó còn ra tay đánh người. Cảnh sát các anh cũng không thể để mặc cho loại khách hàng bá vương này muốn làm gì thì làm được. Ô đại ca liếc xéo sang Triệu Thanh Uyển, trên mặt tỏ ra đắc ý. Đồn trưởng Tần đã gặp qua nhiều tình huống thế này, hắn nhìn Triệu Thanh Uyển và Vương Tử Quân, sau đó vung tay lên nói, hai người cũng thấy rồi đấy nhóm người này nói hai người đã ra tay tôi thấy cũng không phải chuyện gì lớn các người chỉ cần bồi thường những gì đã làm vỡ sau đó hai bên giảng hòa là xong không được tất nhiên là không được hầu như có hai người hô lên một người là triệu thanh huyền người sau đó là ô đại ca đôn trường tần ngài cũng không thể xử lý như vậy được chỉ sợ làm như vậy sẽ càng làm cho kẻ xấu thêm càn rỡ tôi đề nghị anh cẩn thận điều tra cho rõ ràng Triệu Thanh Uyển dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn Đồn Trưởng Tần, sau đó kiên quyết nói. Vương Tử Quân nghe thấy lời nói của Triệu Thanh Uyển mà thầm nghĩ, cô gái này đúng là quá ngây thơ, cô nói như vậy chẳng phải mắng cảnh sát phá án không công bằng sao? Vừa rồi chỉ là tên Đồn Trưởng Tần kia thiên vị ô đại ca, bây giờ chỉ sợ đối phương đã đứng luôn sang phía bên kia rồi. Chỉ là Vương Tử Quân cũng không ngăn cản, hắn cũng không lo lắng đến an toàn bản thân của mình và Triệu Thanh Uyển, lúc cần thiết dù với thân phận của hắn hay là của triệu thanh huyền việc nhỏ này cũng có thể dễ dàng được xử lý ơ ờ, vậy theo cô thì tôi đã xử lý không công bình như vậy thì được vậy cô theo tôi đến đồn công an đồn trưởng tần cũng không đứng đây nói nhiều lúc này triệu thanh huyền đã nói ra như vậy hắn cũng nổi giận thế là vung tay với tên cảnh sát sau lưng đưa đám người này đi vương tử quân nhìn vào hành động của đồn trưởng tần thì biết đối phương không có thiện ý hắn cũng không muốn rông dài, chỉ khẽ đi đến bên cạnh đồn trưởng tần rồi nói. Đồng chí cảnh sát, chuyện này rốt cuộc là có gì xảy ra thì anh đã rõ mà tôi cũng rõ, tôi thấy hay là chúng ta nên đi đường của mình. Đồn trưởng tần đang nổi nóng, hắn nhìn vẻ mặt không cho là đúng của vương tử quân rồi cười lạnh nói. Tất cả đi theo đường của mình, anh nói có vẻ dễ dàng nhỉ đã đập đồ cổ của người ta còn ra tay đánh người, loại người bại hoại như các người nếu như không sửa trị một phen, tôi sao có thể tiếp tục quản trị an, mời anh phối hợp với công tác của tôi. Tên Đồn trưởng Tần vừa nói vừa lấy ra một bộ còng sáng loáng. Thế nào, anh muốn còng tôi lại sao? Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đồn trưởng Tần, trong lòng hắn thầm nổi giận. Lúc đầu hắn còn có chút tâm tính đồng tình với chuyện đám du côn lưu manh cấu kết với đồn công an nhưng bây giờ tất cả đã biến thành trầm trọng, trong lòng càng thêm chán ghét, tâm tư của hắn cũng bừng lên, những việc này xảy ra nên cho đối phương một bài học. Đồn trưởng Tần bị một tên thanh niên ép hỏi trước mặt bao nhiêu người, hắn chợt nổi giận thêm vài phần, lúc này cười lanh một tiếng nói. Tôi không những muốn bắt anh, còn muốn bắt cả hai người các anh, thanh niên không lo học tập mà đến đây đánh nhau ẩu đả, đi, theo tôi về đồn một chuyến. Đồn trưởng Tần vừa nói vừa nhanh chóng còng tay vương tử quân lại. Đây là lần đầu tiên vương tử quân bị còng tay trong hai kiếp người, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ lạnh lẽo, sau đó ném cho viên cảnh sát kia một nụ cười khinh thường. Điều này càng làm cho viên cảnh sát thêm tức giận, thế là hắn cũng không thương hoa tiếc ngọc, hắn đi đến trước mặt Triệu Thanh Uyển rồi lớn tiếng nói. Vươn tay ra, Triệu Thanh Uyển siết chặt hai nắm đấm, gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng, nhưng cuối cùng nàng cũng rỗi hai bàn tay trắng nõn ra. Một bộ còng tay được dùng để còng hai người Vương Tử Quân và Triệu Thanh Uyển, khoảnh khắc này Triệu Thanh Uyển và Vương Tử Quân không khỏi đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng di chuyển ánh mắt, cũng không ai nói lời nào nàng phát hiện nụ cười xấu xa của vương tử quân giống như một đứa bé thật xin lỗi tôi đã làm liên lụy đến anh triệu thanh huyền nhìn thoáng qua vương tử quân rồi dùng giọng xin lỗi nói vương tử quân mỉm cười rồi nói không có gì thật ra chỉ làm cô chê cười mà thôi vì là người trong cuộc nên ô đại ca chủ động đi giết giặc cùng đồn trưởng tần đi về đồn công an ha ha không ngờ cặp cầu nam nữ các ngươi vẫn còn tỏ ra rất vui vẻ các người đã vui vẻ như vậy, như vậy anh em sẽ giúp cho một tay. Ô đại ca nói rồi khẽ huyết một cái lên người vương tử quân. Nếu nói về sức khỏe thì vương tử quân thật sự không kém ô đại ca, thế nhưng tên kia tiến lên huyết một cái đúng lúc hắn không đề phòng, hơn nữa còn bị còng với triệu thanh huyền, cũng căn bản không thể nào lui ra vài bước để đứng vững. Lúc này hắn bị đẩy, cơ thể lảo đảo ngã về phía triệu thanh huyền. Hai cơ thể chạm vào nhau, Vương Tử Quân vì biên độ quá lớn mà bổ nhào vào cơ thể mềm mại của Triệu Thanh Huyền. Triệu Thanh Huyền cũng muốn dùng tay kia đỡ lấy Vương Tử Quân, thế nhưng cơ thể của Vương Tử Quân khá cao và cũng khá mạnh mẽ, nàng chợt xấu hổ phát hiện ra mình lại bổ nhào vào lòng hắn, lúc này hắn cũng đang nhìn nàng. Vất vả lắm hắn mới đứng vững được cơ thể, nhưng sau đó lại phát hiện một tay mình chống bên hông Triệu Thanh Huyền. Đột nhiên Vương Tử Quân cảm thấy rất vui vẻ, chỉ cảm thấy cơ thể và nội tâm tràn đầy lực lượng, lực lượng này bắt đầu bùng lên giống như ngọn lửa cắn nuốt tinh thần của hắn. Lúc này vương tử quân nói với mình, hắn không phải là thần, hắn là người, mình không phải là quân tử, mình là một người đàn ông, thế là bàn tay không khỏi giữ nguyên vị trí. Khi vương tử quân đang suy nghĩ miên man, đúng lúc này nhiều năm tu dưỡng chợt làm hắn bùng tỉnh và cảm thấy có gì đó không đúng, hắn cảm thấy bàn tay giống như đang đụng vào thứ gì đó nóng hổi, vì vậy vội vàng bỏ tay ra khỏi eo triệu thanh uyển. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Gần đây vương tử quân là một kẻ trọng sinh rất chấn định tự nhiên, lúc này hắn mới ý thức được mình đã thất thố, hắn đưa mắt nhìn gương mặt dịu dàng của Triệu Thanh Uyển, liên tục tạ lỗi. Nếu so sánh với vương tử quân thì Triệu Thanh Uyển càng thêm mẫn cảm, tất nhiên nàng sẽ cảm giác được bàn tay của vương tử quân vừa rồi có hơi dừng lại, thế là gương mặt của nàng chợt đỏ bừng lên, nàng nhìn vương tử quân đang liên tục xin lỗi mà cười xì một tiếng. Bí thư vương lúc này đang vội vội vàng vàng cũng chỉ có thể nhếch miệng cười ngây ngô, hắn cũng không biết mình nên làm gì cho tốt. Đồn trường tần, anh thấy chưa? Cặp cầu nam nữ này đến bây giờ vẫn còn không quên liếc mắt đưa tình, tôi thấy không bằng đưa cặp gian phu dâm phụ này ra ngoài phố để người người thưởng lãm. Ô đại ca dùng ánh mắt ghen ghét nhìn qua vương tử quân, trong lòng thầm nghĩ, tên kia thật sự chiếm được tiện nghi. Đồn trưởng tần tuy có thiên hướng về ô đại ca, thế nhưng vì trở ngại kỷ luật công tác, cũng không dám làm quá phận, chỉ hừ một tiếng mà không nói gì. Chỉ một lát sau xe cảnh sát đã chạy đến đồn công an, tên cảnh sát trẻ tuổi vung tay lên với hai người Vương Tử Quân. Hai người theo tôi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vương Tử Quân và Triệu Thanh Huyền được viên cảnh sát kia dẫn đến một gian phòng, sau đó đối phương nói một câu ngồi đây suy nghĩ cho chín chắn rồi bỏ đi. Trong phòng chỉ có một cái ghế, hai người ngồi sát bên nhau vừa rồi triệu thanh huyền và vương tử quân cũng có tiếp xúc nhưng chỉ là va chạm bất ngờ mà thôi bây giờ hai bên thật sự tiếp xúc với nhau cũng có chút khó xử vương tử quân nhìn triệu thanh huyền cắn chặt môi hắn nào không biết đối phương đang nghĩ gì thế là hào phóng gật đầu với triệu thanh huyền cô ngồi đi tôi đứng thôi anh cứ ngồi đi triệu thanh huyền cắn cắn môi rồi khẽ nói vương tử quân bật cười lớn tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi cô đi xa ngàn dặm từ Hong Kong đến tỉnh Chiết Giang, còn chưa kịp ngắm cảnh thì phải cùng tôi bị coi là tội phạm giải đi đến đây. Bây giờ tuy không thể nói là cùng chung sinh tử, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là cùng chung hoạn nạn phải không? Bây giờ cô cũng phải cho tôi cơ hội để biểu hiện phong độ chứ. Vương Tử Quân nói lời này chủ yếu muốn trêu chọc cho Triệu Thanh Uyển mỉm cười, tất nhiên hắn cũng thành công làm cho cô nàng nở nụ cười, vẻ xinh đẹp của nàng cũng làm hắn có hơi ngây người triệu thanh huyền được vương tử quân dùng những lời vui đùa an ủi cuối cùng nàng cũng ngồi xuống nhưng sau chốc lát thì nàng phát hiện hắn đứng còn phải nâng tay lên bộ dạng có hơi khó chịu một lát sau cũng khó thể tiếp tục triệu thanh huyền nhìn xuống chỗ ngồi của mình lại nhìn sang vẻ mặt khó chịu của vương tử quân nàng trầm ngâm trong chốc lát rồi nói anh ngồi một lát đi để cho tôi hoạt động cơ thể một chút vương tử quân nào không nhìn rõ mục đích của triệu thanh huyền tuy cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng phải cố gắng bảo trì vì chút phong độ đàn ông. Hắn khẽ phất tay với Triệu Thanh Uyển, sau đó dùng giọng bình tĩnh nói. Không cần, cô cứ ngồi đi. Triệu Thanh Uyển còn muốn khuyên vài câu, nhưng nhìn bộ dạng đứng thẳng người của Vương Tử Quân nàng biết dù mình có khuyên thì đối phương cũng sẽ không ngồi xuống. Nàng trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi đứng lên. Sao cô không ngồi? Vương Tử Quân chợt cảm thấy cánh tay nhẹ bẫng, Hắn nhìn về phía Triệu Thanh Uyển rồi khẽ cười hỏi: "Ngồi mệt quá, không bằng đứng." Triệu Thanh Uyển khẽ vung tay qua lại, giống như muốn hoạt động gân cốt. Hai người nói xong hai câu thì giống như cũng không còn lời nào để nói, thế là trong phòng chợt trở nên vô cùng yên tĩnh, giống như có thể nghe được tiếng hít thở của hai người. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu qua cửa sổ vào phòng, Vương Tử Quân đứng bên cạnh nhìn Triệu Thanh Uyển, gương mặt của nàng tinh tế như được điêu khắc. Ánh nắng mặt trời chiếu lên giống như là trong suốt vậy. Vương tử quân có chút thất thần, hắn lúc này bắt đầu hoài niệm về chiếc điện thoại của kiếp trước, chỉ cần bây giờ có điện thoại, mình chỉ cần gọi điện thoại đi là xong việc. Nhưng đáng tiếc là hai người không có điện thoại, chỉ có thể đứng chờ như thế này mà thôi. C. Triệu Thanh Huyền chợt nở nụ cười, trong miệng nói: "Hai chúng ta thật ngốc, cái ghế này rõ ràng có thể cho hai người ngồi nhưng lại cứ muốn đứng, không phải đang làm khó chính mình sao?" Triệu Thanh Huyền mặc một bộ đồ thể thao lại ngồi xuống ghế, sau đó nở nụ cười hào phóng với Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân có chút do dự, hắn cũng ngồi xuống. Ghế không lớn, dù hai người cố gắng thu rút cơ thể của mình nhưng chuyện tiếp xúc là khó tránh khỏi. Dù Triệu Thanh Huyền vừa nói những lời sảng khoái, nhưng bây giờ nàng cảm thấy mông của mình ma sát với mông của Vương Tử Quân, thế là gương mặt mềm mại không khỏi ửng hồng. Gần đây nàng rất kiêu ngạo vì dáng người khiêu gợi của mình, nhưng bây giờ nàng hy vọng mông của mình có thể nhỏ đi một chút. lúc này nàng cảm thấy rất ngại ngùng, đành phải cuộn người lại như sợ lạnh, môi cũng khô nứt. từ sáng đến giờ nàng còn chưa uống một ngụm nước nào. triệu thanh huyền nghĩ đi nghĩ lại rồi chợt nghĩ đến đám lưu manh bên ngoài, gương mặt xấu hổ lại có hơi đỏ lên. nàng cảm thấy vị đồn trưởng đồn công an này rất kỳ quái, đã ép tội cho nàng. lúc này gương mặt có hơi đỏ đã trở nên trầm trọng. sau một lúc lâu suy nghĩ rằng co thì nàng cũng không còn chút nhiệt tình dứt khoát nhắm mắt lại, cũng không muốn nói chuyện, cũng yên tâm dựa lên người vương tử quân, coi như mất đi sức nặng toàn thân. Triệu Thanh Uyển lúc này đang nghĩ điều gì thì vương tử quân sẽ không thể biết được, nhưng lúc này hắn nghiêng mắt nhìn, cảm nhận được một mùi thơm thấm đẫm ruột gan, rõ ràng mùi hương trên cơ thể nàng lại tiếp tục tập kích hắn. Vương tử quân đành phải dùng tính giai cấp của mình để nghiêm khắc áp chế những dục dịch trong lòng. Tuy hắn cảm thấy mình chỉ có chút hảo cảm với Triệu Thanh Uyển, chưa nói đến yêu mến, càng chưa nói đến chuyện yêu say đắm, nhưng một mỹ nữ xinh đẹp và thơm nồng như vậy dựa sát ở bên cạnh, nếu như anh có thể nói mình có thể chuyên tâm, như vậy mới là không bằng cầm thú. Chỉ một lát sau trên trán của vương tử quân đã vã ra một tầng mồ hôi, hắn cảm thấy nếu cứ ngồi như thế này còn thật sự còn chịu tội hơn so với khi đứng, nhưng nếu đứng lên thì không phải giấu đầu hở đuôi sao. Khi tâm tư của hai người đang phát triển theo mỗi hướng khác nhau thì một viên cảnh sát trẻ tuổi đi đến, Hắn đưa mắt nhìn về phía hai người Vương Tử Quân, tất nhiên ánh mắt sẽ chĩa vào Triệu Thanh Huyền nhiều hơn là Vương Tử Quân. Các người suy nghĩ kỹ chưa, bồi thường tiền hay tiếp tục ngồi lại? Viên cảnh sát nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng không chút quan tâm nói. Bồi thường tiền, chúng tôi bồi thường tiền. Vương Tử Quân đã sớm có tính toán, hắn chỉ chờ đối phương hỏi như vậy mà thôi. Tên cảnh sát trẻ tuổi cũng không cảm thấy bất ngờ trước đáp án của Vương Tử Quân, lú này hắn lạnh giọng nói. Các người làm vỡ một món đồ cổ phải bồi thường 2.000, đánh người bồi thường 2.000 tiền thuốc men, làm rối loạn trật tự trị an phạt 1.000, tổng cộng là 5.000, giao ra thì các người được đi. Cái gì, chỉ là một sự kiện oan uổng mà bắt phạt 5.000. Đây cũng không phải là con số nhỏ, thời này tiền lương tiêu chuẩn tối đa cũng là 200 trở xuống. 5.000 đồng tương đương với thu nhập trong thời gian 2 năm. Đồng chí, chúng tôi chấp nhận nộp phạt, nhưng trên người chúng tôi cũng không mang theo nhiều tiền như vậy. Anh xem, có thể cho chúng tôi gọi điện thoại được không? Vương tử quân nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, sau đó hắn khẽ hỏi viên cảnh sát. À, anh chờ chút. Viên cảnh sát lên tiếng, sau đó đi lấy đến một chiếc điện thoại màu đỏ. Vương tử quân nhìn thoáng qua triệu thanh huyền, sau đó nói số điện thoại của khách sạn các người đang ở là thế nào? Triệu Thanh Huyền thuận miệng nói ra một dãy số, Vương Tử Quân tiện tay gọi điện thoại ra ngoài, chỉ sau khoảnh khắc thì bên kia đã có người nghe máy. Alo, là tập đoàn Chính Hồng phải không? Triệu Tiểu Thư bị bắt đến đồn công an, mời các anh nhanh chóng đưa tiền phạt đến chuộc người. Người ở đầu dây bên kia chính là bố của Triệu Thanh Huyền, là giám đốc Triệu của tập đoàn Chính Hồng, lúc này lão còn chưa biết con gái đi đâu, Bây giờ nghe con bị đưa vào đồn công an thì lập tức nóng lòng. Dù giám đốc Triệu đã cố gắng rèn luyện vị khuê nữ bảo bối này nhưng đến đây vẫn bị kéo về đồn công an. Là đồn công an nào, tôi sẽ đưa tiền đến. Giám đốc Triệu dù sao cũng là giám đốc Triệu, là người từng trải sóng gió, chỉ sau nháy mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. Là đồn công an đường gì? Tuy cách điện thoại nhưng Vương Tử Quân vẫn nghe thấy lửa giận ở phía bên kia, hắn nghĩ đến chuyện sắp xảy ra mà nở nụ cười vui vẻ viên cảnh sát thấy vương tử quân đặt câu hỏi thì dùng giọng không kiên nhẫn nói. Đồn công an đường Đông Phong. Vương tử quân cúp điện thoại, nụ cười trên khóe miệng càng thêm vui vẻ. Hắn không phải không có biện pháp xử lý tên đồn trưởng chỗ này, hắn chỉ cần gọi điện thoại cho bí thư tư pháp Giang Châu là đậu minh nhạc, như vậy đừng nói là đồn trưởng tân, dù là cục trưởng cục công an thành phố Giang Châu cũng phải chạy đến đây. Đến khi vương tử quân đặt điện thoại xuống thì Triệu Thanh Uyển mới kịp phản ứng vừa rồi anh gọi điện thoại cho bố tôi sao? Đúng vậy. Vương Tử Quân cười hì hì với Triệu Thanh Huyền. Giang Châu không phải địa bàn của tôi, chờ đến xã Tây Hà Tử thì tất cả đều có tôi. Viên cảnh sát thấy bộ dạng rõng rạc của Vương Tử Quân thì thầm mắng. Con bà mày chỉ biết mạnh miệng, tất cả đều có mày, có con khỉ. Chưa nói đến chuyện Vương Tử Quân và Triệu Thanh Huyền tiếp tục chờ đợi, lúc này bố của triệu thanh huyền đặt điện thoại xuống và cố gắng áp chế tức giận sau đó lão cầm điện thoại gọi đi tút 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 điện thoại vang lên ba tiếng chuông bên kia đã có người nghe máy một giọng nói nhiệt tình truyền đến giám đốc triệu tôi đang định gọi điện thoại cho anh tối hôm nay chúng ta đi ăn món cá yến nói cho anh biết đây chính là món đặc sản của chúng tôi lúc này lửa giận của giám đốc triệu giống như biến mất không còn lão chỉ khẽ cười rồi từ chối Cảm ơn ý tốt của Bí thư Hoàng, nhưng lúc này cá yến của anh tôi cũng không được ăn rồi. Tôi gọi điện thoại cho anh chủ yếu muốn hỏi một chuyện. Đầu dây bên kia nghe thấy giám đốc Triệu mở miệng từ chối thì giọng điệu trở nên bình thản. Giám đốc Triệu, có gì anh cứ nói, nhưng món cá yến này cũng khó thể bỏ qua được. Tôi đã nói với anh rồi, vì bữa cơm này mà tôi đã chuẩn bị cả ngày, anh cũng không thể không đến được. Tôi sẽ xem xét lại, Bí thư Hoàng, tôi ở chỗ các anh còn chưa quen muốn hỏi thăm anh, anh có biết đồn công an trên đường Đông Phong ở chỗ nào không? Con tôi bị bọn họ giữ lại, tôi đang chuẩn bị đưa tiền đến chuộc người. Giám đốc Triệu dùng giọng ôn hòa nói nhưng nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này ở trong khu văn phòng thị ủy Giang Châu, bí thư thị ủy Giang Châu là Hoàng Nham Bình với mái tóc bạc trắng cũng cúp điện thoại. Tất nhiên Hoàng Nham Bình nghe hiểu ý nghĩa lời nói của Giám đốc Triệu, lão nghĩ đến tình huống mình khổ sở mới kéo được chút quan hệ với đối phương, bây giờ lại bị đám cán bộ tuyến dưới chạy đến áp chế thần tài. Lão không thể không nổi giận, đúng là làm việc không thành công mà chỉ giỏi thất bại. Hoàng Nham Bình tâm tức, lão bấm sư đoàn trưởng, vừa nối thông đã mở miệng trách mắng ngay lập tức. Đậu Minh Nhạc, Ủy ban Tư pháp các anh làm ăn như thế nào vậy? chương 118, trồng cây ngô đồng làm phượng hoàng kéo đến. Trong văn phòng của đồn công an đường Đông Phong, đồn trưởng Tần và đám người ô đại ca đang đánh bài đồn trưởng tần cầm bộ bài trong tay mà rất hào hứng, hắn liên tục đặt cược, mà ô đại ca liên tục đặt cược theo nhưng gương mặt cũng dần xanh xám. Ôi, anh ô, lần này đa tạ, ha ha ha, chờ lát nữa tôi mời mọi người đi dùng cơm. Đồn trưởng tần dùng một tay vơ lấy tiền đặt cược ở chính giữa, sau đó cười lớn lên ha ha. Ô đại ca thầm mắng người này lòng tham không đấy, thắng nhiều như vậy mà vẫn còn cảm thấy chưa no, nhưng hắn vẫn dùng giọng chú ý nói. Đồn trưởng tần, xem anh kìa, ô đại ca tôi đã nói là làm, chút nữa xong việc sẽ mời anh em đi ăn cá muối, ngài đã từng thấy tôi nuốt lời bao giờ chưa? Đồn trưởng tần mời khách vốn cũng không óc vài phần thành ý, nhưng khi nghe ô đồng chí nói như vậy thì dùng giọng biết thời thế nói. Nếu anh ô đã có hào khí như vậy thì tôi cũng không thể nào phụ lòng được, anh mời dùng cơm mà cũng không thể nào dành trả tiền được. Đồn trưởng Tần vừa nói vừa nhìn thấy viên cảnh sát được mình phái đến để xem xét Phương Tử Quân và Triệu Thanh Huyền, hắn nhìn bộ bài trong tay rồi dùng giọng không đếm xỉa gì nói. Tiểu cổ, thế nào rồi? Đồn trưởng tần, còn có thể như thế nào nữa? Hai người kia đã hiểu siêu rồi, vừa nghe nói đến phương án bồi thường thì lập tức đồng ý ngay, vừa rồi đã gọi điện thoại về nhà, sẽ có tiền được đưa đến. Viên cảnh sát tiểu cổ cũng không quan tâm đến khí thế của hai người vương tử quân, bây giờ đồn trưởng hỏi thì dùng giọng chú ý trả lời. À, làm tốt lắm. Đồn trưởng tần khẽ gật đầu đắc ý, sau đó quay sang nhìn thoáng qua ô đại ca. Anh ô, bây giờ anh đã hài lòng chưa? Ha ha ha, ông đã nói rồi, đi theo ông sẽ tuyệt đối không bao giờ có hại. Ô đại ca vốn cho rằng lần này mình là kẻ bị hại nặng nề, nhưng vừa nghe thấy tiểu cổ nói như vậy thì mặt mày rạng rỡ, đám người lại bắt đầu đùa giỡn hi hi ha ha, lại bắt đầu xếp bài chuẩn bị chiến đấu. Hơn 10 phút sau, tiếng xe thắng gấp từ ngoài sân truyền vào, đồn trưởng tần nghe thấy âm thanh như vậy thì cười ha hả, sau đó phất phất tay giống như đã tính trước. Có lẽ là người đến, Tiểu Cổ, mau đi xử lý cho xong. Tiêu Cổ cũng không muốn đi, hắn muốn ở lại làm vài ván bài, nhưng thủ lĩnh phân phó cũng không thể không đi, thế là đồng ý một tiếng rồi đi ra ngoài. Ô đại ca nhìn Tiểu Cổ đi ra ngoài mà nói, Tiểu Cổ tuy đến chưa lâu nhưng lại rất thông minh. Ừ, Đồn trưởng Tần vừa sáo bài vừa dùng giọng rất có phong độ của lãnh đạo để bình phẩm. Tiểu Cổ rất tốt có thể bồi dưỡng. Tiểu cổ đi ra khỏi văn phòng đồn công an, trong lòng thầm xem xét nên làm thế nào để kiếm được chút đỉnh từ hai kẻ gây rối, ít nhất cũng phải vung vài đao lên người hai tên gây rối kia, cũng coi như có được vài đồng cho vui. Người các anh bắt đang ở đâu? Một âm thanh tràn đầy tức giận vang lên, tiểu cổ vừa đi ra ngoài sân thì âm thanh này đã vang dội trong óc. Tiểu cổ thật ra chỉ là cảnh sát hỗ trợ mà thôi, chỉ có thể là chó vẫy đuôi trước đám cảnh sát chính thức như đồn trường tân, nhưng hắn cũng không phải là một kẻ thấp kém lúc này nghe thấy người nhà của đối phương kêu gào kiêu ngạo như vậy hắn chợt nổi giận và lớn tiếng khiển trách anh nói gì vậy nơi này là tiểu cổ nói và nhanh chóng câm lặng vì hắn thấy người đàn ông trung niên vừa lên tiếng không những quen mặt hơn nữa những vị cảnh sát với quân hàm trói mắt ở sau lưng người đàn ông kia càng làm cho hắn hoa cả mắt đậu minh nhạc cũng căn bản không có thời gian quan tâm đến tiểu cổ vẻ mặt lão nhanh chóng trầm xuống lão chỉ tay về phía tiểu cổ đang luống cuống tay chân rồi quát lên người các anh bắt đang ở đâu phòng giam giữ dưới quan uy của đậu minh nhạc tiểu cổ thật sự có chút sợ hãi hắn vội vàng nói ra địa điểm giam giữ vương tử quân và triệu thanh uyển nghe nói thương nhân hong kong đến đầu tư bị giam trong phòng đậu minh nhạc thầm căm hận anh hoàng vất vả lắm mới có thể mời khách muốn để cho bọn họ đầu tư ở giang châu chuyện này đã được nói ra ở hội nghị thường ủy cũng được đặt lên độ cao chính trị con bà nó khốn nổi đám cán bộ bên dưới lại không có mắt chính khối công tác mình được phân công quản lý lại chọc ra thiêu thân con bà nó đám bắt con gái của thương nhân nổi tiếng hong kong vào nhốt trong phòng giam ở đồn công an nếu như vị thương nhân hong kong này rộng lương một chút còn dễ nói nếu như người ta nổi giận mà vỗ mông bỏ đi như vậy dựa vào tính cách của anh hoàng sẽ không vỗ bàn chửi chó má với mình trên hội nghị thường ủy sao đậu minh Nhạc cũng căn bản không nhìn sang tiểu cổ Lão quay đầu dùng ánh mắt hung hăng nhìn vài tên lãnh đạo cục công an đi theo phía sau, sau đó xoải bước đi về phía phòng câu lưu. Lúc này đám cục trưởng và phó cục trưởng cục công an toàn thân đều đổ đầy mồ hôi, cục trưởng cục công an thành phố Triệu Lương Thu hơn 40 tuổi, lúc này gương mặt đã biến thành màu đen, hắn lạnh giọng quát lên với Tiểu Cổ. Còn không tranh thủ dẫn đường. Tiểu Cổ thật sự cảm thấy rất choáng váng, nhưng tình hình trước mắt lại làm cho hắn sinh ra cảm giác xấu, có lẽ lần này xảy ra chuyện lớn. Phòng câu lưu cũng chỉ cách văn phòng vài bước đi đường, khi đi ngang qua phòng làm việc của Đồn trưởng Tần thì những tiếng ồn ào từ bên trong truyền ra, có người cười lớn nói: "Ha ha ha, bà con hai, anh Ô, lần này tôi không khách khí." Gương mặt vốn âm trầm của Đậu Minh Nhạc càng trở nên khó coi, lão nhấc chân lên đá văng cánh cửa khép hờ ngoài phòng làm việc của Đồn trưởng Tần. Khoảnh khắc khi cánh cửa bị đá văng, đám người Đồn trưởng Tần đang đánh bài chợt quay đầu nhìn. Đồn trưởng Tần là chủ nhân của gian phòng, hắn thấy có người đá văng cửa phòng thì lớn tiếng quát. Con bà nó, không thấy đang. Nhưng khi đồn trưởng Tần thấy gương mặt của Đậu Minh Nhạc và Triệu Lương Thu thì hắn đang ngồi trên giường mà thiếu chút nữa đã ngã ngay xuống. Lúc này hắn cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, hắn vội vàng nhảy xuống giường, đeo giày, đứng thẳng người. Đúng lúc này hắn ý thức được trong tay còn cầm vài lá bài, thế là nhanh chóng ném xuống đất như khoai lang. Đậu Minh Nhạc nhìn tình huống xảy ra trước mắt mà hừ lạnh một tiếng, sau đó nói một câu. Đúng là một ổ rắn rết. Đậu Minh Nhạc nói xong thì đi về phía phòng câu lưu. Lúc này mất mặt nhất phải nói đến Cục trưởng Cục Công an Triệu Lương Thu, gương mặt hắn thật sự đen như than, hắn cũng không nói gì mà theo Đậu Minh Nhạc đi ra ngoài. Thấy hai vị lãnh đạo đi qua, những viên cảnh sát khác cũng nhanh chóng đi theo, vị cục trưởng phân cục công an đi sau cùng đã không phải là vẻ mặt đen nhẹm, lúc này mặt hắn trắng bệch, trong lòng cực kỳ không yên. Người đàn ông này là một vị cục trưởng phân cục dược phân công quản lý trị an của một quận, hắn đã ý thức được cái này không hoàn toàn chỉ là vấn đề của một mình đồn trưởng tân. Trong phòng câu lưu, Vương Tử Quân và Triệu Thanh Uyển thật sự không nói gì, cả hai đã trải qua một khoảng thời gian dài bị còng tay, bây giờ thật sự cảm thấy khó thể chịu nổi. Đậu Minh nhạc bước vào phòng câu lưu, vì ánh sáng có hơi tối mà lão không thấy rõ gương mặt của Vương Tử Quân, nhưng sau khi xác định chỗ này giam giữ thương nhân Hong Kong thì tiến nhanh lên phía trước giữ chặt lấy tay của Vương Tử Quân rồi lớn tiếng nói. "Xin lỗi tiểu đồng chí, đã cho cậu phải chịu uất ức, là chúng tôi không làm tốt công tác." Vương Tử Quân tất nhiên nhận ra Đậu Minh Nhạc, hắn nhìn thấy gương mặt cực kỳ đau lòng của Đậu Minh Nhạc mà không khỏi muốn cười. Hắn biết rõ vì sao Đậu Minh Nhạc phải chạy đến đây, hắn nhìn bàn tay đang giữ lấy tay của mình mà vội vàng cười nói. "Chú Đậu, thương nhân Hong Kong ở bên kia. Một câu nói chú đậu làm cho đậu minh nhạc chợt sướng sốt, lúc này ánh mắt của lão cũng đã thích ứng với ánh sáng hơi tối trong phòng, cũng nhìn rõ người thanh niên mình đang nắm tay là ai. Vương Tử Quân, chính là con trai của người bạn học đang là phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy của mình, thuộc hạ của mình sao lại bắt cả hắn. Lão thầm nghĩ, nếu bạn học cũ của mình mà biết chuyện này, không phải địa vị của mình trong lòng phó thư ký trưởng vương sẽ giảm xuống ngàn trượng sao. Tử Quân, chuyện gì xảy ra vì sao bọn họ lại bắt cậu trong lúc nói thì đậu minh nhạc cũng đã thấy vương tử quân và triệu thanh uyển bị còng vào cùng một chỗ thế là dùng giọng căm tức nói với cục trưởng cục công an triệu lương thu đi theo phía sau anh còn chờ gì nữa còn không mau mở còng ra triệu lương thu cung tuyệt đối không ngờ vị thương nhân hong kong kia cũng có quen biết với đậu minh nhạc thế là ra đầu càng kéo căng thêm vài phần hắn thầm hiểu lần này nếu xử lý không tốt thì cờ lê của thị ủy và khối chính quyền thành phố sẽ đánh lên mông mình. Mỗi ngày đại hội đều nói câu trồng xuống cây ngô đồng kéo đến Phượng Hoàng, dù là bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu đến hoàn cảnh kêu gọi đầu tư, nếu mang đến trở ngại cho công tác kêu gọi đầu tư, như vậy sẽ là tội nhân của cả thành phố, bây giờ con thiêu thân lại xuất hiện trong khối công tác của mình. Sau khi nghe đậu minh nhạc lên tiếng thì triệu lương thu nhanh chóng tiến lên, hắn là một cục trưởng cục công an xuất thân là cảnh sát hình sự, chỉ cần nhìn qua cách còng hai tay vào một là biết chuyện gì xảy ra. Hắn đưa mắt nhìn khắp bốn phía, đúng lúc thấy viên Đồn trưởng Tần đang sợ hãi đứng ngoài cửa. Còn đứng đó làm gì? Tranh thủ cút đến đây mở còng, còn ngây ra làm gì? Dù Đậu Minh Nhạc có ở đây nhưng Triệu Lương Thu cũng không thể nhịn được mà mở miệng mắng. Đồn trưởng Tần cũng đã ý thức được mình chọc vào phiền toái cỡ nào, sự việc lần này có thể kéo cả Bí thư Ủy ban Tư pháp và cục trưởng cục công an đến đây nghĩ lại thì hắn càng cảm thấy phát lạnh trong tiếng quát lạnh của triệu lương thu đồn trưởng tần run rẩy lấy chìa khóa ra có lẽ vì quá căng thẳng nên một chiếc còng tay đơn giản mà mất hơn nửa phút vẫn chưa mở ra được triệu lương thu cảm thấy vẻ căng thẳng trong mắt đồn trưởng tần thế là hắn cũng không bận tâm tiến lên đẩy đồn trưởng tần ra sau đó giật lấy chìa khóa mở còng tử quân không có gì xảy ra chứ đậu minh nhạc nhìn vết máu ứ động trên tay vương tử quân sau đó lên giọng hỏi han cảm ơn chú đậu không có gì vương tử quân khẽ cười với đậu minh nhạc sau đó hắn khẽ phất tay thấy vương tử quân không có việc gì thì đậu minh nhạc mới yên lòng trở lại lão quay sang nhìn triệu thanh uyển kết luận đây chính là con gái bảo bối của thương nhân hong kong thế là tranh thủ lên tiếng chịu tội cô là con gái của giám đốc triệu phải không tôi là đậu minh nhạc chuyện hôm nay thật sự gây uất ức cho cô dù đậu minh nhạc chỉ lên tiếng chào hỏi vài câu nhưng trình tự chào hỏi cũng đủ để cho người ta thấy mức độ quan tâm của mình với hai người này. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy nhìn qua vốn rất bình thường, cũng sẽ không được người ta đặt trong lòng, nhưng là một người trong quan trường, Triệu Lương thu lại khắc ghi chi tiết nhỏ này vào lòng. Triệu Thanh Uyển khẽ nói lời cảm ơn, sau đó cũng không nói với Đậu Minh Nhạc, hắn lại nhìn về phía đồn trưởng Tần rồi nói. Cảnh sát tiên sinh, năm ngàn các ngài muốn tôi sẽ nhanh chóng đưa đến, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải nói với các ngài một câu, Món đồ cổ là do chính bản thân ông chủ quầy đánh nát, mà người ra tay trước cũng chính là bọn họ. Lúc này Đồn Trưởng Tần thật sự rất muốn khóc, chính mình phạm phải sai lầm, vốn đã coi như son, bây giờ cô gái này lại nói ra số tiền phạt, không phải là vung muối trên vết thương của mình sao? Nhưng lúc này hắn cũng không còn uy phong lẫm liệt như vừa rồi, dù là Triệu Thanh Huyền nói gì thì hắn cũng chỉ có thể cúi đầu nghe. Dưới sự dẫn dắt của Đậu Minh Nhạc, Vương Tử Quân và Triệu Thanh Huyền đi ra khỏi phòng câu lưu lúc này đậu minh nhạc chợt quay sang cười với triệu thanh uyển triệu tiểu thư bố còn đang chờ cô tôi sẽ phái người đưa cô về triệu thanh uyển nhìn sắc trời chiều vẻ mặt có chút khó xử nàng trầm ngâm một lát sau đó nói với vương tử quân vương tử quân bố tôi cảm thấy rất tiếc nuối vì chưa được gặp anh hôm nay anh có rãnh không ông ấy muốn mời anh một bữa cơm coi như tỏ lời xin lỗi triệu thanh huyền nói như vậy và vương tử quân cũng biết có chuyện gì xảy ra dù hắn đã sớm chuẩn bị cả hai tay nhưng dù sao những lời của nàng vẫn làm cho hắn cảm thấy vui vẻ nếu như có thể tranh thủ được đầu tư như vậy tốc độ phát triển của xã tây hà tử sẽ giống như lên xe tốc hành sẽ mạnh hơn so với tình huống thông thường rất nhiều lần vì thế hắn có chút trầm ngâm sau đó thì gật đầu nói cũng không cần xin lỗi chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ mà thôi nhưng mời cơm thì quá tốt tôi cũng đang đói bụng. Triệu Thanh Huyền nhìn bộ dạng hầu như thật sự đói bụng của Vương Tử Quân mà nở nụ cười không tiếng động. Hoàng Nham Bình ngồi trước bàn làm việc rộng thùng thình, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn giống như đang suy tư gì đó. Thư ký khẽ đẩy cửa tiến vào rồi cung kính báo. Bí thư Hoàng, vừa rồi Triệu Tiên Sinh gọi điện thoại đến, nói rằng hôm nay sẽ không đến dự tiệc. Trong địa bàn thành phố Giang Châu này có ai không nể mặt Hoàng Nham Bình? đừng nói là bữa tiệc lão tự mình chiêu đãi, dù là người mở tiệc muốn chiêu đãi lão thì cũng cần phải được thư ký sắp xếp. Nhưng lúc này vị giám đốc triệu kia lại từ chối, lại không làm cho Hoàng Nham Bình tức giận. Dù thế nào thì người ta cũng là khách do mình mời đến, hơn nữa chính mình còn muốn người ta đầu tư trên địa bàn của mình. Bây giờ con gái của đối phương xảy ra chuyện, đối phương có tâm tư dùng cơm mới là lạ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hoàng Nham Bình, lão trầm ngâm trong giây lát rồi dò hỏi có nói nguyên nhân gì không? Có, nghe nói Triệu Tiên Sinh muốn mời người dùng cơm. Thư ký dù biết Hoàng Nham Bình cũng không vì sự việc thế này mà tỏ ra tích cực, nhưng hắn vẫn cẩn thận nói. Mời ai vậy? Hoàng Nham Bình rất mẫn cảm với chuyện này, lão trực tiếp hỏi. Ông ấy không nói. Thư ký giống như phạm vài sai lầm gì đó, giọng điệu hạ xuống rất thấp. Hoàng Nham Bình không nói gì nhưng vẻ mặt cứng nhắc chợt làm cho thư ký thức tỉnh hắn đã đi theo bí thư hoàng được 2 năm, cũng biết rõ tính cách của bí thư, rất nhiều thứ nhìn thấu nhưng không nói thấu giống như nước cục, chỉ nói một nửa, phần còn lại để trong bụng, để cho người ta phải mất hết tâm tư để suy xét. Viên thư ký nhanh chóng bổ sung. Bí thư hoàng, tôi sẽ đi dò hỏi. Không cần, thế này đi, cậu hỏi thăm xem triệu tiên sinh dùng cơm ở chỗ nào, nếu anh ấy không muốn đến dùng cơm, như vậy chúng ta đến làm ác khách, coi như ăn chùa. Thư ký vừa đi được một lát thì Đậu Minh Nhạc đi đến, lão cung kính chào một tiếng bí thư, sau đó ngồi xuống đối diện với Hoàng Nham Bình. Hoàng Nham Bình tùy ý ném ra một điếu thuốc, sau đó lão khẽ hỏi: "Minh Nhạc, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Đậu Minh Nhạc cũng không giấu giếm, lão chú ý nói qua sự việc một lần, tất nhiên lão không nói về Vương Tử Quân, vì lão thấy chuyện về Vương Tử Quân chỉ mình biết là được, nếu để cho Hoàng Nham Bình biết đó là con của Vương Quang Vinh, như vậy không bằng để tự mình biết thì hay hơn. Dù sao thì tài nguyên cũng có hạn, hai người cùng độc hưởng một người thì cũng sinh ra khác biệt rất lớn. À, chuyện này cũng xem như là một hồi chuông cảnh báo, anh đậu, đối với những sự kiện như thế này thì Ủy ban Tư pháp các anh nên đề xuất ra một phương án cụ thể, đã kích đám phần tử phạm pháp thật mạnh. Chúng ta ở tuyến trên dùng trăm phương ngàn kế để kêu gọi đầu tư, bây giờ thì tốt, bên dưới lại xuất hiện vấn đề về trật tự trị an, Hoàn cảnh như vậy sao có thể làm cho thương nhân yên tâm? Đúng là làm bừa bãi. Trong một gian phòng bình thường của khách sạn Kim Tôn, giám đốc Triệu, Triệu Thanh Huyền, Vương Tử Quân và Chu Thường Hữu ngồi đối diện với nhau. Vài món ăn tinh xảo được ánh đèn phụ trợ càng làm bùng lên những luồng sáng chói mắt. Giám đốc Triệu bưng một ly rượu lên rồi nói: "Vương tiên sinh, chuyện đàm phán thì thủ hạ của tôi làm ra chuyện đáng chê cười." lúc này đây xin cảm tạ cậu đã cứu con gái tôi, trước tiên kính cậu một ly. Vương tử quân nhìn giám đốc triệu nho nhã phong độ trước mắt, dù đối phương nói lời cảm ơn cực kỳ khách khí nhưng cuối cùng vẫn không thể không để lộ ra sự trưởng thành, cơ trí, khôn khéo và giỏi giang của một vị thương nhân. Vương tử quân khẽ cười nói, giám đốc triệu, ngài thật sự quá khách khí, nếu nói cháu cứu triệu tiểu thư thì không đúng, phải nói là triệu tiểu thư đã cứu cháu mới đúng. Nếu không phải cô ấy ra tay, chỉ sợ cháu đã bị đám lưu manh vô lại đánh cho một trận cũng khó thể nào làm gì được khóe miệng triệu thanh huyền chợt cong lên bộ dạng vui vẻ muốn cười mà áp chế, mà chu thường hữu rơi vào trường hợp này lại cảm thấy tay chân gò bó tôi đã xem qua đại tác phẩm của vương tiên sinh ghi rất hay nhưng cũng thứ cho tôi nói thẳng tôi cảm thấy bên trong đó cũng thiếu khuyết rất nhiều giám đốc triệu đặt ly rượu xuống rồi dùng giọng thẳng thắn nói vương tử quân khẽ cười mà không nói gì chỉ là gắp lên một miếng thức ăn, lại bỏ vào miệng nhai nuốt. Cốc, cốc, cốc. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó Hoàng Nham Bình tươi cười đi vào. Lão dùng ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Vương Tử Quân, sau đó cười ha hả nói: "Giám đốc Triệu, anh không đến phó ước làm cho tôi không có chỗ ngồi dùng cơm, vì vậy mà quyết định tối nay sẽ làm ác khách không mời mà đến, anh sẽ không để tâm chứ?" Giám đốc Triệu thầm hiểu, Hoàng Nham Bình là bí thư thành phố đám người chung quanh sẽ vây bí thư như hoa hướng dương yêu mặt trời, nói lão không có chỗ dùng cơm thì rõ ràng là đáng cười. Nhưng trước khi quyết định có đầu tư ở chỗ này hay không, giám đốc triệu cũng không thể nào mở miệng nói gì hơn. Ha ha ha, bí thư hoàng là khách quý, nói cái gì là quấy dày. Mau, mời anh đến đây ngồi. Giám đốc triệu mở miệng chào đón, sau đó cũng nhanh chóng tiến lên đón Hoàng Nham Bình. Lúc bắt đầu thì bữa cơm có bốn người, cha con nhà họ triệu mời cơm vương tử quân thế cho nên vương tử quân tùy tiện ngồi ở vị trí chủ khách chu thường hữu tự nhiên ngồi dưới tay hắn bây giờ hoàng nham bình không mời mà đến như vậy vị trí lại có hơi khó khăn nếu như bữa cơm chưa bắt đầu thì nhường chỗ sẽ không là vấn đề nhưng bây giờ bữa cơm đã ăn được phân nửa cũng khó thể nào nhường chỗ tuy lần đầu tiên gặp mặt hoàng nham bình ngoài đời nhưng vương tử quân và chu thường hữu có thể nói đã gặp mặt hoàng nham bình này vô số lần trên chương trình thời sự vì vậy Hoàng Nham Bình vừa đi vào thì dù là Vương Tử Quân hay Chu Thường Hữu cũng đều nhận ra được, người kia chính là bí thư Thị Ủy. Chu Thường Hữu thấy bí thư đến thì lập tức đứng lên theo bản năng, Vương Tử Quân có hơi trầm ngâm rồi đứng lên ngay. "Đều ngồi xuống, đều ngồi xuống đi, tôi đến chỉ dùng bát cơm mà thôi." Hoàng Nham Bình tất nhiên đi đến một chiếc ghế dưới tay của Chu Thường Hữu và tùy ý ngồi xuống, khi thấy bí thư Thị Ủy ngồi dưới tay mình, Chu Thường Hữu thật sự cảm thấy như ngồi trên đống than cực kỳ khó chịu. Vương tử quân nhìn Hoàng Nham Bình với vẻ mặt bình thản, hắn trầm ngâm dây lát rồi nhanh chóng cung kính kêu một tiếng bí thư Hoàng rồi nhường ra vị trí của mình. Từ khi vào cửa thì Hoàng Nham Bình luôn quan sát Phương tử quân và Chu Thường Hiếu, lão cũng muốn xem hai vị khách mà giám đốc triệu muốn mời là ai. Khi ánh mắt quét qua người Chu Thường Hiếu, lão cho ra một đánh giá đơn giản với người này, nhưng đối với Vương tử quân ngồi ở vị trí chủ vị thì trong lòng sinh ra cảm giác có chút bí hiểm chỉ cần nhìn vào động tác thì biết rõ đối phương có nhận ra mình, nhưng nhận ra mình mà còn có thể vững vàng như thế, đây là lần đầu tiên Hoàng Nham Bình gặp người như vậy. Tuy Hoàng Nham Bình chú ý nhiều nhất đến Vương Tử Quân, nhưng lão lại mở miệng với Triệu Thanh Uyển đầu tiên. "Thanh Uyển, nghe nói hôm nay cháu phải chịu uất ức phải không? Nói cho bác ai ức hiếp cháu, bác sẽ đá vào mông hắn." Triệu Thanh Uyển giống như lần đầu tiên được gặp Hoàng Nham Bình, nàng khẽ cười một tiếng nói: Cảm ơn bác Hoàng, nếu không phải bác ra tay giúp đỡ, chỉ sợ cháu và anh ấy còn đang bị giữ lại ở đồn công an. À, tiểu tử cậu cũng bị đưa về đồn công an cùng với Thanh Huyền sao? Hoàng Nham Bình nhìn về phía vương tử quân rồi thản nhiên nói. Vương tử quân biết rõ lúc này mình nên mở miệng, hắn nhanh chóng đứng lên cung kính nói. Chào bí thư Hoàng, tiểu tử, nghe khẩu âm hình như là người tỉnh Chiết Giang phải không? Hoàng Nham Bình dùng giọng không nhanh không chậm hỏi Vương Tử Quân. Bí thư Hoàng quả nhiên tinh tường, cháu là Vương Tử Quân, chẳng những là người tỉnh Chiết Giang, còn là tiểu binh dưới tay bác. Vương Tử Quân nói rồi nhận lấy ly rượu trong tay của nhân viên phục vụ, sau đó rót đầy rồi đưa đến cho Hoàng Nham Bình. Hoàng Nham Bình đã sớm nhìn ra Chu Thường Hiếu là người trong thể chế, nhưng lão thật sự không ngờ Vương Tử Quân cũng là người trong thể chế, lại nằm trong phạm vi quản hạt của mình. À, điều này tôi cũng không ngờ cậu tên gì công tác ở đơn vị nào báo cáo bí thư hoàng cháu là vương tử quân công tác ở ủy ban xã tây hà tử vương tử quân nhàn nhạt cười giọng điệu rất có khí phách hoàng nham bình là một bí thư tỉnh ủy tất nhiên là một lãnh đạo cực kỳ hợp cách vừa nghe đến tên xã tây hà tử thì nhanh chóng liên hệ với xã huyện hồng bắc xã tây hà tử là nơi rèn luyện rất tốt tiểu vương cậu cần phải rèn luyện cho thật giỏi đúng rồi nghe nói chủ tịch xã Triệu Liên Sinh cũng là một cán bộ có bản lĩnh cơ sở, cậu cần phải đề cao chính mình dưới sự dẫn dắt của cậu ấy. Hoàng Nham Bình không nhớ rõ vị bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử tên là gì nhưng lại có chút ấn tượng với vị chủ tịch xã, thế là thuận miệng nói. Hoàng Nham Bình cảm thấy Vương Tử Quân dù có bản lĩnh cao vời cũng chỉ là một phó khoa mà thôi, mình nói vài câu cũng có tác dụng khuyến khích. Vương Tử Quân nghe được lời của bí thư thị ủy thì thầm hiểu rõ, nhưng hắn cũng không chủ động uốn nắn sai lầm nhỏ của bí thư thế nên chỉ gật đầu mà không giải thích triệu thanh uyển ở bên cạnh lại không quan tâm đến lệ cũ trong quan trường nàng vừa đặt quả táo lên bên miệng thì dùng giọng nghi ngờ hỏi bác hoàng trong nước không phải bí thư là lãnh đạo cấp cao sao thế nào bác lại cho một vị chủ tịch xã chỉ đạo bí thư vương hoàng nham bình chợt ngây người lão nhìn vương tử quân lúc này vương tử quân thấy thế thì vội vàng giới thiệu mình bí thư hoàng cháu vừa nhận chức bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, lần này đến thành phố là muốn kêu gọi đầu tư. Tuy vương tử quân chỉ nói hai câu đơn giản nhưng bí thư hoàng lại xem như nghe và hiểu rõ vấn đề. Hoàng Nham Bình nhìn gương mặt bình tĩnh của vương tử quân, lão lập tức cười lớn nói. Trước mắt từ trung ương đến địa phương đều đề sướng trẻ hóa, tri thức hóa, chuyên nghiệp hóa cán bộ nhà nước, huyện Hồng Bắc coi như làm tốt công tác này. Cơ sở là nơi tốt cho cậu thi thố tài năng, hy vọng cậu cũng đừng phụ lòng tín nhiệm của tổ chức, cố gắng phát triển tài hoa của mình, vào thời cơ thích hợp thì tổ chức sẽ đặt các cậu lên các vị trí phải gánh nặng hơn. Giám đốc Triệu nãy giờ chỉ mỉm cười nhìn Vương Tử Quân đối thoại với Hoàng Nham Bình, lão không mở miệng. Lúc này thấy hai người đã mở đầu xong, lão mới nâng ly rượu lên cùng với Hoàng Nham Bình, sau đó lại hỏi Vương Tử Quân. Bí thư Vương, ai làm ra bản kế hoạch kia? Nếu như nói là cháu làm thì giám đốc Triệu sẽ tin tưởng sao? Sau khi vương tử quân trả lời xong những câu hỏi của Hoàng Nham Bình, hắn nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. Ha 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 ha, sao tôi lại không tin? Bí thư vương, cậu đến tìm tôi sẽ không vì tặng bản kế hoạch đó chứ? Giám đốc triệu tuy rất tôn kính Hoàng Nham Bình, nhưng lão là một thương nhân khôn khéo mà vẫn bị bản kế hoạch kia làm cho ngứa ngáy. Nếu như không phải vừa rồi là Hoàng Nham Bình đi đến, sợ rằng lão đã hỏi ra từ lâu rồi. Tất nhiên là không phải, cháu muốn cùng hợp tác với giám đốc triệu, cùng nhau mở ra quy hoạch. Vương tử quân đón ánh mắt của giám đốc triệu rồi nói. Giám đốc triệu tuy suy nghĩ ra nhiều nguyên nhân, nhưng lão thật sự không ngờ vương tử quân không phải nói đến chuyện đầu tư, mà là hợp tác. Hoàng Nham Bình cũng quan sát vương tử quân, lão cũng thầm kinh ngạc, những ngày nay vì muốn giám đốc triệu đầu tư trên địa bàn của mình, thế nên lão hiểu rõ đám chủ tịch huyện bên dưới đang làm gì. Lão cũng thầm hiểu, giám đốc triệu này là một kẻ không dễ nói chuyện. Nhưng trước đó có nhiều người đến mời giám đốc triệu đầu tư nhưng hầu như không có ai nói đến chuyện hợp tác, không ngờ một vị bí thư đảng ủy xã nho nhỏ lại dám dõng dạc mở miệng không nói chuyện đầu tư mà lại là chuyện hợp tác. Ha ha ha, bí thư vương, cậu biết hạng mục này cần đầu tư bao nhiêu tiền không? Giám đốc triệu dù sao cũng là thương nhân đã trải qua đủ sóng to gió lớn, lão khôi phục lại bình tĩnh chỉ sau nháy mắt, sau đó nâng ly rượu khẽ hỏi vương tử quân. Vương Tử Quân cũng tỏ ra khá bình tĩnh, hắn khẽ nghĩ ngợi nói. Nghe nói là đầu tư khoảng 200 triệu. 200 triệu vào thời bấy giờ là hạng mục đầu tư rất lớn, nếu không phải vì số tiền này thì Hoàng Nham Bình là một bí thư thị ủy, căn bản cũng không cần khách khí như vậy. Đúng vậy, là 200 triệu, nếu như bí thư Hoàng nói hợp tác thì tôi còn tin, nhưng bí thư Vương nói ra thì thứ cho tôi nói thẳng, tôi không thể tin. Giám đốc Triệu nói rồi nâng một ly rượu uống cạn. Dù tôi không biết về xã Tây Hà Tử của các cậu, nhưng bí thư vương này, xã cậu có thể bỏ ra được số tiền 10 triệu hay không? 10 triệu. Chu Thường Hiếu đã ngồi không yên, hắn nghe thấy con số như vậy thì càng đổ mồ hôi hột, trong lòng thầm cảm thán, con bà nó, với tổ chức của huyện chúng tôi, đừng nói là 10 triệu, có được một triệu cũng là quá khó khăn rồi. Không thể. Vương tử quân cắn môi, vẻ mặt vẫn góc cạnh rõ ràng, nhưng âm thanh phát ra từ trong môi vẫn rất du dương và có khí phách đừng nói là 10 triệu, bây giờ tổ chức xã chúng tôi có thể cho ra được 100 ngàn cũng là quá lớn rồi. Hoàng Nham Bình là bí thư thị ủy, tất nhiên lão biết rõ tình huống tuyến dưới. Sau khi nghe được lời của Vương Tử Quân, lão thầm nghĩ vị cán bộ trẻ này rất biết cách nói thật. Nhưng càng như vậy thì lão càng hứng thú, lão càng muốn xem vị bí thư đảng ủy một xã nghèo này sao có thể nói chuyện hợp tác với giám đốc triệu nhiều tiền lắm của cho được. Bí thư Vương, không phải cậu muốn bỏ ra 100 ngàn để đầu tư hạng mục đấy chứ? Giám đốc triệu dùng ánh mắt buồn cười nhìn Vương Tử Quân, trong lòng thật sự cảm thấy tiểu tử này rất buồn cười. Giám đốc triệu, ngài chỉ nói đúng được phân nửa, tôi thật sự muốn tham gia hạng mục của các mọi người, nhưng khôn phải đầu tư 100 ngàn, cháu còn muốn một khoản tiền để xã Tây Hà Tử có thể phối hợp vận chuyển. Cháu muốn đưa nhà máy trá ru ở xã Tây Hà Tử vào trong hạng mục của chú. Lúc này vẻ mặt Vương Tử Quân càng thêm bình tĩnh, hắn cầm chai rượu rót vào ly cho giám đốc triệu. Yêu cầu của cháu không tính là cao, chỉ cần 10% cổ phần mà thôi. Tiếp sống quan trường nhiều năm qua đã làm cho Hoàng Nham Bình quen nhìn Thủy Triều lên xuống, lúc này lão thiếu chút nữa thì làm rơi ly rượu trong tay xuống đất. Mạnh, vị bí thư đảng ủy xã trẻ tuổi này thật sự rất mạnh, một kẻ nói chuyện không buông tha. Tuy lão không biết tình huống nhà máy trà du ở xã Tây Hà Tử, nhưng lão là bí thư thị ủy và vẫn nhớ rõ danh sách các xí nghiệp có giá trị trên một triệu trong thành phố, mà lão nhớ trong đó không có tên của nhà máy trá du dưới xã Tây Hà Tử. Dù nhà máy kia có giá trị tài sản trên một triệu, nhưng nếu gia nhập vào một hạng mục 200 triệu mà đòi 10% cổ phần thì rõ ràng là quá cao rồi. Gương mặt giám đốc triệu trợt trầm xuống, lão cẩn thận nhìn vào hai mắt phương tử quân. Cậu thanh niên, điều kiện này của cậu có phải là quá mức tham lam rồi không? Chương 119, dòng suy nghĩ quyết định hướng đi. Lúc này Vương Tử Quân quả thật là há rộng miệng sư tử, 10 phần cổ phần như vậy thật sự là quá nhiều, nhưng nếu nói đến làm ăn thì tất nhiên phải có kẻ mặc cả. Với 200 triệu tài nguyên trong tay tôi, dù là ở bất kỳ chỗ nào trong thành phố Giang Châu này hay là địa phương khác, chỉ cần nói ra hướng đầu tư, tất cả chính quyền đều nhiệt liệt hoan nghênh. Bí thư Vương, tôi nói như vậy không khoa trương đấy chứ. Giám đốc Triệu nở nụ cười rồi nói bằng giọng tràn đầy tự tin. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết rõ vào thời đại đất nước cần phát triển này thì Giám đốc Triệu nói rất đúng, 200 triệu thì ở bất kỳ nơi nào cũng là một hạng mục lớn. Những năm nay trong thể chế thường coi trọng chiến tích, dù suy xét trên bất kỳ phương diện nào thì tất cả mọi người sẽ dùng hết sức lực để kéo nhà đầu tư ở lại với địa phương mình. Bây giờ ở Giang Châu cũng có ví dụ rõ ràng, nếu như không phải vì 200 triệu tiền đầu tư này bí thư hoàng sẽ chạy đến đây sao? Vương tử quân khẽ gật đầu đồng ý nói. Giám đốc triệu nói rất đúng, cháu thật sự đồng ý, nhưng ngài cũng đã nhìn phương án của cháu, cháu cảm thấy dòng suy nghĩ mới quyết định đường ra. Chú cho rằng, nếu như cháu thay đổi chế độ của nhà máy trá du, như vậy tiền cảnh phát triển của nó là thế nào? Lúc này bầu không khí trên bàn cơm rất cổ quái, Hoàng Nham Bình là bí thư thị ủy nhưng lúc này giống như quần chúng, trước mặt lão có hai người đang mỉm cười nói chuyện, nhưng lão cũng hiểu hai người này rõ ràng đang bắt đầu một cuộc giao chiến bí thư vương tuy tôi không muốn thừa nhận nhưng tôi cũng muốn nghĩ thật nói thật nếu như nhìn vào nửa phần bản kế hoạch mà cậu đưa cho tôi như vậy nhà máy trá du sẽ có một bước phát triển nhảy vọt giám đốc triệu trầm ngâm trong giây lát rồi trầm giọng nói vì dầu ăn là nhu yếu phẩm có tiềm lực thị trường rất lớn khi kinh tế phát triển đời sống nhân dân từng bước được cải thiện nhu cầu thị trường không chỉ tăng về lượng còn có thể càng thêm chú trọng về chất. Vì vậy có thể nói, nếu tạo ra được một nhãn hiệu uy tín, bản thân sẽ tạo ra hiệu quả và lợi ích kinh tế. Vật đua trời lựa, khôn sống mống chết, nếu như không phải là chính quyền và xí nghiệp tách ra, tôi cũng cảm thấy chuyện nhà máy trá du kết hợp với tập đoàn chính Hồng chỉ là một tổ hợp khá ưu tú, chứ không phải là anh mạnh tôi yếu. Vương tử quân chậm rãi nói, những từ ngữ trồng chất trong lòng từ lâu bây giờ chợt lăn ra ảo ảo. Lúc bắt đầu thì Hoàng Nham Bình còn ôm thái độ ngồi ngoài quan sát Vương Tử Quân, vẻ mặt cũng không thấy có chút ngưng trọng, đặc biệt là khi Vương Tử Quân nói về những phát triển sau này, càng làm cho lão cảm thấy người thanh niên kia có nhiều chính sách không mưu mà hợp, thật sự rất phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện tại. Đây thật sự là một cậu thanh niên hơn 20 tuổi sao. Khi Hoàng Nham Bình còn đang cảm thán thì vẻ mặt giám đốc triệu đã rất ngưng trọng, làm lão cảm thấy công phu há miệng sư tử của vương tử quân giống như đã trở nên hợp lý hơn. Vô tình lão rõ ràng phát hiện mình có chút thừa nhận với lời giải thích của đối phương. Rõ ràng là một người tài, không biết thế nào mà trong lòng giám đốc triệu chợt bùng lên cảm giác như thế. Giám đốc triệu, ngài cảm thấy tôi nói cũng không quá khoa trương đấy chứ. Vương tử quân khẽ hỏi. Có lý lẽ, thế này đi, chuyện này tôi sẽ xem xét lại. Giám đốc Triệu trầm ngâm một chút rồi đột nhiên hỏi: "Bí thư Vương, xin mạo muội hỏi một câu, tiền lương của ngài một tháng là bao nhiêu?" Chưa đến 200 đồng. Vương Tử Quân cũng không nghĩ rằng Giám đốc Triệu sẽ hỏi như vậy, thế là hắn thuận miệng đáp: "Bí thư Vương, tôi thấy cậu cũng là một người giỏi kinh doanh, người như cậu không tham gia kinh doanh cũng uổng phí, tôi thấy hay là thế này, tôi thuê cậu về làm phó tổng giám đốc tập đoàn Chính Hồng, lương một năm là 5 triệu." không biết bí thư vương có tình nguyện chịu thiệt không? Trong hai mắt giám đốc triệu ẩn giấu nhu cầu tìm kiếm người tài, rõ ràng lão rất muốn vương tử quân đồng ý với lời mời của mình. Lương một năm là 5 triệu, vào thời đại này thì thật sự là quá tốt. Nghe thấy lời khen ngợi của giám đốc triệu thì vương tử quân cũng có hơi đỏ mặt, vì đây cũng không phải là những gì mà hắn nghĩ ra được. Hắn là người của kiếp trước, tất nhiên sẽ biết vài phần về xu hướng phát triển kinh tế, tất nhiên những gì hắn nói là đúng, vì sự thật là như vậy. Khi giám đốc Triệu nói ra mức lương một năm năm triệu, dù là Hoàng Nham Bình hay là Triệu Thanh Uyển đều kinh hoàng há hốc miệng, với số tiền lương của Vương Tử Quân vào lúc này thì số tiền kia thật sự quá lớn. Bây giờ chỉ cần Vương Tử Quân gật đầu, một phần công tác lương tiền triệu sẽ rơi vào trong tay. Hoàng Nham Bình nhìn cậu thanh niên trước mặt mà trong lòng có chút buồn bã, thầm nghĩ, người vì tài mà chết, chim vì thức ăn mà chết, những lời kia nói không sai chỉ sợ sau này thành phố giang châu sẽ mất đi một vị cán bộ trẻ tuổi có năng lực nếu so sánh với hoàng nham bình thì triệu thanh huyền vừa kinh ngạc vừa thầm nở nụ cười nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn vương tử quân nàng muốn nghe được đáp án kia từ miệng hắn đa tạ giám đốc triệu đã coi trọng nhưng người tự mình hiểu lấy mình với những gì tôi biết chính tôi cũng không có năng lực đảm nhiệm yêu cầu của giám đốc triệu mức lương kia thật sự rất hấp dẫn với tôi nhưng tôi cũng không muốn rơi vào tình huống vì không đảm nhiệm được công tác mà bị ngài đuổi ra khỏi nhà." Vương Tử Quân nói rất tự nhiên, giống như nói một lời vui đùa vậy. Trong phòng chợt an tĩnh trở lại, nhưng bình tĩnh qua đi thì nhanh chóng náo nhiệt, nhưng cũng chỉ là thật sự chú tâm dùng cơm, không ai nhắc thêm nửa câu về chuyện đầu tư. "Tiểu Vương, không có việc gì thì thường đến chỗ tôi ngồi một chút." Hoàng Nham Bình sau khi tiến chân bố con Triệu Thanh Uyển, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân, Vương tử quân gật đầu, hắn nhìn chiếc xe chạy đi như bay mà trong lòng chợt bùng lên ý nghĩ. Trong phòng họp huyện Hồng Bắc, đám thường ủy huyện ủy ngồi rất nghiêm trin, vẻ mặt ngưng trọng, trong phòng xương khói lượn lờ. Các đồng chí, thành phố yêu cầu rất rõ ràng, từng huyện đều muốn bát tiên quá hải, đều biểu hiện thần thông, đều không tiếc giá nào để thu hút tập đoàn chính Hồng. Bí thư huyện ủy Tôn Lương đống cầm trong tay một văn kiện do bí thư và chủ tịch thành phố liên hợp ký tên rồi trầm giọng nói, Đám người ngồi đây đều biết rõ nội dung văn kiện, nhưng lúc này bọn họ không có ai dám lên tiếng. Tôn Lương Đống nhìn đám thường ủy không nói một lời mà trong lòng thầm mắng, lúc không có chuyện gì thì các anh không ai là đèn cạn dầu, bây giờ đến lượt các anh phải nghĩ biện pháp, ngược lại gương mặt giống như cả sượng, ỉu xìu không muốn nhìn. Tôn Lương Đống thầm chửi chó má nhưng cũng biết chuyện này thật sự là khó khăn, hôm nay ngay cả các quận huyện nội thành ở Giang Châu cũng khó giữ chân tập đoàn chính hồng ở lại như vậy một huyện vùng ngoài như Hồng Bắc sẽ có thể làm được gì? Quan lớn đè chết người, hai vị lãnh đạo thành phố đã lên tiếng, nếu như mình không nhanh chóng hành động, để cho cờ lê rơi xuống đầu thì chẳng còn gì để chống đỡ được cả. Quan trường có một quy củ bất thành văn, thái độ công tác còn quan trọng hơn cả năng lực công tác, nói cho cùng thì không đánh kẻ chịu khó, không đánh kẻ lười mà chỉ đánh kẻ không có mắt hoặc không biết thu hút. Nếu là vấn đề về năng lực thì còn gặp các nhân tố cực hạn, còn có thể tha thứ, nhưng nếu không tích cực thì rõ ràng là thái độ có vấn đề. chương 120, treo đầu dê bán thịt chó. Trong phòng họp càng mù mịt khói thuốc, đám thường ủy huyện ủy chỉ lo cúi đầu buồn bực hút thuốc, không nói lời nào. Tôn Lương đống ngồi ở trung tâm bàn hội nghị, lão cũng trầm mặc chỉ là lúc này lão trầm mặc có vài phần bất đắc dĩ. Khoảnh khắc này lão hầu như hoài niệm bầu không khí hội nghị thường ủy lúc đề bạt hay xác định nhân tuyển cho vị trí nào đó, mỗi lúc như vậy thường là dương cung bạt kiếm kẻ nào cũng ồn ào ai cũng muốn cho ra ý kiến lúc này thì ngược lại không ai nói lời nào tôn lương đống thấy không ai chủ động mở miệng thì biết rõ nếu mình không chỉ mặt điểm tướng chỉ sợ đám người này dù thế nào cũng không nói một lời lão là một lãnh đạo tối cao của huyện lão rất tự tin với lực khống chế của mình nếu như không khống chế được tiết tấu của hội nghị thường ủy như vậy sẽ đáng chê cười bí thư tiền anh là một cán bộ lão thành của huyện hồng bắc anh nói xem, chúng ta bây giờ nên cho ra phương án nào để đối phó đây? Tiền học bân đang cúi đầu trầm ngâm, chợt nghe được câu hỏi của Tôn Lương Đống, trong lòng thầm vui sướng, đồng thời cũng có chút không yên. Nói thật thì lão có một ý nghĩ, nhưng lão không muốn tạo ra danh tiếng, nếu lỡ may ý kiến kia mà được việc, như thế sẽ chọc vào đám quan viên bên khối chính quyền. Tiền học bân tham chính nhiều năm, tất nhiên lão biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào, lão cũng không ngốc mà đứng lên khoe khoang kế sách của mình. Một khi hội nghị thường ủy thông qua kế sách của mình, như vậy nếu tương lai tập đoàn chính Hồng có thể tiến vào huyện Hồng Bắc, thành tích sẽ là của tập thể, nhưng nếu có sơ suất, như vậy lão chính là kẻ tội đồ. Tiền học bân tất nhiên hiểu rõ những vấn đề này, lão chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ nuốt vào một ngụm nước miếng, sau đó chậm rãi nói. Nếu bí thư tôn đã để cho tôi thả con tép bắt con tôm, tôi sẽ bắt đầu nói một thiển kiến dựa trên khối công tác tôi được phân công quản lý. Lúc này kêu gọi tập đoàn chính hồng đầu tư chính là một trong những công tác quan trọng nhất của chính quyền Giang Châu. Chuyện này tôi cảm thấy nên đặt lên độ cao chính trị, cần toàn thể đảng viên cán bộ có nhận thức cao với khối công tác này. Nhưng chỉ có đề cao nhận thức mới có thể hợp ngư hợp sức, nghĩ kế và nghĩ biện pháp mới có thể chứng thực được công tác. Tiền học bân nói khá hay, hắn giảng giải những gì mình hiểu, nhưng đó cũng chỉ là những lời nói suông không giải quyết được vấn đề căn bản. Tôn lương đống nghe vậy mà ra đầu khẽ run lên, trong lòng cảm thấy ngứa như có sâu bò, nhưng khốn nổi lại chẳng thể nào đứng lên bắt được thóp của đối phương. Tiền học bân này là phó bí thư đoàn thể, làm tốt công tác tư tưởng của đảng viên thì đã là xong nhiệm vụ rồi. Tôn Lương đống nghe những lời khách sáo của tiền học bân mà thầm căm tức nhưng ngoài miệng không thể nói những gì tiền học bân vừa lên tiếng là vô nghĩa, là nhảm nhí. Xem ra những gì lão nói vừa rồi cũng không có nhiều tác dụng, cùng lắm là có ý nghĩa mở đường cho đám thường ủy này nói lời khách sáo con bà nó nếu không cho ra phương án thì tiền học bân sẽ nói về phương diện mình được phân công quản lý còn áp dụng thế nào thì anh tôn phải tự nghĩ lấy tôn lương đống cười khổ hắn dùng ánh mắt lơ đáng nhìn về phía chủ tịch như vạn thần lão lại bất ngờ phát hiện vị chủ tịch trước nay chưa từng chịu đồng bộ với mình hôm nay lại lần đầu tiên nở nụ cười với mình ánh mắt hai người giao vào nhau trong khoảng thời gian ngắn chợt sinh ra cảm giác cùng chung cảnh ngộ cửa bị đẩy ra thư ký liên cẩm sơn của tôn lương đống chú ý đi vào, hắn gión rén đi đến bên cạnh tôn lương đống rồi khẽ nói vài câu. Cái gì, cậu nói thật. Tôn lương đống gần đây rất bình tĩnh, bây giờ cũng thiếu kiên nhẫn mà dùng giọng giật mình nói. Đúng vậy, văn phòng thị ủy vừa truyền tin đến. Liên cẩm sơn dùng giọng cẩn trọng nói. Tốt, ha 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 ha. Tôn lương đống đấm một cái lên bàn rồi lớn tiếng nở nụ cười. Các thường ủy nhìn vẻ vui sướng trên mặt bí thư mà thầm kỳ quái, hôm nay bí thư làm sao vậy? Thế nào lại cười ha hả không chút ẩn giấu như thế? Các vị, tôi tuyên bố cho mọi người một tin tức tốt, chúng ta cũng không cần tiếp tục ngồi đây cân não. Vừa rồi văn phòng thị ủy đã truyền tin đến, nói là tập đoàn chính hồng đã có quyết định. Tôn Lương đống nói đến đây thì chợt cố ý dừng lại, hai mắt nhìn khắp bốn phía làm cho người ta sinh ra cảm giác bí hiểm dù là chủ tịch như vạn thần hay những người khác nghe được tin tức này thì thần kinh căng cứng cũng giản ra ai cũng thở phào một hơi điều này đối với bọn họ chính là một giải thoát ai cũng không còn phải vò đầu bứt tai trăm phương ngàn kế tránh trách nhiệm nữa rồi đầu tư ở nơi nào bí thư tôn anh cũng đừng thừa nước đục thả câu tiền học bân rất quen thuộc động tác của bí thư tôn lương đống khi thấy bí thư đang vui vẻ thì nhanh chóng lên tiếng xã tây hà tử ha 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 là xã Tây Hà Tử của huyện Hồng Bắc chúng ta. Vương tử quân này rất tốt, không những biết nã pháo mà còn biết kêu gọi đầu tư. Nghe nói cậu ta một mình chạy đến khách sạn của tập đoàn chính Hồng ở Giang Châu, như vậy người ta mới quyết định ném hạng mục 200 triệu này về huyện Hồng Bắc. Tôn Lương Đống thật sự rất hưng phấn, thế là gương mặt vui sướng, đám thường ủy bên dưới cũng tỏ ra cực kỳ vui mừng. Hạng mục 200 triệu rơi vào xã Tây Hà Tử, đây không phải là xã thuộc huyện Hồng Bắc sao? Chủ tịch Nhiêu, xã Tây Hà Tử tuy nắm hạng mục trong tay nhưng huyện ủy và chính quyền chúng ta vẫn phải hết sức coi trọng. Theo tôi thấy, chúng ta không ngại thành lập một tổ lãnh đạo tiếp xúc đầu tư, tôi sẽ là tổ trưởng, anh là phó tổ trưởng, các vị thường ủy đang ngồi đây là thành viên. Chúng ta cần phải động viên tất cả lực lượng, coi như hộ giá hộ tống tập đoàn chính Hồng vào huyện Hồng Bắc, đặc biệt là làm tốt công tác phục vụ. Tôn Lương Đống là một người cực kỳ nhanh nhạy, chỉ sau một lát đã tạo ra một tổ lãnh đạo, tuy lão sung phong làm tổ trưởng nắm quyền lớn, nhưng đối với các vị thường ủy thì như vập cũng là cùng chung ích lợi. Tất nhiên sẽ không ai phản đối lời đề nghị của lãnh đạo, Tôn Lương đống nhìn bầu không khí đầu khói sương trong phòng, đang chuẩn bị tuyên bố tan họp thì lại nghe tiền học bân nãy giờ đang cúi đầu hút thuốc lên tiếng. Bí thư Tôn, Chủ tịch Nghiêu, các vị đồng chí, Tập đoàn Chính Hồng đã quyết định đem hạng mục đầu tư vào huyện Hồng Bắc, chủ yếu là xem trọng ưu thế và danh tiếng của huyện chúng ta về phương diện lương thực và dầu ăn, Tất nhiên tôi cũng không phải chối bỏ công lao của Bí thư Vương xã Tây Hà Tử, cậu ấy thật sự đáng được khẳng định vì đã tuyên truyền ưu thế của huyện Hồng Bắc chúng ta. Nhưng tôi cảm thấy một hạng mục lớn như vậy đến đầu tư ở xã Tây Hà Tử, chúng ta còn phải thương lượng một chút. Tình huống giữa Tiền Học Bân và Vương Tử Quân thì ai ngồi đây cũng hiểu rõ, sau khi nghe Tiền Học Bân nói như vậy thì dù là Tôn Lương Đống hay những thường ủy khác đều hiểu, ý nghĩ thật sự của Tiền Học Bân chính là muốn tra thuốc nhỏ mắt cho Vương Tử Quân nhưng tiền học bân anh dù muốn tiến lên cha thuốc nhỏ mắt cũng không thể nào đụng vào hạng mục này được đây chính là hạng mục lớn mà bí thư thị ủy hoàng nham bình tự mình đứng ra nắm giữ bây giờ vất vả lắm hạt giống mới rơi xuống và nảy mầm nếu anh tạo ra con thiêu thân nước sôi nhưng vịt lại bay mất đến lúc đó ai chịu trách nhiệm tiền học bân nhìn nhưng ánh mắt bất thiện nhìn về phía mình lão vẫn bình tĩnh như thái sơn nói tôi không phải nói không cho hạng mục của tập đoàn chính hồng rơi xuống huyện hồng bắc Ý của tôi là nên đổi địa điểm. Hạng mục này rơi xuống huyện Hồng Bắc thì chắc chắn sẽ kéo kinh tế toàn huyện phát triển, xã Tây Hà Tử có phải là một địa điểm có vị trí trọng yếu trong huyện hay không? Chúng ta cần phải xem xét, vì hạng mục lớn cần phải chú ý nhiều phương diện, chú ý đến tác dụng phóng xạ. Tôn Lương Đống tuy nghe và hiểu ý nghĩa lời nói của Tiền Học Bân, thế nhưng trong lòng đối phương nghĩ gì thì lão cũng biết, đó chính là chết sống cũng không cho hạng mục của tập đoàn chính Hồng rơi vào trong tay Vương Tử Quân. Tôn Lương Đống nhìn bộ dạng chậm rãi mở miệng của Tiền Học Bân, lão thầm mắng trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn bảo trì sự bình thản cao độ của một vị bí thư huyện ủy. "Bí thư Tôn, khắp bàn tay đều là thịt, huyện Hồng Bắc chúng ta nếu muốn vững vàng phát triển kinh tế, tôi cảm thấy tác dụng trung tâm của huyện thành chiếm vị trí rất quan trọng. Sau khi xem xét lợi và hại, tôi cảm thấy nên để hạng mục ở lại thị trấn huyện thành thì hay nhất." "Để hạng mục ở lại thị trấn huyện thành." Tôn Lương Đống nhíu mày, khi còn chưa kịp mở miệng thì chủ tịch nghiêu vạn thần đã trầm giọng nói đặt ở thị trấn huyện thành rõ ràng là tốt nhất nhưng chúng ta sẽ nói thế nào với tập đoàn chính hồng hơn nữa hạng mục này cũng là do chính vương tử quân kéo về chúng ta nhất định phải khen ngợi đồng chí vương tử quân nhưng này chủ tịch nghiêu tôi cảm thấy hạng mục của tập đoàn chính hồng đặt ở huyện thành là hay nhất tập đoàn chính hồng lựa chọn xã tây hà tử chủ yếu là vì ưu thế của huyện hồng bắc chúng ta nếu rơi vào huyện thành thì sẽ phát triển ưu thế này đến mức cao nhất. Phó bí thư chủ quản khối tư pháp là Hồng An Trạch dùng giọng nghiêm túc nói, là hai vị đại biểu cho cán bộ bản địa, Hồng An Trạch và Tiền Học Bân có thể nói là hai nhân vật tràn đầy lực lượng trong ban ngành huyện ủy, hai người này liên thủ với nhau thì dù là bí thư huyện ủy Tôn Lương Đống cũng phải nể mặt. Lúc này Tôn Lương Đống đã hiểu rõ tâm tư của hai người kia, Tiền Học Bân chính là muốn tra thuốc nhỏ mắt cho Vương Tử Quân cố gắng quấy nhiễu hạng mục mà vương tử quân đã khổ sở đưa về huyện cũng thuận tiện kéo cả hồng an trạch vào cuộc xem như một đá ném hai chim hồng an trạch bây giờ đã mở miệng phụ họa vì chủ tịch thị trấn huyện thành cũng không phải ai khác chính là con trai lớn của hồng an trạch tin tức từ thị ủy truyền đến nói tập đoàn chính hồng lần này có thể ở lại xã tây hà tử chủ yếu là vì nhà máy trá du tuy thị trấn huyện thành có ưu thế về vị trí địa lý nhưng nhà máy trá du ở xã tây hà tử lại không thể nào chuyển đến huyện thành được tôn lương đống chậm rãi nói tuy thái độ không rõ ràng nhưng lại ném ra một tín hiệu nhắc nhở mọi người đó là các anh cạnh tranh như thế nào thì vương tử quân người ta cũng có một nhà máy trá du để dựa vào tiền học bân và hồng an trạch đưa mắt nhìn nhau sau đó tiền học bân trầm giọng nói bí thư tôn tôi biết rõ nhà máy trá du mà anh nói vị trí của nó nằm ở chỗ giao giới giữa xã tây hà tử và thị trấn huyện thành nếu như tập đoàn chính hồng muốn hợp doanh với nhà máy này thì quá tốt, chúng ta dứt khoát cho hạng mục ở lại thị trấn huyện thành, sau đó trực tiếp kéo nhà máy trá du về nằm dưới sự quản lý của huyện, như vậy không phải quá đơn giản rồi sao? Tiền học bân vừa mở miệng thì Hồng An Trạch đã nói tiếp. Bí thư tiền nói rất đúng, làm như vậy thì tôi tin tập đoàn chính hồng cũng không có ý kiến gì, vì kế hoạch hợp tác cũng không thay đổi. Nếu thu xí nghiệp ở xã Tây Hà Tử về nằm trong sự quản lý của huyện, mức độ coi trọng cũng mạnh hơn xã rất nhiều. Hai người tiền học Bân và Hồng An Trạch vừa nói vừa nhìn sang những vị thường ủy khác, những người kia cũng là kẻ tinh tế, dù biết hai người này đang liên thủ ước hiếp vương tử quân, nhưng đây cũng không phải là một chén cháo đổ vào nồi của xã Tây Hà Tử, hầu như là một chiến tích kinh tế quá lớn. Nhưng sự việc không liên quan gì đến bọn họ, vương tử quân cũng không có tình cảm gì với bọn họ, chính mình dù sao cũng không phải là nhân dân tệ, không thể làm cho mỗi người đều yêu mến. Thế là sau khi xem xét lợi và hại, bọn họ dứt khoát giả vờ câm niếc, ngậm miệng không nói. Sau đó, lại có vài vị thường ủy có quan hệ tốt với tiền học bân và huyện thành lên tiếng giúp đỡ. Tôn Lương đống thấy vậy mà không thể không thở dài, tuy lão biết rõ làm vậy là không công bình với vương tử quân. Nhưng lão là một bí thư huyện ủy, lão không thể nào áp chế khi có nhiều thường ủy đồng ý. Hơn nữa dù nó nằm ở chỗ nào, chỉ cần ở trong huyện Hồng Bắc thì chiến tích sẽ vào giỏ của một vị bí thư huyện ủy như mình khốn không thoát đi đâu được. Được, vậy cứ xử lý theo lời của anh Tiền, nhưng chúng ta cần phải khen ngợi đồng chí Vương Tử Quân. Tôn Lương đống cuối cùng vỗ bàn quyết định. Bí thư Tôn nói đúng, tôi thấy hay là thế này, sau khi quay về thì tôi sẽ gửi một văn bản cho văn phòng huyện ủy, sẽ mời tất cả đơn vị trong huyện và ban ngành lãnh đạo xã thị trấn đến tổ chức thông báo khen ngợi đồng chí Vương Tử Quân. Tiền học bân nở nụ cười mỹ mãn, lão bưng ly nước lên vừa cười vừa nói. Thông báo khen ngợi, nói thì quá đường hoàng, nhưng ý nghĩa chân thật thì đã quá rõ ràng. Con bà nó căn bản không phải là khen ngợi gì cả, đây rõ ràng là công khai đánh vào mặt vương tử quân trước toàn thể cán bộ trong huyện. Người ta khổ sở kéo hạng mục về huyện, anh nói cho đến thị trấn huyện thành thì là thị trấn huyện thành, đồng thời còn khen ngợi theo kiểu như vậy, chẳng phải là muốn nói với mọi người, cho dù vương tử quân chạy gãy chân, nát miệng, cuối cùng thì cũng chỉ là may áo cưới cho kẻ khác sao. Có lẽ đến lúc đó Vương Tử Quân sẽ trở thành đối tượng cho tất cả cán bộ trong huyện chỉ trỏ chê cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền